bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm lẻ một hư linh tướng thần hạ phong giận này cả mình ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng hắn nhìn thấy hạ trường minh thi triển hư linh vạn tượng lúc liền đã giật này mình thế gian lại còn có người có thể đem vận dụng linh lực như thế thành thạo tự nhiên là năm trước đệ đệ của hắn hạ lam bị vô số người ca tụng là điều khiển linh lực đệ nhất tiên có thể cánh tay điều khiển mấy vạn hư linh vạn tượng mà hạ trường minh chỗ thi triển hư linh vạn tượng thần thông vô luận là linh uy vẫn là số lượng đều hoàn toàn bao trùm tại hạ lam phía trên Thế gian có như thế thiên phú kỳ tài, hơn nữa còn là bọn hắn hạ gia hậu nhân, hắn đã là cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới hạ trường minh vậy mà hoàn toàn không chỉ như thế. Liên hắn hư linh tướng thần thần thông đều lính ngộ. Hắn hư linh tướng thần là vận dụng linh lực ngưng tụ linh giác thần tôn, thực hiện công phòng nhất thể. Mà hạ lan thần thông hoàn toàn là dựa vào đối linh lực thân hòa cùng vận dụng, ngưng tụ vô số linh binh linh thú, thậm chí là trăm trượng thần tôn. Hai loại là đối linh lực khác biệt vận dụng diễn biến. Hạ gia trăm mà năm qua còn chưa hề có người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại thần thông. Cho dù là được vinh dự hạ ra đời thứ nhất thiên tài huynh đệ bọn họ hai người cũng làm không được, mà Hạ Trường Minh lại làm được. Hạ Phong còn thấy vui mừng, trong lòng chuyển ý càng sâu. Cơ hồ vô ý thức chủ đạo thân thể bắt đầu đối Hạ Trường Minh phát động tấn mãnh thế công. Sau lưng sáu tay thần tôn cùng trong tay la Nguyên Song Đào vung vẩy như gió tác mưa rào đồng dạng dày đặc, tốc độ nhanh liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Mà Hạ Trường Minh không chút nào thua Hạ Phong, thậm chí ở xa trên hắn từ đầu đến cuối Hạ Trường Minh liền không có động đậy dưới chân một bước, thần sắc càng là vân đạm phong khinh tay cầm để tiên kiếm nhưng hai tay cũng không có động đậy sau lưng lục tỷ tu la cũng lấy nhanh như thiểm điện một dạng tốc độ đang nghênh tiếp hạ hạ phong mỗi một lần chảm kích Vẹn vẹn dựa vào sáu tay liền không chút phí sức ngăn lại hạ phong tám tay cung loạn kiếm khí tùy ý bay tử tung bốn phía đại địa không ngừng bị kiếm khí chém ra từng đạo dữ tận vết kiếm bốn phía đám người không khỏi đều vội vàng tránh khỏi tới liền ma tộc cũng mời phần thức thời tránh đi hai người phan đã bị kiếm khí kia chạm đến một chút đó chính là cụt tay cụt chân hạ phong càng thêm giật mình tiểu tử này cũng thật là lợi hại hắn thật đúng là rất yêu thích tiểu tử sau đó ta muốn làm thật người cần phải lo lắng hư linh tướng thần ngưng mắt thấy hoàn toàn không phá nổi hạ trường minh phòng thủ hạ phong lại triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách sau lưng sáu tay thần tôn chậm rãi hóa thành lưu xa đồng dạng lưu động trên toàn thân một lát sau hạ phong trên thân liền ngừng kết một tầng kiên cố linh giáp phía sau lưng chỉ để lại sáu cánh tay chất tiên minh cánh tay đây mới là hắn hư linh tướng thần chân chính hình thái cùng hư linh tướng thần hợp hai là một Hạ Trường Minh nhìn qua chỉ ý tăng vọt, càng đánh càng khởi kinh Hạ Phong, không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn đã phát giác được, bây giờ không phải ma tộc lại thao túng hắn, mà là chính hắn liền rất muốn cùng hắn đánh. Cũng được, bồi bồi hắn á. À. Hạ Trường Minh lắc đầu, sau lưng lục tí tu la đồng dạng bắt đầu hóa thành như lưu sa khê hà đồng dạng quấn quanh toàn thân, ngưng tụ tiên giác một bộ tiên linh giạt rào huỳnh quang lấp lánh tiên giáp che ở hạ trường minh trên thân phía sau lưng đồng dạng có lưu sáu tay tiên binh rất tốt hạ phong tán dương nhẹ gật đầu là hắn biết Hạ Trường Minh nếu có thể lĩnh ngộ hưu linh tướng thần thần thông, cái kia chắc hẳn ngưng kết thần thông tiên giáp, khẳng định cũng không thắng được hắn. Quả nhiên không có để hắn thất vọng, cả Hạ Phong thần sắc phấn chấn, lần nữa một cái bước xa lách mình đến Hạ Trường Minh trước người, trong tay Long Nguyên Song đao gào thét rồng ngâm âm thanh gào thét chém xuống. Hạ Trường Minh thấy thế, chỉ là chậm rãi do tay lên bên trong để tiên kiếm liền đó lấy nhìn như tấn mạnh vô cùng song long chạm. Hạ Phong sau lưng cánh tay đồng thời cua đủ loại tiên binh chém tới. Hạ Trường Minh dĩ nhiên là đồng dạng thúc đẩy sau lưng tiên binh ngăn lại Hạ Phong công kích tiên binh đụng vào nhau đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa hạ phong sau lưng tiên binh liền bỗng nhiên từ trường thương biến thành tiên thuẫn lại hoặc là biến thành một chút đủ để kìm ôm lấy khắc tiên binh vũ khí một mực đem hạ trường minh sau lưng sáu tay tiên binh khống chế lại đang chiến đấu giao thủ nhanh chóng như vậy bên trong còn có thể nhanh chóng điều khiển tiên binh ngưng biến khắc tiên binh tuyệt đối sẽ để người vội vàng không kịp chuẩn bị lấy hư linh tướng thần thuần thục kinh nghiệm hạ phong hoàn toàn là tại hạ trường minh phía trên Hạ Trường Minh cũng chính là này ngắn ngồi kinh ngạc ở giữa, Hạ Phong liền nắm lấy thời cơ, một đao nghênh tiếp để tiên kiếm, một đao khác chém về phía cái hông của hắn. Hạ Trường Minh sắc mặt như cũ không hoảng hốt chút nào, ngược lại mang theo ý cười. Học được, mặc dù Hạ Phong rất tính diệu đồng thời ngăn chặn lại trong tay hắn tất cả tiên binh, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chẳng qua là phí công. Ngưng, Hạ Trường Minh lần nữa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tất trời bốn phía lại lần nữa ảm đạm phai mờ, không gian ngừng trệ. Hạ Phong quá sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân hắn bị chậm dần vô số lần rõ ràng là nhanh như hư ảnh một đao bây giờ lại tựa như chỉ có phàm nhân hành tẩu đồng dạng tốc độ này vậy mà là ngưng kết thời gian cùng không gian thần thông tiểu tử này sẽ còn bực này thần thông pháp tắc thất lễ tiên tổ hạ trường minh trở tay thu hồi để tiên kiếm sau đó một kiếm chản tại hắn linh giáp lên hạ phong trên người linh giáp trong khoảnh khắc phá toái thân thể bay ngược mấy dạng có hơn đợi hạ trường minh giải khai thiên địa thất sắc sau hạ phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy khuôn mặt hưng phấn không thôi thoải mái hồi lâu chưa bao giờ gặp mạnh như vậy người đối phương hay là mình hậu bối lên một cái có thể đem chính mình án lấy đánh vẫn là vô danh tử tiểu tử này không hổ là đệ tử của nàng hạ phong trên người thần tôn linh giáp đã bị chảm phá nửa người trên quần áo vỡ vụn chân trụi ra một thân vô cùng cuồng tráng thể phách trên mặt triển ý lại càng thêm tràn đầy. nếu là ngày thường cùng Hạ Phong luận bàn, Hạ Trường Minh dĩ nhiên là hết sức vui vẻ, nhưng bây giờ hắn là ma tộc tri thân, cũng không phải là luận bàn giao lưu ký nghệ thời điểm. vừa mới một kiếm kia cũng là hắn thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn cũng không muốn phá hư Hạ Phong di thể. hắn đã đáp ứng Hạ Lan Tiên Tổ sẽ đem Hạ Phong Tiên Tổ di thể mang về Hạ gia trong lăng mộ an táng. nhưng qua lại muốn lần nữa ngưng tụ thần thông tiến lên động thủ Hạ Phong, Hạ Trường Minh không khỏi cười khổ nói: Tiên Tổ, ngươi còn muốn tiếp tục không? Tài hạ trường minh nhắc nhở dưới hạ phong mới từ nghiêm nghị chiến ý bên trong lấy lại tinh thần đúng nha hắn là muốn hạ trường minh giết hắn ấy nhỉ đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy cường giả nhìn không được liền muốn hào hảo luận bàn một chút hoàn toàn quên đi mình bây giờ là ma tộc hạ phong trên mặt không khỏi lộ ra một mặt tiếc hận nhưng hắn biết rõ chính mình sẽ không là hạ trường minh đối thủ hạ phong ngẩng đầu ngắm nhìn hạ trường minh thần sắc kiên nghị nói ra tiểu tử thừa dịp ta bây giờ còn có thể nắm trong tay thân thể nhanh lên động thủ giết ta đi Vừa dứt lời, Hạ Phong trên người ma khí bốc lên, thân thể lại lần nữa bắt đầu không nghe sai khiến ngưng tụ lại thần thông. Nhưng Hạ chứng Minh không tiếp tục cho ma tộc điều khiển Hạ Phong bất cứ cơ hội nào, ngưng chạy thời gian đồng thời một cái lách mình đi tới Hạ Phong trước người, để tiên kiếm một kiếm cắm vào lồng ngực của hắn. Thật muốn động thủ, hắn đủ để một kiếm kết thúc, cắm vào Hạ Phong lồng ngực để tiên kiếm thượng bám vào ánh linh tiên linh, tiên linh phiêu tán dần dần xua tan Hạ Phong trên người ma khí. Bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta, hai là tập từ trăm lẻ hai đa tạ ngươi tiểu tử hạ phong nhìn qua hạ trường minh mặt lộ vẻ vui vẻ cảm kích nói bị ma tộc điều khiển giết hại đồng tộc của mình là hắn như thế nào cũng không muốn nhìn thấy có thể nhìn thấy hạ gia như thế ưu tú hậu bối cuối cùng từ hắn ngăn cản hắn hắn đã rất thỏa mãn tiên tổ hạ trường minh nhìn qua thân hồn dần tán hạ phong không bỏ nhẹ giọng kêu gọi nói Hạ Lam vì hạ gia ngàn năm kéo dài, tình nguyện thân hồn không rơi vào luân hồi, một mực lưu thủ hạ gia lăng mộ. Vì hạ gia mỗi một thời đại gia chủ độ nhập linh lực, lấy bảo đảm hạ gia kéo dài. Cuối cùng thần hồn linh lực hoàn toàn khô kiệt, liền bước vào luân hồi đều không có liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Bây giờ rốt cục tại hỗn độn ma vực bên trong lần nữa gặp được Hạ Phong, lại cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn thân hồn của hắn tiêu tán. Đối với mình không cách nào rơi vào luân hồi, Hạ Phong không để ý chút nào, ngược lại mặt độ vẻ mỉm cười khuyên lớn, Không cần vì ta khổ sở, ta ngược lại rất cao hứng, chúng ta giờ khắc này thật lâu hạ gia có người dạng này hậu bối ta đã là không có vườn víu cũng là thời điểm đi tìm tiểu tử kia hạ gia liền nhờ ngươi nói được này hạ phong lại nghĩ tới cái gì thừa dịp chính mình thân hồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán vội vàng lại dặn dò mà tộc căn nguyên lực lượng chính là đến từ ngươi bản thân nhìn thấy những cái kia ông linh chất lỏng đen điểm này chắc hẳn ngươi đã biết từ nơi này hướng về phía đông chỗ sâu có thể nhìn thấy một đầu ông linh chất lỏng đen tạo thành dòng sông theo dòng sông đi lên liền có thể đã đến hỗn độn ma vực chỗ sâu nhất nơi đó tất nhiên là chỉ cao ma thần chân chính bản thể ma thần chi tầm chỗ hạ phong ngón tay chỉ hướng sau lưng đen kịt một màu phương hướng thần sắc trịnh trọng nói có thể nhìn thấy cửu châu thập địa liên quân lần nữa tiến vào hỗn độn ma vực thảo phạt ma tộc hắn mười phần mừng rỡ trong lòng tin tưởng vững chắc lần này như cũ sẽ là cửu châu thập địa chiến thắng ma tộc tất nhiên sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể vì hạ trường minh bọn hắn làm hạ trường minh nhìn qua hạ phong chỉ hướng phương hướng trịnh trọng nhẹ gật đầu tiên tổ ngài đi tốt còn lại ta sẽ thay ngài hoàn thành mê mơ giao cho người hạ phong vui vẻ cười nói thân hồn cũng tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành cuối cùng một sợi mây khói phiêu tán giữa thiên địa hạ trường minh tiến lên ngắm nhìn dưới thân hạ phong thi thể yên lặng đem không có chút nào sinh tức thân thể thu vào linh giới bên trong sau đó ánh mắt túc sát ngóng nhìn hướng bốn phía như cụ chèn giết một mảnh hỗn chiến lúc này cũng không có khả năng để hắn thương cảm thời gian mà tộc còn chưa tiêu diệt nên khó mà khuyên bảo vô số tiên vẫn nơi này đám người trên trời có linh thiêng trên chiến trường còn có rất nhiều bị lần nữa tỉnh lại ngàn năm tu sĩ, trong đó tiên tôn đều không phải số ít. Tại một bên khác, Tống Diễm hân tay cầm tiên kiếm, toàn thân dục hỏa, tùy ý đổ sát lên trước mắt ma tộc. Nàng một mực đợi thêm lần nữa chu sát ma tộc thời khắc, diệt môn thống khổ, nhất định phải những ma tộc này nợ máu trả bằng máu. Là nàng phát giác được sau lưng có khí tức cường đại tiếp cận, không chút do dự quay người liền huy chảm ra một kiếm phượng hỏa kiếm quang. Khâm, hai thanh tiên kiếm giao phong, phát ra thanh thủy kiếm minh khi nhìn đến trong tay đối phương đồng dạng thiêu đốt lấy phượng hòa tiên kiếm sau tống diễm hân con ngươi đột nhiên đột nhiên co lại trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhẹ giọng thi thầm nói phụ thân tại tống diễm hân trước người là một vị tay cầm khắc vẽ phượng hòa ân nhớ tiên kiếm giữ lại một chỗ ngồi đỏ trắng tóc dài nam tử trung niên mà trên người hắn mặc thinh linh chính là đã từng phượng viên thiên môn đại biểu cho tông chủ hòa phượng trường báo tiên y diễm hân ngươi còn sống thật sự là quá tốt rồi Tống Minh Chi nhìn qua trước mắt Tống Diễm Hân, mặt lộ vẻ vui mừng cười nói. Nhìn thấy trương này mặt mũi quen thuộc, nghe tới này làm nàng vô cùng hoài niệm âm thanh, Tống Diễm Hân một nháy mắt liền không nhịn được ướt át hốc mắt. Đường đường tiên tôn tựa như một giới tiểu nữ hài đồng dạng chảy súng to như hạt đậu nước mắt, khóc kể lề. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi, ta cũng thế, có thể gặp ngươi lần nữa bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Nhà chúng ta Diễm Hân trưởng thành, cũng là một vị xuất sắc tiên tôn. Tống Minh Chi trong mắt đen nhánh bên trong cũng không nhịn được dâng lên một tầng hơi nước, Thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy mình nữ nhi. Tống Diễm hơn bây giờ trong lòng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, trong tay tiên kiếm run rẩy, muốn rời tay trực tiếp ôm vào trước mắt nàng vô cùng tưởng niệm người ôm ấp. Nói cho hẳn những năm này nàng là như thế nào vượt qua. Nàng đã từng chỉ biết ham chơi, không thích tu hành, là sư huynh đệ tỷ bên trong tu vi thấp nhất, cũng hoàn toàn không có muốn kế thừa Phượng Viên Thiên Môn dự định. Có thể ngày đó tin giữ truyền đến, người tới truyền đạt Tống Minh Chi Tiên vẫn tay ma tộc, liên tiên khu đều không thể mang về khi biết Tống Minh Chi Tiên vận tay ma tộc sau nàng mới hiểu được tu hành cỡ nào trọng yếu, không có thực lực, ngay cả mình yêu nhất người đều không thể bảo hộ. về sau nàng liền khắc khổ tu hành, dứt khoát lựa chọn kế thừa phượng viên thiên môn. vì báo thù, nàng giết vô số ma tộc, khắc khổ nỗ lực tu hành đến tiên tôn, không còn lười biếng, nhưng cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. tiên ma yêu tam tộc chi chiến khoát ngày bền bỉ, thương yêu nhất tổng môn của nàng sư huynh toàn bộ lần lượt tiên vẫn vì bảo vệ nàng từ ma tộc đào tẩu còn sót so lại thân nhân cũng toàn bộ vẫn lạc nàng cuối cùng cũng không thể bảo trụ phượng viên thiên môn cuối cùng thương thế quá nặng cũng tiên vẫn tại bí cảnh trong huyệt động nàng rất muốn đem đầy hết thầy hủy khuất chịu đáng đeo thổ lộ hết hắn trong lòng cho tới nay tất cả kiên cường tại nhìn thấy tống minh chi giờ khắc này ẩm vang vỡ nát ngay tại tống diễm Hân sắp vứt bỏ trong tay tiên kiếm lúc tống minh chi thình lình nghiêm nghị hết lớn diễm hơn ngươi đang làm gì ngươi bây giờ là đang đối kháng với ma tộc là tại bảo vệ tông môn là đang thủ hộ cừu châu thập địa ta lúc này là ma tộc người liền không nên hướng ta biểu hiện ra khiếp nhiều một mặt lại càng không nên đối ta thủ hạ lưu tình tại tống minh chi có cảnh quát lớn dười tống diễm hân như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng lần nữa nắm chặt trong tay tiên kiếm lần nữa đối diện ngăn lại một kiếm có thể nàng căn bản bất lực hướng mình cha ruột huy động tiên kiếm Dương mắt nhìn lên giống xong tống minh chi sớm đã là đỏ cả vành mắt hắn có thể đoán được tống diễm hân khoảng thời gian này chịu đắng cũng rất một lắng nghe nàng về sau tao ngộ nhưng hắn làm không được hắn giờ phút này là một cái ma tộc thân thể vẫn luôn mỗi giờ mỗi khắc muốn thương tổn con gái của hắn trong tay vung vẩy tiên kiếm đã là thiêu đốt lấy phượng hỏa chém về phía tống diễm hân tống diễm hân chỉ là liều mạng ngăn cản hoàn toàn không muốn phản kích mà tại lúc này càng nhiều thân mang phượng viên thiên môn hồng bạch phượng hỏa tiên nào bóng người san sát giữa không trung đem nàng vây vào giữa nhìn thấy đám người tống diễm hân đôi mắt lần nữa chảy nước mắt nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi nói đại sư huynh nhị sư huynh tam sư tỷ đại gia người tới chính là đã từng đều thương yếu nhất nàng che chở nàng sư huynh tỷ trên thân mọi người tản ra vần đục ma khí hai con người đen nhảnh đã là tại tống minh chi một dạng bị đọa hóa vì ma tộc nhưng nhìn thấy tống diễm hân trên mặt mọi người nhưng vẫn là toát ra tại ngày xưa như vậy cưng chiều nụ cười nha tiểu diễm hân đã lâu không gặp nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng thật sự là quá tốt rồi tu vi cũng có tiên tôn đi không tệ ta còn tưởng rằng tiểu diễm hân khẳng định không cách nào đứng hàng tiên tôn đâu ha 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 đám người từng câu từng chữ cười nói nụ cười lại hỗn tạp đắng chát tiếng cười cũng dần dần dừng cho đến ngày nay không nghĩ tôi sẽ tại lấy phương thức như vậy gặp nhau bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta hai là tập tư trăm lẻ ba nhìn qua như cố tại che mặt khóc nức nở tống diễm hân tống minh chi đám người thần sắc lộ ra thật sâu ai náy cùng không bỏ lúc trước bọn hắn đi có lẽ quá sớm đem còn lại hết thầy đều giao phó cho tống diễm hân rõ ràng nàng chưa hề nghĩ tới trở thành phượng diễm thiên tâm môn tông chủ nhưng vẫn là tiếp nhận trách nhiệm tiểu diễm hân đừng khóc ngươi đã là một vị xuất sắc tiên tôn đúng đấy như thế nào còn cùng lúc trước như vậy yêu như nhau khóc cái này không thể được tiên tôn thế nhưng là vạn người kính ngưỡng tồn tại cũng không thể khiếp nhược đám người vốn là muốn muốn an ủi tống diễm hân tỉnh lại đem bọn hắn chém giết đưa bọn hắn rời đi lại không nghĩ rằng càng nói tống diễm hân càng là khóc lợi hại năng tính nguyện không muốn này tiên tôn tu vi trở lại lúc trước đã từng bị vô số sư huynh tỷ môn cưng chiều bảo hộ thời điểm đám người hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào thuyết phục lúc thân thể cũng đã không tự chủ được tay cầm tiên kiếm chém về phía tống diễm hân tiểu diễm hân cẩn thận Tống Diễm Hân hoàn toàn không có dơ kiếm đón đỡ dự định, trong lòng thậm chí nghi đề nếu như vậy có thể cùng phụ thân cùng sư huynh tỷ môn đoàn tụ tự hồ cũng không tệ. Ngay tại tiên kiếm đâm về nàng ngược cái kia một sát na, bên tai đột nhiên vang lên chu an ninh lo lắng kinh hô. Sư tôn, nghe tới lo lắng âm thanh, Tống Diễm Hân chợt tỉnh ngộ, trong tay tiên kiếm lại lần nữa giấy lên phượng hỏa, một kiếm đánh lui đối phương. Mặc dù nàng rất nghi đến phụ thân nàng cùng sư huynh tỷ môn bên người, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nàng còn có lo lắng đến nàng đáng yêu tiểu đồ đệ, nàng còn cần trấn hưng phượng diễm thiên tâm môn nàng đã là một vị tông môn tông chủ có nàng cần đám đương trách nhiệm càng quan trọng chính là nàng nếu là dạng này chịu chết gia nhập ma tộc vậy thì rất xin lỗi đã từng vì bảo hộ nàng bọn hắn bọn hắn nhất định sẽ đối nàng rất thất vọng nàng không muốn để bọn hắn thất vọng đám người nhìn thấy tống diễm hân lần nữa tỉnh lại trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng ý cười chu an ninh bây giờ cũng là vội vàng đuổi tới tống diễm hân bên người thân sắc lo lắng nhìn qua tống diễm hân vừa mới nàng ở phía dưới liền chú ý tới sư tôn nàng dị dạng lo lắng phía dưới liền chạy tới sư tôn ngài không có sao chứ nhìn qua tống diễm hân hồng nhuận hốc mắt chu an ninh không khỏi lo lắng nói mọi người khác nhìn thấy chu an ninh đối tống diễm hân xưng hô tràn ngập tò mò đánh giá chu an ninh không khỏi cười nói đua tiểu diễm hân vậy mà thu được đệ tử rồi thật sự là hiếm thấy a ta còn tưởng rằng lấy tiểu diễm hân cả tính là không thu được đệ tử đây này tiểu nha đầu ngươi tên là gì Chu An Ninh kỳ quái nhìn qua những nụ cười này hòa ái thân thiết, nhưng lại người mang ma khí đám người. Bọn hắn đối nàng sư tôn tự hồ rất quen thuộc, tựa hồ đối với nàng đồng thời không có cái gì địch ý, ngược lại phá lệ thân thiết. Chu An Ninh quay đầu nhìn về phía Tống Diễm Hân, Tống Diễm Hân hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Chu An Ninh mới lần nữa trịnh trọng tự giới thiệu mình đệ tử chu an ninh thiên chu nữ hoàng phượng diễm thiên tâm môn thân truyền đệ tử không tệ không tệ tuổi còn nhỏ liền có thần thông cảnh tu vi thiên tử chắc tuyệt có thể so sánh tiểu diễm Hân đã từng lợi hại nhiều con là một vị nữ hoàng đâu đám người nhìn qua chu an ninh khen không dứt miệng tán dương tống diễm hân bàn tay đặt tại chu an ninh trên bờ vai nở nụ cười hớn hở nói ra an ninh bọn hắn là sư tôn phụ thân cùng sư huynh tỷ môn chu an ninh kinh ngạc nhìn về phía đám người khó trách cảm thấy từ trên người của bọn hắn cảm nhận được quen thuộc phượng diễm thiên tâm môn tiên pháp khí tức cũng khó trách sư tôn nàng sẽ khóc đã từng yêu nhất người đã là biến thành ma tộc an ninh người lui xuống trước đi còn lại đều giao cho sư tôn tống diễm hân thần sắc khôi phục kiên nghị trong lòng lại không một tia bàng hoàng nàng muốn đích thân tiễn đưa phụ thân nàng cùng sư huynh tỷ mỗ nghỉ ngơi chu an ninh nhẹ gật đầu yên lặng phi thân lui ra mặc dù rất lo lắng sư tôn nàng muốn một mình đồng thời đối mặt mấy vị tiên tôn nhưng nàng biết đây cũng không phải nàng cùng cái khác người có thể nhúng tay chuyện tống minh chi nhìn thấy tống diễm hân như vậy thần sắc kiên nghị trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng phụ thân đại gia ta sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi phượng diễm thiên tâm môn chắc chắn chấn hưng tống diễm hân thần sắc kiên định nói đám người mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu Nhờ ngươi, tiểu diễm hân. Tống diễm hân không do dự nữa mê mang, toàn thân giấy lên phượng hỏa, sau lưng triển khai một đôi nóng bỏng trói mắt hỏa diễm cánh chim, hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang phòng tới đám người. Đám người cũng đều toàn thân dục hỏa, đồng dạng hóa thành từng đạo ánh lửa hướng tống diễm hân mau chóng đuổi theo. Mấy đạo ánh lửa thân hồng ở chân trời vừa đi vừa về giao thoa xuyên qua, từng đạo hỏa diễm kiếm quang ở chân trời thượng tùy ý tung hoành. Tống Diễm Hân dựa vào thu nạp chân trời bay xuống tiên linh, trên người phượng hỏa sáng rực, cũng lấy ra nó liên miên tiên linh huỳnh quang toàn thân tràn đầy linh lực trong tay tiên kiếm đã là đối tống minh chi trên thân mọi người ma khí tràn ngập khắc chế cùng uy hiếp phượng diễm thiên tâm quyết phụng viêm của mặt trời trải qua do thủ dưới đối mặt đám người vây công tống diễm hân đã là toàn thân bị thương nhưng nàng như cũ bắt lấy đám người từ nàng bên cạnh hiện lên lúc khe hở trong tay tiên kiếm lượn vòng chém ra một kiếm nóng bỏng trói mắt phượng hỏa kiếm quang giống như một đạo quần mặt trời vòng tròn đồng dạng hương bốn phía nở rộ mấy vị sư huynh tỷ thân thể bị phượng hỏa kiếm vòng chém qua thần sắc kinh ngạc sau đó lộ ra vui vẻ nụ cười không nghĩ tới hình tiểu diễm hân liền một chiêu này đều nắm giữ ta viễn siêu chúng ta nữa nha chúng ta cũng có thể yên tâm rời khỏi đa tạ ngươi tiểu diễm hân khổ cực ngươi đám người cười nhẹ nói ra sau cùng cáo biệt trên người bị phượng hỏa thiêu đốt tiên linh xua tan lấy bọn hắn trên người ma khí Tống Diễm Hân nghiêng đầu sang chỗ khác không thôi nhìn qua dần dần tại Phượng Hòa bên trong tiêu tàn đám người, trong mắt nước mắt đảo quanh, kém chút nhịn không được lần nữa rời lệ. Nhưng nàng không muốn cuối cùng còn để bọn hắn không yên lòng, cô né nước mắt nói khẽ, đại gia, đi tốt, lau đi trong mắt nước mắt, Tống Diễm Hân quay đầu nhìn về phía Tống Minh Chi. Tống Minh Chi mỉm cười, biết nên nói từ biệt thời điểm, lấy Tống Diễm Hân bây giờ thực lực tu vi, chiến thắng hắn cũng không khó. Tống Minh Chi thân thể tự động dựng thẳng thân kiếm trước, hai tay ngừng kết, sau lưng hiện ra một tấm cực đại diễm thiên môn. Phượng Diễm Thiên Tâm Quyết Phượng Viêm Thiên Môn. Đây là Phượng Diễm Thiên Môn mạnh nhất tiền phát sát chiêu, Tống Minh Chi vội vàng đối Tống Diễm Hân nhắc nhở. Diễm Hân, con nhớ rõ ta từ nhỏ một mực dãy ngươi chiêu kia sao? Nhớ rõ. Tống Diễm Hân khẽ gật đầu một cái, toàn thân phượng hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, một bước bay ra, trên người lửa nóng hương ngực tựa như một cái to lớn hỏa phượng hoàng bao vây lấy nàng toàn thân. Mà Tống Minh Chi sau lưng thiên môn rộng mở, mấy cái hương hực liệt hỏa hóa thành hỏa phượng hoàng xoắn ốc quần dao hướng phía Tống Diễm Hân đánh tới. Tống Diễm Hân không có chút nào lùi bước, trong miệng nhẹ giọng thì thầm phượng diễm thiên tâm quyết phụng viêm thiên kiếm phụng viêm thiên kiếm cùng phượng viêm thiên môn đồng dạng đều là phượng diễm thiên tâm quyết mạnh nhất tiên pháp mà phụng viêm thiên kiếm vừa lúc là có thể hoàn mỹ toàn thân dục hỏa hỏa phượng chính đi thiên môn hỏa phượng hoàng thiêu đốt từ nhỏ tống minh chi liền nhiều lần dạy nàng này hai đạo tiên pháp lại không nghĩ rằng sẽ tại lúc này dùng tới tống diễm hơn một kiếm xuyên qua mấy đạo liệt hỏa phượng hoàng khe hở giống như một cái hỏa phượng đi tới tống minh chi trước người kiếm phong trực chỉ lồng ngực Giờ khắc này, cha con hai người phẳng phất đều về tới đã từng khi còn bé như vậy dạy bảo nàng thi triển này hai đạo tiên pháp lúc một khắc này. Bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta, hai là tập từ trăm lẻ bốn, phốc thử, tiên kiếm quán xuyên tống minh chi lồng ngược. Tống Diễm Hân nắm chặt chuôi kiếm tay nhịn không được hơi run rẩy, đầy mắt không thôi ngắm nhìn Tống Minh Chi. Nàng biết một kiếm này xuống ý vị như thế nào, thật vất vả gặp lại thân nhân, liền muốn lần nữa bị nàng tự tay đưa tiễn trên người giấy lên phượng hỏa tiên linh gột rửa toàn thân cảm thụ được thần hồn dần dần tiêu tán tống minh chi đôi mắt vui mừng mà lại không thôi ngắm nhìn tống diễm hân làm tốt diễm hân giờ khắc này tống diễm hân cũng nhịn không được nữa buông lỏng tay ra bên trong tiên kiếm bay nhào tiến vào tống minh chi trong ngực trong mắt nước mắt lần nữa nhịn không được chút xuống rơi xuống phụ thân tống minh chi nhúng tay chậm dai ôm lấy tống diễm hân bắt đắc dĩ lại cưng chiều cười nói diễm hân người cũng không nhỏ cũng không thể còn như vậy khóc sướt mướt Nghe bên tai lời nói này, Tống Diễm Hân không khỏi khóc càng thêm khó bỏ. Này chính là nàng một lần cuối cùng tại phụ thân trong ngực bốc lồng cơ hội. Tống Minh Chi cũng là bất đắc dĩ nhẹ vỗ về Tống Diễm Hân, liền như là khi còn bé ôm nàng dỗ dành đồng dạng. Trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười, cứ như vậy chậm rãi ôm Tống Diễm Hân cho đến tiêu tán giữa thiên địa. Diễm Hân, phụ thân đi, phụ thân. Tống Diễm Hân nhẹ giọng đáp, không thôi đưa tay muốn giữ lại những cái kia thân hồn hóa thành phiêu ánh tinh điểm. Tinh điểm lại từ đầu ngón tay chảy qua, phiêu tán thiên địa, căn bản lưu không được. Sư tôn, Chu An Ninh về tới Tống Diễm Hân bên cạnh, mỗi bạn nàng đưa mắt nhìn phiêu tán thiên địa thần hồn huỳnh quang. Hạ Trường Minh cũng ở phía xa yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nhanh đem ma tộc diệt sát quyết tâm. Chỉ có đem ma tộc diệt sát mới có thể tránh miễn chuyện như vậy lại phát sinh. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn ba người đi tới vừa vặn dắt tay giải quyết mấy vị tiên tôn định nhân cửu tôn cùng Xích Loan hai người trước người. Cửu tôn đại ca, Xích Loan tỷ, nơi này sau đó liền giao cho các ngươi. Cửu tôn cùng Xích Loan biết Hạ Trường Minh nhất định là muốn xâm nhập hỗn độn ma vực chỗ sâu, gật đầu đáp. Nơi này liền giao cho chúng ta, các ngươi cẩn thận một chút. Hạ Trường Minh nhẹ gật đầu, không do dự nữa, hóa thành thân hồng nhanh chóng cắm vào phía trước đen kịt một máu hắc vụ ở trong. Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn theo sát bên cạnh hắn hắc phụ bên trong đen nhánh thâm thúy cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy phía trước bất kỳ vật gì hạ trường minh bọn người chỉ phải một vị bay về phía trước chỉ ngay cả mình tới nơi nào đều khó mà phán đoán căng là xâm nhập trong đó hắc phụ liền càng thêm nồng đậm trong không khí tràn ngập ông linh khí hơi thở cũng càng thêm nồng đậm khủng bố liên hạ trường minh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu không thể không vận dụng tiên linh hộ thân Tô Nguyệt Ly đồng dạng lợi dụng này tiên linh bao hỏa dáng người không nhận ông linh ăn mòn, sau lưng đã từng bị cái kia đen khoan tổn thương qua cái đuôi bây giờ nhưng lại trùng hợp bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ có khôi lỗi chi thân vô tướng tiên tôn không hề ảnh hưởng, nó cũng không nhục thể thần hồn, cho nên ông linh ăn mòn không được nó. Hạ Trường Minh phát giác được Tô Nguyệt Ly đôi mi thành tú nhẹ trào lại, không khỏi gánh thầm nghĩ, nương tử, người không sao chứ? Vì không để Hạ Trường Minh lo lắng, tiếp tục đi cùng tại bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Ly cười lắc đầu. Phu quân yên tâm, bản đế không có việc gì. Hạ Trường Minh cũng không yên tâm, còn muốn nói tiếp cái gì lúc, phía trước lại phát sinh dị dạng. Chỉ thấy nồng đậm hắc Phụ bên trong không ngừng cuồn cuộn nhấp nhô, nhắc lên từng trận kịch liệt hắc phong. Hắc Phụ bên trong màu tím lôi đình chấp động, thiên lôi cuồn cuộn, thiên địa cuồng bạo sao động. Không có quá nhiều một lát, hắc Phụ bên trong liền chút súng súng mưa rào tầm tã. Hạ Trường Minh bọn người liền phảng phất liền bay vào một chỗ bảo tố trung tâm vì phòng ngừa ba người tẩu tán tô nguyệt ly lợi dụng đuôi cáo của lấy hạ trường minh cùng vô tướng tiên tôn hai người đen nhánh nước mưa khuynh tả tại hạ trường minh cùng tô nguyệt ly tiên giáp bên trên tiên giáp thượng tiên linh sao động tiên giáp xuất hiện một tia tàn giã hạ trường minh lúc này liền phát giáp được không thích hợp đây không phải bình thường nước mưa mà là cực kỳ nồng đậm ông linh ngưng tụ thành giọt nước mà có này bạo ngược hắc vụ mây mưa đang hướng phía sau lưng chín tuần thập địa liên quân dũng mạnh lao tới trên người bọn họ có tiên linh hóa thành tiên giáp hộ thân nhưng chín tuần thập địa những người khác nhưng không có nếu để cho cỗ này hắc vụ mây mưa chút xuống đến những người khác trên thân chẳng những ma tộc đem mẹ lần nữa khôi phục trở nên mạnh mẽ những người khác cũng sẽ bị ông linh ăn mòn rất có thể tuyệt đại bộ phận người đều sẽ bị đọa hóa vì ma tộc nhất định phải ngăn cản cố này hắc vụ hạ trường minh hai tay màu vàng tiên lôi chớp động hắt lên nòng tay áo to lớn màu vàng tiên lôi hướng về phía trước lan tràn xé mở hắc vụ chiếu rọi toàn bộ trên không vô tướng tiên tôn cũng tụ lực một quyền phung đánh ra lăng lệ cương phong cùng tiên lôi xé mở phía trước hắc vụ nhưng mà bị đánh tan hắc vụ nhưng lại rất nhanh lần nữa từ phương xa phiêu tán lại đây phẳng phất vô cùng vô tận bắt quá vừa mới tiên lôi phá vỡ hắc vụ chiếu rọi không trúng lúc cũng làm cho hạ trường minh chú ý tới cỗ này hắc vụ đầu nguồn chỗ ngay tại phía trước cách nó không xa Hạ Trường Minh ngưng lông mày, lúc này mang theo Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn ra tốc hướng phía phía trước tiến đến. Tay cầm để tiên kiếm một kiếm chém ra phía trước lần nữa ngưng tụ nồng đậm hắc phụ, kiếm quang bé nhọn tính cả chân trời cùng nhau xé mở. Làm Hạ Trường Minh mọi người đi tới này hắc phụ đầu nguồn lúc, không khỏi giận này cả mình. Chỉ thấy dường như một ngọn núi cao lớn nhỏ núi thì không ngừng chán ghét ngọ ngoại to mọng thân thể, không có con mắt, không có thân thể, cũng không có khác ngũ quan, chỉ có một tấm to lớn vô cùng miệng không ngừng phun ra hắc vụ. Tại này đống núi thì phía dưới là một đầu chảy xiết phun trào dòng sông. Dòng sông bên trong tràn đầy nồng nặc nhất ông linh tạo thành chất lỏng đen, có thể nhìn thấy vô số ma tộc thi hải phiêu phù ở chất lỏng đen bên trong. Cẩn thận nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy chất lỏng đen đáy sông phía dưới lít nha lít nhít bình tĩnh vô số ma tộc mà này đồng núi thì phía dưới có mấy cây to lở nóng thịt tử cắm ở chất lỏng đen dòng sông bên trong không ngừng hấp thu chất lỏng đen sau đó lại từ trong miệng theo hắc vụ phun ra là này nằm núi thịt đang không ngừng chế tạo hắc vụ tô nguyệt ly miệng phun xanh biếc u từ hồ hỏa thiêu đốt núi thịt trên thịt lại dâng lên làm nắm hắc vụ ngăn cản hồ hỏa thiêu đốt vô tướng tiên tôn tú quyền nắm chặt to lớn tụ lực một quyền phá không đánh tới hướng trên thịt công liệt quyền phong xé mở hắc vụ trên thịt bị nện mở một lỗ hổng huyết nhục văng tung tóe chất lỏng đen văng khắp nơi nhưng rất nhanh núi thịt một trận nhúc nhích vết thương nhanh chóng trồng chất thịt thối trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu hạ trường minh lãnh mâu ngưng lại nâng cao trong tay để tiên kiếm kiếm y kéo lên khủng bố kiếm khí bé nhọn xông thẳng tới chân trời một thanh trăm trượng dơ kiếm trong khoảnh khắc xuyên thẳng chân trời tấm màn đen phía trên vô song kiếm quyết khuynh thiên trăm trượng dơ kiếm nghiêng rơi mà xuống chân trời theo kiếm phong chém xuống mà bị xé mở một đạo dữ tợn to lớn lỗ hổng cự kiếm cắm vào trong núi thịt chém ra miệng của nó kiếm quang kéo dài ngàn dặm nháy mắt đưa nó một phân thành hai to lớn kiếm uy tại trên thịt nội bộ tàn phá bừa bãi đưa nó xẻ rách toàn bộ thân thể nổ tung không còn này đống núi thịt chân trời bên trên hắc vụ của nhiên dần dần tiêu tán xử lý hắc vụ uy hiếp hạ trường minh lại đem ánh mắt phóng tới cái kia trào lên không ngừng dòng sông bên trên nếu để cho này chất lỏng đen tiếp tục suy nghĩ toàn bộ hỗn độn ma vực lan tràn đối cửu châu thập địa cũng là to lớn uy hiếp Hạ Trường Minh do bàn tay lên, tại địa đột nhiên run rẩy dữ dội, trào lên chất lỏng đen phía trước dâng lên một đạo tựa như núi cao cao lớn đứng vững vách núi, vách đá hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ chất lỏng đen dòng sông, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời thôi, sớm muộn những này chất lỏng đen sẽ hướng về vách đá lan tràn, tiếp tục tại này hỗn độn ma vực khuếch tán ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, Cửu Châu thập địa liên quân nên sẽ thiếu không ít uy hiếp, mà bọn hắn cũng có thể tranh thủ thời gian theo dòng sông phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn ma vực chỗ sâu bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta hai là tập tư trăm lẻ năm hạ trường minh bọn người tiếp tục dọc theo dưới thân ông linh chất lỏng đen lấy ba đạo thân hồng lao vùn vụt tại hỗn độn ma vực bên trong chỉ là này hỗn độn ma vực tựa hồ xa so với trong tưởng tượng muốn càng rộng lớn hơn rời đi cái kia thổ vụ núi thịt sau ba người đã là phi nhanh gần nửa canh giờ lại không có nhìn thấy ông linh chất lỏng đen đầu nguồn dưới thân ma tộc ngược lại là càng ngày càng ít cơ hồ đã là không nhìn thấy bất luận cái gì ma tộc tung tích tại hư uyên huyễn cảnh bên trong lúc Hạ Trường Minh cũng chưa từng tiến vào từng tiến vào hỗn độn ma vực sâu như vậy, càng là đi để lao vùn vụt, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia âm trầm chẳng lành khí tức tràn ngập thiên địa. Ngay tại ba người tiếp tục ra tốc lao vùn vụt lúc, Hạ Trường Minh tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên giữ chặt Tô Nguyệt Ly cùng vô tướng tiên tôn hai người. Làm sao vậy phu quân? Tô Nguyệt Ly không hiểu hỏi, Hạ Trường Minh lại cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, nói khẽ, gặp nguy hiểm. Tô Nguyệt Ly nghe vậy, vội vàng cũng ngắm nhìn bốn phía, thần thức khuếch tán, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Vô tướng tiên tôn tựa hồ cũng đã cảm giác được cái gì, vội vàng đối Hạ Trường Minh truyền âm. Xuống, Hạ Trường Minh nhanh chóng lôi kéo Tô Nguyệt Ly hạ lạc mặt đất. Ngay tại ba người hạ lạc một sát na kia, trên bầu trời ba tấm vô hình lưới bạc suýt nữa đem bọn hắn ba người bao khỏa trong đó. Vô tướng tiên tôn hơi chậm một bước, cánh tay bị tơ bạc xẹt qua, trực tiếp bị chém xuống. Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly mời phần giật mình vô tướng tiên tôn cường độ thân thể bọn hắn lại quá là rõ ràng cho dù là chuyên môn tu hành lực đạo tiên tôn một kích toàn lực nện ở trên người của nó cũng chưa chắc có thể cho nó trả phá ra nhất là dung hợp thượng cổ cự thần dung nham cự thú cùng ngàn năm mô công thiên trùng thân thể của nó liền xem như hạ trường minh muốn phá hư cũng không dễ dàng mà giờ khắc này lại bị một đầu tơ bạc tùy tiện chèn xuống một tay vô tướng tiên tôn nhặt lên trên đất cánh tay sững sờ ngẩn người tựa hồ là tại đang suy nghĩ cái gì hạ trường minh cùng tô nguyệt ly thì là cảnh giác nhìn qua phía trước một bóng người chậm rãi từ hắc phụ bên trong đi ra đó là một cái sắc mặt mười phần tuấn nhã thanh tú thắt bình tóc dài rủ xuống sau lưng nam tử cùng cái khác đọa hóa tiên tôn một dạng nam tử toàn thân tản ra ma khí con người một mảnh đen kịt thiên co đầu tiên là nhìn hạ trường minh cùng tô nguyệt ly sau đó ánh mắt liền chăm chú nhìn vô tướng tiên tôn khi thấy vô tướng tiên tôn liền như thế đen tay Cụt một lần nữa ẩn lên thân thể sau Không khỏi nhẹ giọng thì thầm nói Vô tướng khôi lỗi Có này vô tướng khôi lỗi là các ngươi luyện chế sao Thiên co chỉ vào vô tướng tiên tôn hướng Hạ Trường Minh hỏi Lời nói tràn ngập trở mong Hạ Trường Minh mặc dù không biết hắn vì cái gì như thế Để ý vô tướng tiên tôn Nhưng vẫn là mở miệng nói ra cũng không phải là nó cũng không phải là ta vô tướng khôi lỗi mà là sinh ra khôi lỗi tiên linh nắm giữ bản thân ý thức vô tướng tiên tôn nắm giữ khôi lỗi tiên linh vô tướng khôi lỗi thiên cơ trong mắt đen nhánh lộ ra khó có thể tin thần sắc ánh mắt nhìn qua vô tướng tiên tôn vui sướng kêu gọi nói là ngươi sao tiểu vô tướng hạ trường minh cùng tô nguyệt ly kinh ngạc nhìn qua bên cạnh vô tướng tiên tôn xem ra đối phương là nó người quen vô tướng tiên tôn từ ngàn năm trước vẫn đều là ẩn giấu đi thân phận cực ít cùng người tiếp xúc người này rõ ràng rất quen thuộc vô tướng tiên tôn chẳng lẽ là vô tướng tiên tôn chậm rãi cất bước đi lên trước nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ trên mặt mặc dù trên mặt không có chút nào ngụ quan nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc nhưng thiên cơ vẫn là nương tựa theo cảm giác xác nhận trước mắt cỗ này vô tướng khôi lỗi chính là hắn quen thuộc cái kia tiểu vô tướng vô tướng tiên tôn cũng tại lúc này hướng hắn truyền âm nói chủ thượng đã lâu không gặp không sai người trước mắt chính là vô tướng tiên tôn đời thứ nhất chủ nhân nó người sáng tạo thiên cơ thật chặt nhìn chăm chú lên vô tướng tiên tôn trong mắt đen nhánh lại có chút ướt ác đã lâu không gặp tiểu vô tướng bọn hắn là người tân chủ nhân sao thiên cơ hướng về vô tướng tiên tôn truyền âm hỏi liền như là ngàn năm trước hai người lẫn nhau truyền âm giao lưu như vậy trong lòng cái kia cổ quen thuộc mà lại vô cùng hoài niệm cảm giác tự nhiên sinh ra vô tướng tiên tôn quay đầu nhìn hạ trường minh hưng phía thiên cơ nhẹ gật đầu thiên cơ ánh mắt nhìn về phía hạ trường minh mỉm cười nói đa tạ ngươi đối tiểu vô tướng chiếu cố không khách khí hạ trường minh có chút kinh ngạc trả lời đối phương xem ra đích thật là vô tướng tiên tôn đã từng chủ nhân xem ra tự hồ vẫn là nó đã từng nói ban sơ chủ nhân từ khi lần trước cùng vô tướng tiên tôn nói về quá khứ hạ trường minh trong lòng vẫn là thật tò mò sáng tạo ra vô tướng tiên tôn người kia là thế nào đây này chỉ là không nghĩ tổ lấy loại phương thức này gặp được ngược lại là cái so trong tưởng tượng càng thêm khiêm tốn ô nhu người thiên cơ chú ý tới hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người gấp sắt hai tay trên mặt không khỏi lộ ra hứng thú Mạo muội hỏi một chút hai vị là đạo lữ sao hạ trường minh cùng tô nguyệt ly nhìn nhau lẫn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời đúng vậy tại hạ hạ trường minh vị này là nương tử của ta tô nguyệt ly tô nguyệt ly khẽ gật đầu một cái thiên cơ lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa tự giới thiệu qua đây vội vàng trả lời tại hạ thiên cơ ti không tiên tôn cũng có người bảo ta ngàn khôi tiên tôn cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích xong một cái xưng hô song tiên tôn danh hào hạ trường minh kinh ngạc nhìn qua thiên cơ thế gian có thể ít có người có thể bị mang theo song tiên tôn danh hào này đủ để chứng minh hắn thần thông tuyệt không tầm thường vừa mới cái kia vô hình sợi tờ cũng hẳn là hắn cách làm biết được hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người là một đôi nhân yêu hai tộc vợ chồng thiên cơ thần xác hiện ra vô cùng vui sướng bây giờ nhân yêu hai tộc rốt cục có thể xông phá thời gian ràng buộc tương thân tương ái kết làm phu thê thời gian tình yêu vốn cũng không nên nhận cầu thúc rất lời thiên cơ ánh mắt lại nhìn phía vô tướng tiên tôn trong mắt lộ ra nhu tình căn cứ trước đó vô tướng tiên tôn nói tới hạ trường minh phản đoán thiên cơ thật sự đối khô lỗi động tình người các người đi trước a à, ta lưu lại đúng lúc này vô tướng tiên tôn quay đầu hướng hạ trường minh truyền âm nói hạ trường minh suy nghĩ một lúc liền gật đầu sau đó liền cho bọn hắn hai người tự ôn chuyện a à. hạ trường minh cùng tô nguyệt ly thả người bay vọt chân trời thiên cơ thân thể đã là không tự chủ được vung ra bàn tay tinh tế xem xét mới có thể phát hiện mỗi cái trên ngón tay đều quấn quanh lấy vô cùng dài nhỏ vô hình tơ bạc không nhìn kỹ cơ hồ không cách nào phát hiện tơ bạc ở trong tay của hắn linh hoạt tự nhiên tung bay giống như một tấm biên chế vô hình lưới bạc dày đặc chân trời trên không Xen ra hiển nhiên là không có ý định thả bọn họ đi qua hạ trường minh đang muốn rút kiếm chạm phá tơ bạc vô tướng tiên tôn đã là trước hắn một bước một cái bước xa đạp nát mặt đất tiên lôi trào lên lôi quyền nằm vang đánh tới hướng thiên cơ thiên cơ một cái tay khác rủ xuống mặt đất tơ bạc khảm vào trên mặt đất nhẹ nhàng nâng lên liên kéo to lớn cự thạch ngăn tại trước người chỉ có điều này cự thạch như cũ khó cản vô tướng tiên tôn một quyền tiên lôi trong khoảnh khắc đem cự thạch đánh nát một quyền trùng điệp nện ở thiên cơ gương mặt bên trên đem hắn đánh bay ra mấy chục dạng có hơn thiên cơ hai tay mười ngón tơ bạc tách ra một mực chói buộc chặt mặt đất cùng phụ cận nhan thạch bên trên mới dừng lại dáng người ngẩng đầu nhìn về phía hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người sớm đã đi xa trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào nếu như tiểu vô tường có thể ngăn cản hắn vậy liền không thể tốt hơn bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập từ trăm lẻ sáu thiên cơ nghiêng đầu sang chỗ khác vô tướng tiên tôn đã là thả người nhảy lên đi tới trước người hắn tiểu vô tướng người sau trước kia lại lợi hại rất nhiều vô tướng tiên tôn nắm chặt xong quyền cánh tay không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy nó rất nghi hoặc không biết vì cái gì trong lòng có chỗ do dự vừa mới vung ra một quyền kia để nó không hiểu cảm thấy kiềm chế khó chịu ngược hạch tâm sinh ra chưa bao giờ có cảm giác có thể nó chỉ là một bộ tiên linh khối lỗi mà thôi cũng không nên có loại tình cảm này mới là lúc trước cũng chưa từng xuất hiện qua tiểu vô tướng phải cẩn thận thiên cơ phát giác được tự thân thần thông khí tức không ngừng trào lên mà ra vội vàng hướng vô tướng tiên tôn mở miệng nhắc nhở vừa dứt lời chính mình liền trong miệng khẽ đọc thần thông phát tắc thần thông thiên tỷ bách tung thiên cơ trong tay tơ bạc nhìn như lộn xộn tung bay lại là vô cùng dày đặc từ bốn phương tám hướng các nơi chém về phía vô tướng tiên tôn nhìn như theo gió phiêu bày mềm yếu vô lực tơ bạc lại là có thể tùy tiện chém qua bao quát đại địa ở bên trong hết thảy chướng ngại cũng may vô tướng tiên tôn vốn cũng không phải là dựa vào thị giác mà là hoàn toàn dựa vào thần thức cùng cảm giác hành động không ngừng tại vô số dây đặc như lưới tơ bạc bên trong vừa đi vừa về bay vọt né tránh đổi lại khác năng lực nhận biết yếu kém tiên tôn chỉ sợ sớm đã chết ở cái kia cơ hồ khó mà phát giác tơ bạc rào sát bên trong vô tường tiên tôn tránh đi mấy đạo tơ bạc sau trốn đến một khối nhan thạch hậu phương một chút dây nhan thạch liền bị cắt thành vô số lớn nhỏ chỉnh tề đá vụn nó không thể không lần nữa tránh đi nơi xa lại phát hiện trong lúc bất chi bắt giác bốn phía đã là hình thành một cái dây đặc lưới bạc đưa nó bao phủ trong đó Vô tướng tiên tôn cúi đầu nhìn lấy mình nắm chặt song quyền, chẳng biết tại sao, trong lòng đối hướng thiên cơ ra tay lại sinh ra mãnh liệt bài xích. Vì cái gì thân thể không nghe sai khiến, vô tướng tiên tôn không hiểu. Thiên cơ nhìn ra vô tướng tiên tôn không có chút nào phản kích ý chí, không khỏi gấp hồ lớn. Tiểu vô tướng, không muốn do dự, nhớ rõ trước khi đi ta đối với người nói qua cái gì sao, hoàn thành ngài tâm nguyện, trù sát ma tộc. Vô tướng tiên tôn truyền âm trả lời, tại lưới bạc sắp đưa nó toàn thân chia cắt thành vô số khối lúc, Vô Tướng Tiên Tôn hai tay sau bỗng nhiên nhô ra một đôi vô cùng sắc bén liên đao, mấy đạo ngân quang hiện lên, lưới bạc bị liên đao đều chặt đứt. Này liên đao là lợi dụng thân thể hấp thu cái kia Ngô Công Thiên trùng chân đủ trùng giác ngưng luyện mà thành, sắc bén hàn mang, kiên cổ quang trạch hơn xa bình thường tiên binh. Thiên Cơ gặp Vô Tướng Tiên Tôn rốt cục hạ quyết tâm ra tay, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Về sau so, vô luận thiên cơ như thế nào quơ tơ bạc chém về phía Vô Tướng Tiên Tôn, đều bị liên đao chặt đứt khó mà lại thương tới đến nó mảy may vô tướng tiên tôn tại chém ra mấy đạo tơ bạc sau đối diện hóa thành lưu tinh vọt thẳng hướng thiên cơ trong tay liên đao chém xuống thiên cơ hai tay tương hợp tách ra lúc giữa hai tay lôi ra vô số lặp lại trung điệp cùng một chỗ tơ bạc giống như một đầu ngân sắc như tờ lụa một cây tơ bạc cơ hồ khó mà nhìn bằng mắt thường đến làm vô số tơ bạc hội tụ vào một chỗ liền có thể thấy rõ ràng cái kia ngân quang hàn mang vô tướng tiên tôn liên đao đứng tại này thật dày tơ bạc tơ lụa bên trên lại chỉ là chặt đứt một chút tờ bạc cũng không thể hoàn toàn toàn bộ chặt đứt mà thiên cơ nhẹ bước đi thong thả chân dưới chân né mắt dâng lên vô số tơ bạc đem vô tướng tiên tôn bao khỏa trong đó vô tướng tiên tôn giá người triệt thoái phía sau giữa không trung luận vòng huy chảm đem bao khỏa lại đây tơ bạc đều chặn đứt thiên cơ lúc này trong tay tơ bạc ngưng tụ một thanh tơ bạc tạo thành ngân thương thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn ngân thương ném mạnh mà ra hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp cực nhanh vô tướng tiên tôn đem hai tay liên đào ngăn tại trước người ngân thương đánh trúng trên hai tay đột nhiên tràn ra vô số tơ bạc đâm xuyên cùng chém qua thân thể của nó liền trong chấp nhóm này vô tướng tiên tôn đã là thủng trăm ngàn lỗ các vị trí cơ thể vỡ tan tiểu vô tướng thiên cơ lo lắng hô lớn có thể hắn bất đắc dĩ thân thể căn bản không nhận hắn khống chế vô tướng tiên tôn chậm rãi đứng người lên trên người đã là bắt đầu tự động nhanh chóng chữa trị thân thể so với vừa nãy còn nhiều ra một tầng dung nhan che mặt ngoài thân thể hai tay liên đào bắt đầu xì xì rung động lấy lên màu vàng tiên lôi liên đào huy trả mà ra hai đạo màu vàng lượn vòng tiên lôi kiếm khí nhanh chóng chém về phía thiên cơ thiên cơ trong tay tơ bạc lần nữa quần dao ngưng tụ hóa thành một tấm ngân thuẫn ngăn tại trước người song lần này ngân thuẫn trực tiếp bị tiên lôi kiếm khí chảm phá hai đạo tiên lôi kiếm khí quán xuyên thiên cơ thân thể thân thể gần như bị chặn ngang chặt đứt thiên cơ vẫn chưa có chết đi thương thế trên người tại hắc vụ bao phủ súng chậm chạp phục hồi như cũ tiểu vô tướng dùng ngươi tiên lôi đen ta nếu không ta là chết không được thiên cơ hướng vô tướng tiên tôn mở miệng nhắc nhở vô tướng tiên tôn biết có thể nó nhưng lại lần nữa do dự Liên tại đây do dự trong lúc đó thiên cơ đã là hoàn toàn phục hồi như cũ trên người thần thông phát tắc khí tức càng thêm mãnh liệt thần thông thiên cơ thiên khôi thiên cơ một tiếng thần thông sắc lạnh linh giới bên trong tức khắc tuôn ra mấy vạn cỗ khôi lỗi mỗi một bộ khôi lỗi sau lưng các nơi đều buộc lên tơ bạc tất cả tơ bạc cuối cùng đều hội tụ ở trong tay của hắn lấy lực lượng một người điều khiển mấy vạn khôi lỗi hắn là một vị song thần thông tiên tôn đây mới là hắn tơ bạc chân chính công dụng cũng là hà nam hiểu nhất phương thức đối mặt mấy vạn hình thái khác nhau khổ lỗi vô tướng tiên tôn bàn tay đặt tại trên mặt đất trên người thần thông khí tức phun trào thần thông vạn vật khôi lỗi trong chốc lát đại địa chấn động trên mặt đất nhan thạch hóa thành từng gỗ nhan thạch khôi lỗi rút lên mà lên số lượng nhiều bao trùm phương viên chăm dặn đại địa thiên cơ nở nụ cười hớn hở thao túng mấy vạn khôi lỗi đánh úp về phía vô tướng tiên tôn vô tướng tiên tôn vung tay lên vô số nhan thạch khôi lỗi cũng đều hướng phía mấy vạn khôi lỗi đại quân trào lên mà đi thiên cơ khôi lỗi mỗi một bộ đều là tỉ mỉ chế tác chất liệu cũng không tầm thường, tu vi thấp nhất cũng có thiên tôn cảnh, thậm chí có không ít tiên tôn tu vi khổ lỗi ở bên trong. Cho dù là tại ngàn năm trước, hắn cũng là có thể lấy lực lượng một người công hãm một nước tiên tôn. Tại thiên cơ linh xào điều khiển giới, mấy vạn khôi lỗi cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Nham thạch khôi lỗi chỉ là đơn thuần nham thạch ngưng luyện, hoàn toàn không phải thiên cơ trong tay khôi lỗi đối thủ, không ngừng hóa thành từng khối đá vụn ngã xuống đất. Chỉ là thắng ở số lượng đông đảo, một lát đủ để kiềm chế lại thiên cơ trong tay đại bộ phận khôi lỗi. Vô tướng tiên tôn thì là thừa cơ một bước mãnh liệt bắn mà ra, toàn thân tiên lôi quanh quẩn, xuyên qua vô số khôi lỗi trong đại quân hướng phía thiên cơ bay đi. Ven đường phàm là ngăn cản nó, hết thảy bị nó lấy tiên quyền kim lôi đánh nát. Nó hết sức rõ ràng, bây giờ điều khiển mấy vạn khôi lỗi thiên cơ là không cách nào phòng ngự. Tại liên tục một quyền đánh nát mấy cỗ thông tin kính tu vi khôi lỗi, trước mắt sắp liền muốn chạm đến thiên cơ lúc, một cái cương lệ quyền phong bỗng nhiên từ bên người gào thét mà tới vô tướng tiên tôn dựng thẳng lên cánh tay đón đỡ thân hình đột nhiên bị đánh lui vài trăm mét bên ngoài làm ổn định thân ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn cỗ nhân thân thủ giống người khoác chiến giáp khô lỗi bảo hộ ở thiên cơ trước người một bộ đầu rồng thanh giáp một bộ đầu dù huyền giáp một bộ đầu hổ bạch giáp cuối cùng một bộ chính là phượng bài giáp đỏ từ thành thủ khô lỗi bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta hai là tập tư trăm lẻ bài thiên cơ hai tay tơ bạc dinh liều từ thành thú khô lỗi thân thể món tay khinh động trong tay tơ bạc phiêu ảnh bốn cô thành thú khô lỗi trong tay hắn tội như sống lại thân thể hành động tự nhiên không có chút nào máy móc cảm giác linh lực theo tơ bạc độ nhập khô lỗi hai con người tách ra linh quang tiểu vô tướng người muốn coi chừng này bốn cô thành thú khô lỗi xa so với ta đã từng chế tác khô lỗi đều phải lợi hại trong tay của ta tơ bạc chính là điều khiển những khô lỗi này linh lực nơi phát ra chỉ cần chặt đứt trong tay của ta tơ bạc những khô lỗi này liền sẽ mất đi động lực Thiên cơ đối vô tướng tiên tôn nhắc nhở nói, này bốn cô thành thú khôi lỗi cũng không phải là hắn khi còn sống luyện chế, mà là hắn bị ép hóa thành ma tộc về sau, lợi dụng hỗn độn ma vực bên trong lưu lại vô số yêu thú cùng từ thành thú di hài luyện chế mà thành. Cương độ hoàn toàn không phải đồng dạng vô tướng khôi lỗi có khả năng so sánh, nhưng mà sự thật chứng minh, lo lắng của hắn tựa hồ dư thừa. Bạch hồ khôi lỗi một cái bước xa, tựa như mãnh hồ hạ sơn vậy gào thét mà ra, phá phong một quyền đột nhiên đánh tới hướng vô tướng tiên tôn vô tướng tiên tôn không tránh không né tú quyền ngưng kết dung nham tiên giáp một quyền đột nhiên đối mặt bạch hổ khô lỗi trọng quyền lên oanh song quyền va nhau không mãnh quyền phong nổ bể ra tới hư không trực tiếp bị trấn nát vô tướng tiên tôn dưới chân đại địa ẩm vang ló một cái to lớn vô cùng hố sâu mà bạch hổ khô lỗi lại là bị trực tiếp đánh bay bên ngoài mấy dặm một cánh tay đã là bị hoàn toàn trấn vỡ thiên cơ kinh ngạc nhìn qua vô tướng tiên tôn đôi mắt mừng rỡ không thôi đây là dung nham cự thủ dung nham giáp nàng thậm chí ngay cả dung nham cự thú dung nham đều luyện hóa thành khôi lỗi của mình chi thân trên người các nơi cùng cánh tay sau liêm đao cũng là ngô công thiên trùng trùng giáp ngưng luyện mà thành lại thêm cái kia cực kỳ không bình thường to lớn cự lực hoàn toàn tại thượng cổ cự thần phía trên xem như một cái tiền tồn cấp bậc khôi lỗi sư thiên cơ lập tức liền xem thấu vô tướng tiên tôn trên người chỗ dung luyện hấp thu là vật gì bây giờ vô luận là thân thể của nàng cường độ vẫn là lực lượng của nàng trên đời tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một bộ khôi lỗi có thể so sánh không hồ là hắn đáng tự hào nhất tiểu vô tướng thiên con ở nụ cười hớn hở trong tay lần nữa điều động tơ bạc khu xử bốn cái thánh thú khô lỗi liên thủ phóng tới vô tướng tiên tôn thanh long khô lỗi rút ra bên hông trường đao lăng lệ lưỡi đao chém về phía vô tướng tiên tôn vô tướng tiên tôn dựng thẳng lên cánh tay ngăn lại trường đao trường đao không vào tay bắt đầu cánh tay lại là không thể hoàn toàn chặt đứt vô tướng tiên tôn nắm lấy thời cơ một cái khác nắm đấm đột nhiên còn lấy nhau tiên lôi đánh phía thanh long khô lỗi trước mắt muốn đen thanh long khô lỗi một quyền đánh nát một tấm kiên cố mai dù hình dáng tấm thuận lại ngăn tại trước người của nó tiên lôi kim quyền nện ở trên tấm chắn tấm thuận trong khoảnh khắc nứt ra tay cầm tấm thuận huyền vũ khôi lỗi bay ngược ra mấy chục dặm chu tức khôi lỗi thừa cờ đã là tại vô tướng tiên tôn sau lưng vọt lên miệng phun nóng bỏng thiên hòa to lớn như sóng chiều thiên hòa trong trước mắt liền đem vô tướng tiên tôn thôn phệ ở trong biển lửa từ thành thủ chăm chú vây quanh ở biển lửa chung quanh chỉ thấy trong ngọn lửa loáng thoáng để lộ ra một đạo đứng sững thân ảnh thân ảnh dục hỏa toàn thân tiên lôi quấn quanh trong tay bày ra tụ lực quanh quyền tư thế đầm ra một quyền Tiên lôi cùng cuồng phong sốc lên diễm hỏa, tập quyền phượng hỏa trực tiếp đánh nát chu tước khổ lỗi đầu lâu. Vô tướng tiên tôn một cái bước xa mãnh liệt bắn mà ra, lại đấm một quyền đánh tới hướng chu tước khổ lỗi thân thể. mặt đi đầu lâu chu tước khổ lỗi như cũ khu động hai chân hướng về sau đào thoát. Huyền vũ khổ lỗi cũng vội vàng dựng thẳng thuẫn ngăn tại chu tước khổ lỗi trước người, nhưng nó trong tay nứt ra tấm thuận căn bản là không có cách lại tiếp nhận vô tướng tiên tôn một kích toàn lực. Một quyền liền đánh nát tấm thuận, đánh nát bộ ngực của nó, lần nữa đem hắn đánh bay. Bạch Hổ khôi lỗi thừa cơ tới gần trước người, còn sót lại một cánh tay mở ra hổ chảo xé hướng vô tướng tiên tôn, sắc bén hổ chảo tại trong hư không lưu lại mấy đạo vết cào. Vô tướng tiên tôn một cái tay khác bắt được Bạch Hổ khôi lỗi bàn tay, vừa dùng lực liền tách ra nát nó hổ chảo, trò tay đưa nó trùng điệp qua một bên khác. Toàn bộ quá trình mười phần nhanh chóng, tại thanh long khôi lỗi vung đao chém tới lúc, vô tướng tiên tôn đã là đưa ra hai tay, lợi dụng liên đao ngăn lại trường đao. Trong tay kia liêm đao thì là thừa cơ chặn ngang chặn đất thanh long khôi lỗi bên hông trên người thanh giáp tại vô tướng tiên tôn liên đào trước mặt liền như là không có tác dụng vậy bị tùy tiện chặt đứt nhưng mà cho dù từ thành thú khôi lỗi đều đã tàn phá không chịu nổi lại như cũ tại tơ bạc điều khiển lại lần nữa nhau về phía vô tướng tiên tôn bọn chúng cùng vô tướng tiên tôn một dạng đều là khôi lỗi cũng không phải là vật sống cho dù đầu lâu bị đánh nát lông mực phá cái lỗ lớn bên hông bị chém đứt lại hoặc là hai tay bị chấn nát bọn chúng cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn chỉ cần sau lưng thao túng tơ bạc vẫn còn bọn chúng liền có thể khu động nhìn qua lần nơi đánh tới từ thành thú khôi lỗi vô tướng tiên tôn cánh tay liên đao ngưng tụ tiên lôi cầm trong tay hai thanh liên đao giống như lưỡi liêm đồng dạng vung ra màu vàng lượn vòng liên đao từ từ thành thú thân thể xuyên thẳng qua tinh xảo chặn đứt bọn chúng sau lưng tơ bạc mất đi tơ bạc bốn cô thành thú khôi lỗi nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống mặt đất vô tướng tiên tôn nhìn trên đất từ thành thú khôi lỗi bằng đầu nhìn về phía thiên cơ các bước hướng hắn chậm rái đi đến mất đi cuối cùng hộ thân khôi lỗi thiên cơ mặt mỉm cười chuẩn bị nghênh đón sau cùng kết thúc có thể hắn lại phát hiện bàn tay của mình lại vẫn trong bóng tối ngưng kết pháp ấn bỗng cảm giác không ổn thiên cơ vội vàng hướng chạy tới từ thành thú khô lỗi bên người vô tướng tiên tôn hô lớn cẩn thận vô tướng tiên tôn bước chân trì trệ bên cạnh bốn cô thành thú khô lỗi đột nhiên tự động bạo liệt bạo tạc uy lực cũng không lớn căn bản không đả thương được vô tướng tiên tôn thân thể nhưng theo bạo tạc tách ra vô số dây đặc tơ bạc quấn dao đến vô tướng tiên tôn trên thân vô tướng tiên tôn thể mặc dù kịp thời chặt đất rất nhiều nhưng thân thể vẫn là bị đại lượng tơ bạc bao trùm giống như thân hãm tơ bạc trong lao ngục chỉ cần nó thoáng khe động chặt chẽ tơ bạc liền sẽ cắt ra thân thể của nó mà liền tại vô tướng tiên tôn không cách nào động đẩy lúc thiên cơ trong tay tơ bạc quăng về phía trên người nó tơ bạc cắm vào thân thể của nó các nơi liền như là hắn lúc trước điều khiển khác khôi lỗi lúc một dạng vô tướng tiên tôn đã phát hiện thân thể của mình các nơi bổ vị đã vô pháp động đậy thiên cơ thấy thế cần thấy không ổn trong tay hắn tơ bạc không chỉ có riêng chỉ là có thể điều khiển khô lỗi liền xem như tiên tôn bị hắn tơ bạc hệ thân cũng sẽ biến thành hắn khô lỗi tùy ý hắn bài bố tại thân thể hoàn toàn bị tơ bạc buộc lên trước đó vô tướng tiên tôn ra sức phản vẹo thân thể trực tiếp để trên người tơ bạc chặt đất trên người nó các nơi vừa lúc chặt đất một bộ phận bị buộc lên tơ bạc bộ vị nhưng nó cũng bởi vậy toàn bộ thân thể rách tả tơi trên người các nơi dày đặc tiên ngân toàn bộ thân thể cơ hồ thiếu đi gần một nửa nhưng cũng nhỏ có thiếu đi một bộ phân thân thể trên người tơ bạc không tiếp tục che như vậy chặt chẽ vô tướng tiên tôn vung vầy còn sót lại cánh tay liêm đao chặt đất trên người tơ bạc cũng chặt đứt những cái kia lại buộc lên ở trên người các nơi tơ bạc không chút do dự cũng chưa kịp bị chữa trị thân thể vô tướng tiên tôn một cái bước xa bay vọt phóng tới thiên cơ trước người trong tay liêm đào tiên lôi nghiêm nghị kim lôi lấp lánh chỉ cần đem liêm đào đâm vào thiên cơ thân thể để cùng bạo tiên lôi đem hắn phai mờ là đủ nhưng tại lúc này vô tướng tiên tôn lại không biết vì cái gì trong lòng lần nữa sinh ra do dự bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta hai là tập tư trăm vô tướng tiên tôn trong tay liêm đao chậm chạp không có xuyên qua thiên cơ thân thể thiên cơ nhìn ra nó như cũ do dự nội tâm trên mặt lộ ra mười phần vui sướng thần sắc Hắn rất cao hứng, thật sự rất cao hứng, hắn thấy Vô Tướng Tiên Tôn càng ngày càng cùng người không hề khác gì nhau, trước kia nó hẳn là sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh của hắn, nhưng nàng bây giờ cũng sẽ do dự không bỏ, Thiên cao hướng về phía Vô Tướng Tiên Tôn gật đầu cười, trong tay tơ bạc vung vậy, lần nữa hướng phía Vô Tướng Tiên Tôn quấn quanh mà đi, lần này, Vô Tướng Tiên Tôn tàn phá thân thể tuyệt đối không cách nào lại ngăn cả những này bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến tơ bạc biện pháp duy nhất chính là lập tức đem trong tay liên đào đâm xuyên thiên cơ đem hắn phai mờ vô tướng tiên tôn không có lựa chọn nào khác chỉ phải cố nén nội tâm về kia cổ áp lực cảm giác cầm trong tay liên đào đâm xuyên thiên cơ lồng ngực một nháy mắt to lớn lăng liệt tiên lôi nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn đem hắn thân thể một chút xíu tại tiên lôi bên trong hóa quy về hư thiên cơ sớm đã chết đi cho nên hắn là không cảm giác được bất luận cái gì đau khổ trong lòng tiếc nối duy nhất chính là cùng vô tướng tiên tôn thời gian trung đụng quá ngắn nhưng hắn cũng biết hắn sống càng lâu đối cửu châu thập địa lại càng bất lợi thậm chí có thể sẽ làm hại hắn thích nhất người vẫn lạc trong tay hắn cho nên hắn không thể không rời đi tại thân thể một chút xíu bị tiên lôi phai mờ bên trong thiên cơ mặt độ vẻ nở nụ cười hớn hở lại một lần nữa lặp lại ngàn năm trước hắn thường xuyên đối vô tướng tiên tôn đã nói tiểu vô tướng ta thích ngươi câu nói này hắn đã thường thường xuyên đối vô tướng tiên tôn nói qua nhất là tại nó vừa mới thức tỉnh ra tiên linh khổ lỗi nắm giữ bản thân ý thức về sau hắn mừng rỡ không thôi thường thường hương nó tỏ tình bởi vì hắn cảm thấy lần thứ nhất chế tác khôi lỗi liền có thể để nó thức tỉnh tiên linh ý thức vậy khẳng định là thượng thiên sự an bài của vận mệnh cố ý đưa nó ban cho hắn đến bồi hắn chỉ là tiếc nuối lạ cho dù hắn tỏ tình mấy trăm lần mỗi một lần được đến trả lời đều là giống nhau tiểu vô tướng đều sẽ trả lời hắn cái gì gọi là ưa thích nhưng mà lần này vô tướng tiên tôn lại cho hắn một cái hoàn toàn đoán trước không đến trả lời chủ thượng ta nghĩ ta cũng hẳn là thích ngươi vô tướng tiên tôn tàn phá thân thể nửa quy xuống bàn tay vuốt về bộ ngực mình hạch tâm ngực hạch tâm ẩn ẩn làm đau nó không rõ đây là một loại cảm giác gì cũng không biết có phải hay không vừa mới chiến đấu bên trong hạch tâm bị hao tổn trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt khổ sở khoảng thời gian này nó một mực lưu tại hạ trường minh bên người thường xuyên sẽ âm thầm chú ý hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người từ lần trước cùng hạ trường minh tán gẫu qua cái gọi là ưa thích sau nó chẳng biết tại sao liền càng thêm để ý thông qua khoảng thời gian này quan sát hạ trường minh cùng tô nguyệt ly giữa hai người giao lưu nói chuyện thường xuyên liếc mắt đưa tỉnh nó mời nhớ tới đã từng thiên cờ cũng thường xuyên sẽ đối với nó làm những này giống nhau sự tình sẽ dẫn nó ra đường sẽ cho nó mua đồ sẽ để cho nó cùng tiến lên giường đi ngủ nó đã từng chưa hề cảm thấy có cái gì chính mình chỉ là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh thôi khả thi cách đã lâu hồi tưởng lại sao nhìn lại hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người nó lại thường xuyên cảm giác có chỗ hoài niệm cùng cô đơn nếu như đây chính là ưa thích lời nói vậy nó hẳn là ưa thích nó chủ thượng Thiên Cơ hoàn toàn không nghi tới vô tướng tiên tôn sẽ như vậy trả lời hắn, tiếp nhận hắn tỏ tình. Hai con người chừng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn qua trước người vô tướng tiên tôn, trên mặt lần nữa lộ ra nở nụ cười hớn hở. Thừa Di còn chưa hoàn toàn phai mở thân thể, giá sức ôm ở trước người vô tướng tiên tôn. Trong lòng hắn đã là không tiếc nuối. Vô tướng tiên tôn một tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm Thiên Cơ phía sau lưng. Nó không biết động tác này ý nghĩa là cái gì, nhưng ở trong lòng chính là rất muốn làm như thế. Cảm ơn ngươi, tiểu vô tướng thiên cao tại vô tướng tiên tôn bên tai nhẹ giọng lầm bầm nói toàn bộ thân hình dần dần hóa thành điểm điểm linh quang phiêu tán giữa thiên địa vô tướng tiên tôn ngẩng đầu ngờ ngác ngước nhìn bầu trời phiêu tán linh quang giờ khắc này hạch tâm đau quá đây chính là thích không một bên khác hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người tiếp tục lao vùn vụt ở chân trời phía trên chạy tới hỗn độn ma vực chỗ sâu hai người gần sát cùng một chỗ lại tại lúc này tấm màn đen trên không giò xét một cái kình thiên cự trưởng đánh xuống hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người không thể không tả hữu tránh đi ma trưởng tập kích to lớn ma trưởng lấy tay đao hình thức chém vào sâu trong lòng đất toàn bộ đại địa trong khoảnh khắc chấn động kịch liệt vô số dãy núi đá vụn thật cao nhô lên hạ trường minh của quyết rút kiếm một kiếm chặt đứt cái này ma thần cánh tay kiếm quang hiện lên to lớn ma tộc cánh tay trực tiếp bị chém đứt tại lượng hắc phụ tùy chất từ chỗ cụ tay dâng trào ra khói đen che phủ ở hạ trường minh cùng tô nguyệt ly hai người đem hai người ngăn cách ra hạ trường minh khé nhíu lông mày hắn đối này hắc phụ ngược lại là hoàn toàn không sợ chỉ là lo lắng vợ hắn bên kia cho nên không chút do dự lần nữa một kiếm chém ra bên cạnh bao phủ hắc vụ nhưng khi hắc vụ tiêu tán sau hạ trường minh lại lông mày càng gấp rút khóa bởi vì hắn vậy mà không biết bị truyền thuyết đến địa phương nào bốn phía cảnh sát cùng vừa mới nhìn thấy hoang vu xa mà hoàn toàn khác biệt thân ở một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong tô nguyệt ly cũng đã biến mất vô tung vô ảnh bị ngăn cách mở vợ hắn hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác hạ trường minh thần thức lĩnh vực khuếch tán phạm vi ngàn dặm thử tìm kiếm tô nguyệt ly thân ảnh lại cảm thấy được ba người khác đang đạp lên nên hư không hướng phía hắn nơi này đi tới hạ Trường minh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ba cái khí vũ bất phàm ba nam từ chậm rãi đi tới trước người hắn ba người trên người vô luận là linh lực khí chất vẫn là thần thông phát tắc khí tức đều mười phần nồng đậm mãnh liệt mỗi người trên người thần thông khí tức cường độ thậm chí đều là hải thanh bọn hắn mấy chục lần ba vị tiên tôn mà lại không phải bình thường tiên tôn hạ Trường minh liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được ba người này bất phàm không nghĩ tới vậy mà lại để ba người chúng ta liên thủ tới đối phó một tên tiểu tử tiểu tử này là người nào một cái dáng người tráng kiện giữ lại một chữ phong lông mày nam tử hai tay ôm ngực như hung thủ đánh giá hạ trường minh nam tử một chỗ ngồi sợ tung rậm rạp tóc dài rủ xuống sau lưng đừng xưng dáng người liền tựa như thái sơn đồng dạng nguy nga trong vô hình tán ra to lớn cảm giác áp bách quản hắn là ai đâu hiếm thấy sau khi thấy được bối phận không nợ đánh âm thanh chào hỏi người hảo một bên khác một cái thể hình hơi nhỏ nhắn, sinh sắn thanh tú nam tử cười tùng tìm phất phất tay hướng hạ trường minh nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, xen ra tâm tình phá lệ cao hứng. hạ trường minh, hạ trường minh trong lúc nhất thời có chút im lặng. vị này tiên tôn ngược lại là thận nhiệt tình, rất như quen thuộc. vị cuối cùng thì là thân mang mực áo trường bào, một chỗ ngồi mực tóc bục quan, sắc mặt lạnh lùng đạm nhiên nam tử. mặc dù không còn nói cái gì, nhưng ánh mắt cũng là chăm chú nhìn hạ trường minh. tiểu tử, khoảng cách tiên mai yêu tan tộc chi chiến đã qua bao lâu rồi? dáng người khôi ngộ tần thiên hướng hạ trường minh hỏi tiên bối khoảng cách tiên ma yêu tam tộc chi triển đã qua ngàn năm có thừa ngàn năm ma, vậy xem ra lúc trước ma tộc hẳn là lạc bại ngàn năm sau lại lần nữa khôi phục ma tộc tỉnh lại chúng ta sao mẹ nó suối quẩy sớm biết thời điểm chết liền đen thần hồn tự diệt vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết còn sót lại tại hỗn độn ma vực thân hồn bị đọa hóa vì ma tộc tỉnh lại tân thiên liền không nhịn được bạo nói tục trên mặt cực độ tức giận bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm lẻ chín Tần Thiên thậm chí cũng nhịn không được muốn cho mình mà hai cái tai phá tử. Đáng tiếc thân thể không nghe sai khiến. Bất quá nếu là thân thể nghe sai sự lời nói, vậy hắn hẳn không phải là cho mình hai cái tai phá tử, mà là cho ma tộc hai cái tai phá tử. Một bên nóng nhất tình Trần Hư thì là mặt lộ vẻ lo lắng, đối hạ Trường Minh khuyên nhủ, ngươi có thể tới nơi này, nói rõ ngươi có lẽ còn là rất mạnh. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi mau chóng rời đi a, à. chúng ta cũng không muốn tổn thương ưu tú Văn Bối. Chư vị tiền bối yên tâm, Văn Bối đối với mình vẫn có chút tự tin. Huống hồ vãn bồi nếu là đi rồi, tiêu diệt nhưng ma tộc trách nhiệm lại có thể giao cho ai? Vãn bồi chuyến này, chắc chắn tiêu diệt ma tộc. Hạ Trường Minh ngạo khí nghiêm nghị nói, lời nói này lệnh Tần Thiên ba người cũng vì đó sững sờ. Sau một khắc, Tần Thiên liền ngửa mặt lên trời bộc phát ra hào sảng tiếng cười to. Ha ha ha, tiểu tử này nói rất hay, có đảm phách, có đảm đương, ta thích. Trần Hư trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi. Này ngàn năm sau vãn bối không đơn giản, một chút đều không thể so bọn hắn lúc trước kém thậm chí so với bọn hắn lúc trước còn một ưu tú rất nhiều lẻ loi một mình liền dám đến đạt hỗn độn ma vực chỗ sâu người cũng không phải ai cũng có thể làm được Khiêm thấy nhìn thấy ngàn năm sau ván bối dạ quân người cũng được một mực tấm khuôn mặt trần hư đối như cũ một mặt lạnh lùng mực áo nam tử bắt đắc sĩ nói dạ quân sắc mặt đạm nhiên đen nhánh hai con người chăm chú nhìn hạ trường minh rốt cục đạm nhiên mở miệng hỏi có lẽ hắn có thể đánh bại chúng ta ba người lời này vừa nói ra trần hư cùng tần thiên hai người cũng không khỏi kinh ngạc chừng lớn hai mắt nhiều lần vừa đi vừa về đánh giá hạ trường minh cùng dạ quân hai người bọn họ vẫn là lần đầu nghe tới dạ quân chủ động thừa nhận chính mình sẽ thua hơn nữa còn là nói ba người bọn họ liên thủ tình huống dưới sẽ còn thua đây là cái kia lãnh ngạo vĩnh dạ tiên tôn sao sẽ không đọa hóa thành ma tộc đầu óc cũng thoái hóa rồi à trần hư khó có thể tin vươn bàn tay tại dạ quân trước mặt lung lay dạ quân không cao hứng lạnh lùng trừng mắt liếc trần hư lại tiếp tục ở trước mặt ta lắc lư ta liền làm thịt ngươi giọng điệu này này ngạo khí không sai đích xác vẫn là cái kia vĩnh dạ ám ảnh tiên tôn có thể hắn vậy mà nói ra như vậy nói rõ hắn đối trước mắt tiểu tử này đích xác có cực cao đánh giá cùng tán thành đã từng vô song kiếm tiên vô danh tử đều chưa từng từng chiếm được hắn đánh giá như vậy qua vô danh tử là người thế nào của ngươi dạ quân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hạ trường minh mở miệng hỏi từ hạ trường minh trên người hắn cảm nhận được hết sức quen thuộc nghiêm nghị kiếm ý vô danh tử chính là gia sư hạ trường minh trả lời trong tay rút ra để tiên kiếm xem ra ngàn năm trước hắn sư tồn đích thật là mười phần nổi danh cảm giác là cá nhân đều biết nàng dạ quân ba người nhìn thấy hạ trường minh trong tay để tiên kiếm hơi hơi trợn tỏ mắt có thể tiếp nhận vô danh tử truyền thừa tiên kiếm đủ để chứng minh vô danh tử đối với hắn tán thành nếu thật là vô danh tử đệ tử cái kia đánh bại ba người bọn họ cũng liền có nhiều khả năng vừa nghĩ tới đó tần thiên nhịn không được hưng phấn lên toàn thân chuyển ý nghiêm nghị trên người linh lực cùng thần thông khí tức tràn ngập toàn thân cao thấp tiêu tử ta khiêu chiến qua ngươi sư tôn mấy chục lần còn chưa hề thắng nổi đâu lần này liền từ ngươi thay thế người sư tôn tiếp nhận khiêu chiến của ta chỉ cần thắng ngươi liền coi như thắng nổi vô danh tử nghe kỹ ta chính là cửu châu thập địa đệ nhất võ thần tiên tôn tần thiên tần thiên phối hợp nói xong cũng không đợi hạ trường minh hồi phục một cái dậm chân dưới chân đại địa nháy mắt băng liệt hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở hạ trường minh trước mặt thật kinh người tốc độ hạ trường minh hơi kinh ngạc nhưng vẫn là không nghiêng lệch quay đầu anh mở đánh nát hư không một quyền ánh mắt nhìn qua từ hắn gương mặt sát qua phá hư một quyền hạ trường minh trong lòng càng thêm không dám khinh thường trước mắt vị này võ thần tiên tôn hắn phổ thông một quyền vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều gồm nhiều mặt mà lại trên cánh tay hội tụ linh lực mười phần tinh diệu không dư thừa chút nào lãng phí gai đùng chỗ ngựa hoàn toàn ngưng tụ tại quyền trưởng bên trong đạt đến nhìn như bình thường phổ thông một quyền lại đủ để tùy tiện phá vỡ hư không bất quá nếu là muốn đại biểu cho sư tôn đường chuyến, vậy hắn thì càng không thể thua hạ trường minh trong tay để tiên kiếm đảo ngược một kiếm tràn tại tần thiên bên hông kiếm khi bé nhọn né mắt liền đem hắn đánh lui mấy dặm Giữa không trung nên là không có chút nào điểm dùng lực tồn tại, mà Tần Thiên lại là hai chân trực tiếp đạp toái hư không, Mệnh sinh sinh ở chân trời thượng lôi ra một đầu thật dài vết rách dừng lại. Lệnh Hạ chứng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, trung hắn một kiếm Tần Thiên, bên hông lại chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, vừa mới chém chúng lúc liền cảm giác giống như là chém vào một khối cứng rắn bàn thạch thượng. Tần Thiên trên người vẫn chưa ngưng tụ bất luận cái gì tiên giáp, mà là đơn thuần đen tổ chất thân thể cùng linh lực rèn luyện đến cực hạn áp xúc, mới đạt tới cứng rắn như thế trình độ. Loại trình độ này nhục thể linh lực cường độ, hoàn toàn không phải trần khâu loại cấp bậc kia có khả năng so sánh. Tần Thiên cúi đầu nhìn qua phần bụng vết kiếm, nhìn không được đối hạ Trường Minh tán thưởng nói: "Trên đời này có thể tại trên người ta lưu lại vết thương người cũng không nhiều, tiểu tử ngươi kiếm uy có thể một chút cũng không thể so vô danh tử kém, xem ra ta cũng phải càng thêm nghiêm túc một điểm." thần thông võ thần hàng thế rất lời tần thiên hai tay vỗ tay hạo nhiên thần thông khí tức từ trong cơ thể dâng trào ra toàn thân cao thấp hiện lên kỳ dị đồ văn sau lưng một đạo cao mấy trượng lớn ảnh hình người trồi lên bóng người thân mang nửa người tiên y trắng kiện thân thể trấn trụ bên ngoài trên người cùng tần thiên đồng dạng dày đặc kỳ dị đồ văn khác biệt cùng hạ trường minh triều hoán trăm trượng thần tôn hoặc là hơ linh tướng thần có thể ý niệm điều khiển tần thiên sau lưng ảnh hình người từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì giống nhau tư thế Hạ Trường Minh nhìn qua Tần Thiên toàn thân hiện ra tương tự vợ hắn yêu hóa sau yêu văn đồ án, nhớ tới hắn sư tôn từng theo hắn nói qua một đời võ thần gia tộc, gia tộc bọn họ thế hệ cung phụng võ thần, trời sinh nắm giữ võ thần thần thông, thân thể rèn luyện cùng linh lực ngưng tụ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đơn thuần cường độ thân thể, võ thần nhất tộc trên thế gian cơ hồ không người có thể so sánh. Nghĩ đến Tần Thiên chính là hắn sư tôn trong miệng từng nói qua võ thần nhất tộc người, tiểu tử, sau đó ngươi cần phải coi trường ta cần phải nghiêm túc. Tần Thiên mỉm cười, đạp mạnh bước, hóa thành một cái bóng mờ đi tới hạ trường minh trước người tốc độ so với vừa nãy còn nhanh hơn mấy lần cánh tay như đao chém bổ xuống hư không khe hở tùy theo rách nứt đi đứng hoành đá chấn vỡ sơn nhạc mà phía sau hắn tôn kia võ thần sẽ hoàn toàn thi triển cung tấn thiên giống nhau như đúc động tác võ thần hư tượng huy trảm cổ tay chặt cùng đi đứng uy lực càng thêm khủng bố hạ trường minh tránh đi võ thần hư tượng hoành đá đi đứng đá ra một cái phong nhận hưởng phía sau lưng một ngọn núi chém tới trong khoảnh khắc này tòa đỉnh núi liền bị hoàn toàn chặt đứt âm vang sụp đổ này còn chưa xong, Tần Thiên cần sát hạ Trường Minh trước người, quyền cước như bảo vũ lê hoa đồng dạng khuynh tà tại hạ Trường Minh trên người. Hạ Trường Minh nhanh chóng huy chạm trong tay để tiên kiếm, mang lại Tần Thiên cùng hắn sau lưng võ thần hư ảnh nhanh như tàn ảnh một dạng công kích mãnh liệt. Hai thân ảnh ở chân trời bốn phía lập lòe, kiếm khí cùng quyền phong gần như đem phương viên trăm dặm hết thể phá hủy hầu như không còn. Rất ít gặp đến có người có thể cùng Tần Thiên cận thân không bị thua người. Trần Hư nhìn về phía chân trời thượng kịch chiến hai người, không khỏi ngơ ngác nói. Dạ quân lại là nhẹ trở mất mắt lắc đầu. Tần Thiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ là tại đánh giá Tần Thiên cực hạn, còn không có nghiêm túc đâu. Bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta, hai là tập tư trăm mười. Hắn còn không có nghiêm túc. Trần Hư kinh ngạc hoảng sợ nói, nhìn kỹ. Hạ trường Minh thần sắc vân đạm phong khinh, một mực không chút phí sức ngăn lại Tần Thiên mỗi một lần tiến công càng là liên thân thông pháp tắc cũng còn không thi triển khó trách dạ quân sẽ nói hắn có thể có thể đánh bại ba người bọn họ liên thủ trần hư không khỏi đối hạ trường minh cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú chân trời bên trên tại tần thiên thành công khả mở hạ trường minh trong tay để tiên kiếm sau trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười rốt cục bắt đến ngươi tiểu tử vừa dứt lời một cái thiết quyền liền hung hăng nện ở tần thiên mặt bên trên đem hắn lại đánh bay ra ngoài cho tần thiên ổn định tới ngẩng đầu nhìn dòng lên mới phát hiện hạ trường minh sau lưng lặng yên ngưng tụ ra một bộ lục tí tu la thần tôn hư linh tướng thần ngươi vẫn là hạ gia huynh đệ người tần thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hạ gia huynh đệ một trong hạ phong thần thông hắn đã từng thường xuyên sẽ cùng hạ phong giao thủ luận bàn đối với hắn thần thông không thể quen thuộc hơn được chỉ là không nghĩ tới xem như vô song kiếm tiên hạ trường minh sẽ thi triển ra hạ gia thần thông bất quá nhìn thấy hạ trường minh rốt cục thi triển ra thần thông tần thiên trên mặt cũng càng thêm hưng phấn lên lúc này mới có ý tứ đang lúc tần thiên muốn lần nữa xông lên trước cùng hạ trường minh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề là một vô lớn lúc một đạo đen nhánh trong suốt kiếm quang bỗng nhiên từ một bên khác chém về phía hạ trường minh hạ trường minh lúc này liền phát giác được bên người kiếm quang tiện tay vung kiếm chém ra một đạo vô hình lăng liệt kiếm quang hai đạo kiếm quang va nhau đen nhánh kiếm quang rách nứt đem vô hình kiếm quang thôn phệ chân trời thượng chỉ để lại một đạo dữ tợn hư không khe hở tần thiên bất mãn hướng phía một bên khác trần hư giận dữ hết uy bây giờ là ta tại khiêu chiến hán ngươi không nên nhúng tay không phải ta muốn xuất thủ là thân thể của ta căn bản không nghe ta sai sử Trần Hư chậm rãi bay tới Hạ Trường Minh sau lưng, bắt đắc sĩ mở ra hai tay nói, hắn cũng không muốn nhúng tay, thậm chí tình nguyện đứng bất động để Hạ Trường Minh giải quyết đều được, thế nhưng là thân thể cũng không phải là hắn có khả năng điều khiển, nếu chính hắn cũng muốn ra tay, Trần Hư liền không thể không đối Hạ Trường Minh nhắc nhở, ta gọi là Trần Hư, thế nhân xưng ta là Hư vô tiên tôn, ngươi có thể chưa từng nghe qua danh hào của ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng để ta tiên phát chạm đến ngươi, cũng tuyệt đối không được xuất hiện tại thủ thế của ta bên trong. Ta tiên pháp cực kỳ đặc thù, liền xem như Tần Thiên cái kia từ chi phát triển ngu ngốc cũng vô pháp đón đỡ. Trần Hư thần sắc hết sức nghiêm túc, Hạ Trường Minh thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc một chút. Vừa mới một kiếm kia giao phong, hắn liền phát giác được Trần Hư cái kia đặc thù tiên pháp, tự hồ là đem hết thảy cắt ra, hóa quy hư không năng lực. Tần Thiên vừa nghe đến Trần Hư như vậy diềm pha chính mình, tức giận nổi giận đùng đùng. Trần Hư ngươi có ý tứ gì? Có dũng khí cùng ta so tài một trận? Tần Thiên rất muốn tiến lên cho Trần Hư một quyền, có thể thế nhưng thân thể hoàn toàn không tại sự thao khống của hắn bên trong hoàn toàn là dựa vào bản năng đang hành động. Trần Hư cũng không để ý đến Tần Thiên, hai tay ngón trỏ cùng ngón tay cái chạm nhau, ở giữa trống đi như đào tâm khe hở nhắm ngay Hạ Trường Minh. Chẳng biết tại sao, Hạ Trường Minh lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhanh chóng lách mình biến mất ở Trần Hư thủ thế bên trong. Một giây sau, Hạ Trường Minh trước kia vị trí hư không vặn vẹo, một giây sau liền lặng yên không một tiếng động phá vỡ cùng Trần Hư trong tay thủ thế một dạng to lớn hư không lộ rách. Vừa mới hẳn nếu là chính ở chỗ này, liền sẽ bị hóa quy hư không, là cái người hết sức nguy hiểm hạ trường minh lúc này đối trần hư hạ đạt phán đoán mà tại phía sau hắn tần thiên đã là lại lần nữa vung vẩy cương đại võ thần đánh úp về phía hạ trường minh hạ trường minh sau lưng lục tí tu la thần tôn xoay chuyển thân thể nhẹ nhõm sau đó tần thiên tấn mạnh thế công chỉ là xa xa trần hư trung quy là cái tai họa ngầm thường xuyên cách xa xa liền bày ra thủ thể nhắm ngay hạ trường minh hạ trường minh không thể không một bên nhanh chiến tần thiên một bên thời khắc chú ý trần hư động tĩnh Hắn tiên pháp mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng thi pháp cần khúc nhạc dạo, chỉ cần ở trước đó tránh đi động tác tay của hắn bên trong, liền hoàn toàn không đủ gây sợ. Võ thần quyết thần quyền khai thiên, tần thiên một quyền đột nhiên hướng hạ trường minh anh ra, hư không liền tựa như từng mặt tấm gương đồng dạng bị thần uy quyền phong phá toái. Hạ trường minh sau lưng sáu tay hội tụ tiên thuận ngăn tại trước người, thần quyền trung điệp đánh vào tiên thuận bên trên, mặc dù là trấn nát tiên thuận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ. Dư uy đem hạ trường minh bốn phía hư không hoàn toàn trấn vỡ, tần thiên khiếp sợ không thôi liên xen như hạ phong cũng không có khả năng ngăn lại hắn một kích này thần quyền lại bị hạ trường minh tùy tiện ngăn lại tại hạ trường minh ngăn lại cái này thần quyền lúc dưới chân hư không khe hở bên trong chẳng biết lúc nào lặng yên trèo lên mấy đạo bóng đen làm hạ trường minh phát giác được lúc bóng đen đã là thừa cơ trói buộc chặt toàn thân hắn ở xa một bên khác trần hư đã là thừa cơ đem kết ấn thủ thể nhắm ngay hắn đây là ba người phối hợp muốn đem hắn diệt xác Tần thiên hấp dẫn hắn lực chú ý gần sát trước người hắn lại từ giả dạ quan âm thầm điều khiển bóng đen khống chế thân thể của hắn cuối cùng lại trần hư ra tay diệt xác Quá trình này liền tần thiên ba người bọn họ cũng không biết, lại nghĩ nhắc nhở Hạ Trường Minh lúc lúc này đã muộn, mắt thấy Trần Hư sắp ra tay, Hạ Trường Minh thần sắc cũng không có vẻ kinh hoàng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm nói, "Ngưng." Ra lệnh một tiếng, thiên địa đột nhiên thất sắc, tần thiên thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Minh bị chậm dần vô số lần tốc độ, ảnh hưởng thiên địa thần thông, Trần Hư cũng phát hiện trong tay Ngưng tụ tiến pháp chậm dần rất nhiều lần mà hạ trường minh lại tại vùng thế giới này không ảnh hưởng chút nào huy chàm để tiên kiếm chém ra trói buộc trên người bóng đen một cái tay khác trưởng dẫn đầu đối hướng trần hư tại hắn tiên pháp còn chưa thi triển đi ra hạ trường minh bàn tay đã là vung lên một cỗ to lở nuôi áp nhảy mắt như núi lớn đặt ở trần hư trên thân trần hư trong khoảnh khắc từ phía chân trời thượng bị trùng điệp khảm vào đại địa bên trong tân thiên thân hình tốc độ bị chậm dần vô số lần nhưng vẫn có từ lâu không thua gì thần thông cảnh một dạng tu vi tốc độ lần nữa vung vẩy thần quyền đánh tới hướng hạ trường minh chỉ có điều tốc độ như vậy tại hạ trường minh xem ra đã là quá chậm vừa mới hắn cái kia tiên tốn tốc độ đều không thể thương tới hắn mảy may lần này càng không khả năng hạ trường minh ngón tay chỉ hướng tần thiên trong miệng sắc lạnh phun ra tiên lôi oanh một đạo to lớn màu vàng tiên lôi không có dấu hiệu nào vang đánh xuống cho dù thân thể cứng rắn nữa tần thiên cũng nhảy mắt bị cắm vào dưới thân sơn phong bên trong cả ngọn núi bị tiên lôi biến thành phế tích hải cốt tần thiên hai tay chống trên mặt đất các vị trí cơ thể cháy đen dườm máu toàn thân dòng điện toán loạn thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi bực này tiên phát thần thông có thể phá vỡ võ thần chân thân liên xem như cái kia đã từng danh xưng vạn pháp tiên tôn đạo thanh minh cũng không có khả năng làm được lan tần thiên từ dưới đất lúc ngẩng đầu lên hạ trường minh đã là tựa như một trận như gió mát xuất hiện ở trước người hắn trong tay để tiên kiếm quấn quanh phong lưu kiếm khí đâm về mi tâm của hắn ngưng chạy giữa thiên địa vang lên từng trận ngầm khẽ phong ngầm âm thanh vô song kiếm quyết tuyệt minh hạ trường minh tay cầm để tiên kiếm đâm xuyên tần thiên mi tâm mười phần này này nói ra xin lỗi tiền bối ta không thể để cho ngươi thắng vô luận là vì thủ hộ hắn sư tôn danh dự vẫn là cửu châu thập địa hắn đều phải tự tay đưa tiễn bọn hắn Cung bạo tàn phá bừa bãi kiếm khí phai mờ toàn thân tần thiên lại là không để ý chút nào nhích miệng cười một tiếng tuy tiện phong khoáng cười nói ha 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 lại thua không hổ là vô danh tử đệ tử phiên phước đem cái kia hai tên gia hòa cũng nhanh lên đưa tới bôi ta bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm mười một nhất định hạ trường minh cười khẽ đáp đưa mắt nhìn tần thiên hóa thanh linh quang phiêu tán giữa thiên địa thần thông thiên địa quy hư đúng lúc này một tiếng thần thông pháp lệnh sau lưng dâng lên nồng đậm thần thông pháp tác khí tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy trần hư đã từ đại địa bên trong bò dậy đứng lơ lửng trên không hai tay ngưng kết thần thông pháp ấn hạ trường minh chỗ chung quanh hư không trong khoảnh khắc vạn vẹo không chịu nổi bốn phía hư không dần dần tan rã phảng phất chính mình thân hạ một mảnh phá toái vạn vẹo hư không bên trong liên toàn thân mình trên dưới cũng bắt đầu dần dần trở nên vạn vẹo hư ảo toàn bộ không trung giống như vạn vẹo xóa nốc trần hư bỗng cảm giác không ổn cho tới nay còn chưa có người có thể từ hắn thiên địa quy hư thần thông bên trong chạy ra một khi thân thể sinh ra vạn vẹo trở nên hư ảo liền sẽ cho đến từ thiên địa ở giữa vạn vẹo biến mất quy vô liền sẽ trực tiếp xóa khỏi thế gian bởi vì này thần thông quá mức khủng bố phạm vi cực lớn hắn cơ bản không đến bắt đắc dĩ chưa từng thi triển mà giờ khắc này thân thể cũng đã tự động thi triển ngưng quyết thần thông pháp ấn hạ trường minh cúi đầu nhìn chăm chú lên chính mình vạn vẹo hư ảo cánh tay khóe miệng mỉm cười điều khiển thiên địa hư không pháp tắc thần thông sao vậy hắn hẳn là thua không được hạ trường minh chậm rãi nâng lên ngón trò chỉ hướng thiên không phía trên nhẹ giọng thì thầm lấy thần thông thiên đạo chi mệnh tĩnh hư hóa thực thiên địa về phục tiếng nói rơi trần hư thiên địa quy hư thần thông đột nhiên tiêu tán hư áo vạn vẹo thiên địa dần dần phục hồi như cũ thiên địa bốn phía tàn phá hư không khe hở cũng nhanh chóng khép lại phục hồi như cũ này cái này sao có thể trần hư khiết sợ chừng lớn hai mắt một mặt khó có thể tin chỉ dựa vào mượn một câu liền để hắn thần thông tiêu tán rồi về phục thiên địa năng lực đây rõ ràng chính là thiên đạo lực lượng tiểu tử này làm sao lại nắm giữ thiên đạo chi lực tại trần hư trấn kinh lúc hạ trường minh đã là nhắc chỉ chỉ hướng hắn cánh tay tiên lôi toán loạn kim quang thiểm dược hội tụ đầu ngón tay thiên đạo tiên lôi không chút gió dự màu vàng tiên lôi tựa như một đạo dài nhỏ màu vàng thân hồng vậy quán xuyên chân trời thẳng tắp hưởng phía trần hư bắn mạnh tới phía chân trời vừa mới khép lại hư không lần nữa bị tiên lôi xé mở một đạo đi ngang qua chân trời dài nhỏ khe hở trần hư nâng lên hai tay như cô muốn dựa vào quy hư năng lực đen đạo này khủng bố tiên lôi quy hư tiêu tán nhưng mà đạo này tiên lôi đã là hội tụ hạ trường minh một kích toàn lực tốc độ viễn siêu trần hư đoán trước đưa tay ở giữa tiên lôi đã là tới gần trước người vừa mắt chính là ông ánh khắp nơi trói mắt kim quang bao phủ tầm mắt của hắn thân thể theo tiên lôi thôn phệ dần dần tiêu tán thiên địa trần hư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng yên lặng đối hạ trường minh dựng đứng lên ngón tay cái lần này hắn rốt cuộc minh bạch dạ quân vì cái gì nói bọn hắn coi như ba người liên thủ cũng sẽ không là này hậu bồi đối thủ cho đến cuối cùng cái kia dựng thẳng lên ngón tay cái hoàn toàn biến mất chân trời hạ trường minh mới thu hồi ánh mắt trong lòng không khỏi vạn phần tiếc hận mà năm trước tiền bối đều là chút thoải mái người thân cận nếu là bọn họ vẫn còn cửu châu thập địa có lẽ là một phen khác phồn hoa tiên đạo cảnh tượng tân thiên cùng trần hư tiêu tán cuối cùng liền chỉ còn dư dạ quân chạy theo tay bắt đầu dạ quân tựa hồ liền không có thân ảnh chưa nhiều lần âm thầm lợi dụng bóng đen hạn chế hắn hành động bên ngoài hoàn toàn không có nhìn thấy hắn động tác khác khí tức ẩn nấp cũng cực sâu liền thân thức đủ để bao trùm phạm vi ngàn dặm hạ trường minh cũng tìm không được tung tích của hắn hạ trường minh chậm rãi từ phía chân trời rơi vào trên mặt đất lặng lặng chờ đợi dạ quân ra tay hắn biết mà tộc để bọn hắn ba người ở đây cản giết hắn liền nhất định sẽ tiếp tục động thủ quả nhiên cũng không lâu lắm hạ trường minh chung quanh tất cả trong bóng tối mãnh liệt bắn ra vô số bóng đen vô số bóng đen quấn dao cùng một chỗ hình như một cái bóng đen lồng giam vậy đem hạ trường minh vây ở trong bóng đen phía trên lại mãnh liệt bắn ra vô số bóng đen đánh úp về phía hạ trường minh mỗi đạo bóng đen liền tựa như lợi kiếm đồng dạng hướng hắn bốn phương tám hướng tập quyền mà đến lại hắn thiên địa thất sắc ngưng trệ thời điểm con có thể làm được nhanh chóng như vậy mà lại ẩn chứa vô hạn sát câu bóng đen kiếm trận vì này tiên tôn có thể một chút cũng không thể so tần thiên cùng trần hư nhược vô song kiếm quyết vạn kiếm hạ trường minh tay cầm đế tiên kiếm bên cạnh ngưng tụ ra từng trôi bám vào tiên linh màu vàng tiên kiếm trong chớp mắt vạn trôi màu vàng tiên kiếm quấn quanh xoay quanh tại hạ trường minh quanh người tựa như một cái kiếm trận đem hắn bảo hộ ở trung tâm bốn phía vô luận những bóng đen kia như thế nào đánh úp về phía hạ trường minh đều bị kiếm trận ngăn cản ở ngoài căn bản là không có cách chạm đến hạ trường minh mà hạ trường minh vung tay lên vạn kiếm xoay quanh kiếm trận liền dần dần hướng ngoại xoay quanh khuếch tán trong khoảnh khắc liền đem bóng đen lồng giam xé nát cũng liền tại lúc này hạ trường minh dưới chân cái bóng bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo hắc ảnh trong tay một thanh bóng đen trường kiếm từ phía sau đâm về lồng ngực của hắn hạ trường minh sớm có đề phòng trong tay để tiên kiểm xoay chuyển sau lưng không sai chút nào ngăn lại mãnh liệt bắn mà ra bóng đen kiếm trừ bóng đen kiếm bên ngoài mấy chục đạo tựa như lợi kiếm bóng đen cũng từ dưới chân trong bóng tối bắn về phía hạ trường minh hạ trường minh thần sắc tạm nhiên đối với những bóng đen này chẳng thèm mó tới trên người tiên giáp ngưng tụ bóng đen đều đâm vào tiên giáp phía trên liên loại trình độ này có thể đã thương không được hắn thông qua đối với mấy cái này ở khắp mọi nơi bóng đen quan sát hạ trường minh phát hiện những bóng đen này đều là xuất hiện tại khe hở bên trong hoặc là bóng tối cung hắc ám bên trong mà dưới chân hàn kẻ bóng liền cũng là một chỗ bóng tối cho nên vẫn luôn có phòng bị Dạ quân rất có thể cũng là dấu ở bóng tối bên trong. Đem tiên tôn, quê ở phía dưới đúng không? Hạ Trường Minh cười khe đầu với dưới chân mình bóng tối nói. Dạ quân chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra, trong tay cầm bóng đen kiếm, thần sắc lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt không che giấu chút nào đối Hạ Trường Minh thưởng thức. Tuổi còn trẻ, lên đã là bao trùm tại ba người bọn họ phía trên. Trên người càng là người mang thời gian chưa hề xuất hiện qua thiên đạo thần thông. Kẻ này phi phàm, ta chính là vĩnh giả ám ảnh tiên tôn dạ quân. Người tên là gì? Nhưng có tiên tôn danh hào. Dạ quân đầu tiên là trịnh trọng tự giới thiệu một phen, sau đó lại đối hạ trường minh hỏi. Bây giờ hắn không còn xưng hô hắn tiểu tử, cũng không phải coi như họ bối, mà là tôn kính coi như một đời cường đại tiên tôn. Tu tiên vốn là lấy tu vi tôn xưng, không lấy niên kỷ tôn trưởng ấu. Hạ trường minh thực lực tu vi tại ba người bọn họ phía trên, theo đạo lý bọn hắn hẳn là tôn xưng hắn tiên hào mới là. Hạ trường minh cẩn thận suy nghĩ một lúc, lúc này mới phát hiện hắn giống như từ khi bước vào tiên tôn đến nay, còn chưa từng có tiên hào đâu hắn sư tôn bị thế nhân xưng là vô song kiếm tiên cũng được xưng là vô song tiên tôn mà hắn giống như bước vào tiên tôn không lâu còn chưa từng có phong hào đâu tại hạ hạ trường minh còn chưa có tiên hào không có tiên hào dạ quân kinh ngạc nhìn qua hạ trường minh tu vi như vậy cường giả lại còn không có phong tiên hào chẳng lẽ hắn thật là mới bước vào tiên tôn không lâu sao bất quá hắn cũng thực sự nghĩ không ra có cái gì tiên hào có thể xứng được với hắn chỉ sợ danh xưng vô song kiếm tiên vô danh tử cũng không phải đối thủ của hắn mắt thầy đánh lén không thành công dạ quân thân thể bản năng lần nữa cắm vào trong bóng đen biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới xa xa một chỗ rừng cây dưới hạ trường minh ngưng trệ thiên địa năng lực căn bản là tất cả mọi người đều khó mà ứng đối chỉ cần này phương thất sắc thiên địa tại thời gian ít có tiên tôn có thể đối địch với hắn nhưng đối với có thể tùy ý giấu o hắc ám cùng trong bóng tối hắn nhưng không có bao lớn tác dụng bởi vì hắn thần thông hoàn toàn sẽ không nhận phương thiên địa này ngưng trệ thời gian ảnh hưởng dạ quân hai tay ngưng quyết thần thông hiện lên, dưới chân bóng đen vô hạn khuếch tán, thậm chí là bao phủ toàn bộ hỗn độn ma vực. Thần thông vạn cổ trường dạ, bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta, hai là tập tư trăm mười hai. Dạ quân thần thông sắc lạnh phát ra, toàn bộ hỗn độn ma vực đã bị hắn thần thông bao phủ, đơn thuần bao trùm rộng vực, trên đời không ai bằng hắn thần thông. Trong chớp mắt, hỗn độn ma vực tất cả mọi người đều lâm vào đen kịt một màu bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả mọi người cũng không khỏi lâm vào khủng hoảng. Thiên, thiên như thế nào đen? ta cái gì đều nhìn không thấy. Ai vậy? Không nên sờ loạn, không nên hoảng hốt. Trước chiều sáng, toàn bộ cửu châu thập địa liên quan loạn thành một mảnh, lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau. Chỉ có thể nghe tới âm thanh, đã thấy không đến bất luận cái gì người. Có người thử giấy lên tiên pháp chiều sáng, lại như cũ không nhìn thấy mảy may sáng người. Trong tay có thể rõ ràng cảm nhận được tiên pháp phóng thích chung quanh rõ ràng có thể cảm giác được dấy lên hỏa diễm nhiệt độ nhưng chính là cái gì cũng không nhìn thấy cũng may ma tộc đại quân bị thanh lý không sai biệt lắm nếu không đem năm vào càng thêm thảm biệt hỗn loạn nói không chừng lẫn nhau ở giữa sẽ đang kinh hoàng bên trong lâm và tự giết lẫn nhau hắc ám tất cả mọi người đều khuyết thiếu cảm giác an toàn thảo mục giai binh cảnh giác bên người mỗi người mọi người đều không nên kinh hoàng bảo trì chấn định xích loan rộng dịu dàng quát ô nào hỗn loạn tràng diện lúc này mới yên tĩnh một chút tất cả mọi người lẫn nhau yên tĩnh cảnh giác bốn phía xích loan cùng cửu tôn cũng đều thử giấy lên phượng hỏa cùng long viêm lại là đồng dạng không nhìn thấy xích loan cùng cửu tôn hai người rất là trấn kinh này quen thuộc đêm tối thần thông Vĩnh dạ tiên tôn tên kia cũng thức tỉnh rồi, hắn là tại với ai giao thủ, có thể buộc hắn sử xuất vạn cổ trường dạ. Xích loan, hắn là dạ quân tên kia thi triển thần thông. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Cửu tôn thử sờ về phía bên cạnh xích loan hỏi. Một mảnh đen kịt dưới, hắn chỉ có thể nương tựa theo đối xích loan đại khái vị trí cùng cảm giác tìm kiếm. Bàn tay mò tới một cố mềm mại mềm mại xúc cảm, chẳng biết tại sao cửu tôn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hả? Đây là xích loan khuôn mặt sao? Thật mềm, như thế nào sờ không tối xương cốt? Ngay tại cửu tôn nghi hoặc lúc, một kích thú quyền đột nhiên nện vào cái hông của hắn momo xích loan ngươi làm gì cửu tôn che eo ở giữa bị đau hỏi vì cái gì hắn vô duyên vô cớ liền lại bị đánh mà lại nàng hoàn toàn không có nương tay hừ không nhìn thấy không cẩn thận đánh tới hắc ám bên trong xích loan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà ngư khí thẹn giận nói ra hòa này thừa dịp tối sờ loạn cái gì bắt quá đánh về đánh xích loan vẫn là trong bóng đen chủ động rắc cửu tôn tay xích loan Cửu Tôn không hiểu nhẹ giọng kêu gọi nói, vì cái gì mới vừa rồi còn sinh khi đánh hắn Xích Loan, làm sao lại lại bỗng nhiên dắt tay của hắn? Ta chỉ là không muốn đi tán mà thôi. Xích Loan nhẹ giọng giải thích, cũng may hắc ám bên trong hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Cửu Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng sức nắm chặt Xích Loan mảnh khảnh bàn tay. Đột nhiên cảm giác được dạng này giống như cũng không tệ. Một bên khác, Hạ Trường Minh cũng hết sức kinh ngạc nhìn xung quanh bồn phía đen nhánh một mảnh, cũng thử qua lợi dụng tiên pháp chiều sáng, lại phát hiện căn bản không hề có tác dụng mảnh này đen tối tựa như là bao phủ tại con mắt ở trong một dạng chỉ có vô tận đen nhánh mà này vô tận đen tối chính là dạ quân lĩnh vực hắn có thể trong bóng đen tới lui tự nhiên ở khắp mọi nơi có thể đem bóng đen lợi kiếm bao phủ cả phiến thiên địa hạ trường minh phát giác được nguy cơ nhanh chóng lấy tiên giác cùng kiếm khí bảo vệ toàn thân một giây sau liên có thể cảm giác được rõ ràng vô số bóng đen từ trong bóng tối bắn ra từ bốn phương tám hướng đánh tới dây đặc trình độ cơ hồ không có chút nào khe hở hạ trường minh trong cơ thể tiên linh bắn ra mênh mông tiên linh bao phủ toàn thân Tiên ra tại vô số bóng đen chạm kích bên trong xuất hiện một tia khe hở, nhanh chóng liền bị tiên linh khép lại. Hạ Trường Minh hai tay thả lỏng phía sau, đi bộ nhàn nhã vậy đi trong bóng đêm, hoàn toàn làm nơ không chút nào dừng lại bóng đen công kích, dấu kín trong bóng tối dạ quấn khiếp sợ không thôi. Hạ Trường Minh trên người chẳng những tràn đầy tinh thuần tiên linh lực, thậm chí liền linh lực đều phảng phất vô cùng vô tận, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thế gian có người có thể người mang khổng lồ như thế tiên linh có thể có được tiên linh tán thành không ít người nhưng giống hạ trường minh một dạng có thể lấy tiên linh chi hải bám vào toàn thân hắn chưa bao giờ thấy qua tăng thêm hạ trường minh thiên đạo thần thông chi lực dạ quân càng thêm cảm giác người trước mắt không đơn giản hạ trường minh cũng không phải là chẳng có mục đích du tẩu trong bóng đêm mà là tại cảm giác dạ quân chỗ phương vị thời gian tiên pháp cũng được thân thông cũng tốt tuyệt đối không có hoàn mỹ đến không có kẽ hở tồn tại bao nhiêu đều sẽ tồn tại giới hạn cùng khuyết điểm cho dù là vô song kiếm quyết một chiêu cuối cùng đủ để chôn vùi thời gian hết thảy kiếm chiêu, cũng sẽ bởi vì to lớn khủng bố kiếm ý cùng tự thân linh lực giới hạn hạn chế phạm vi. Giống dạ quân dạng này bao trùm cả phiến thiên địa, ẩn nấp hắc ám, lại có thể khởi xướng vô số tiến công thần thông, có chút quá mức hoàn mỹ không một tỷ vết. Mặc dù thân ở vô tận đêm tối, nhưng tiên phát thần thức đều không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Trường Minh nhắm hai mắt lại, tại thần thức bao trùm phía dưới, phát hiện đứng sừng sững ở ngoài ngàn giám dạ quân, tránh được ngược lại là rất xa rõ ràng có thể chui vào trong bóng đen tránh đi thần trí của hắn dò xét hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện thân phẳng phất sợ bị hắn thần thức cảm thấy được đồng dạng con cố ý tránh được mười phần xa xôi chẳng lẽ nói hạ trường minh trong lòng đã có phỏng đoán bàn tay chậm rãi vươn hướng ở ngoài ngàn dặm dạ quân dạ quân thần sắc sững sờ trùng hợp vẫn là nói hắn phát hiện hắn rồi không có khả năng hắn lúc này ở xa ở ngoài ngàn dặm điều khiển bóng đen hắn không có khả năng phát hiện hắn hạ trường minh khuế miệng hơi hơi dương lên lại chậm rãi để tay xuống cánh tay lấy linh thể tư thái xuất hiện ở dạ quân trên không dạ quân lại không chút nào chỉ giác gặp hạ trường minh buông cánh tay xuống càng thêm chắc chắn vừa rồi chỉ là trung hợp mà thôi thế gian còn chưa có nhân thần biết lĩnh vực có thể lật nắp ở ngoài ngàn dặm có thể một giây sau dạ quân nhảy mắt cảm thấy nguy cơ một đạo tiên lôi đột nhiên đánh xuống dạ quân kịp thời bao khỏa lên bóng đen ngăn trở tiên lôi bóng đen nhảy mắt bị kích phá giống như như lưu tinh từ phía chân trời rơi xuống hắn biết hắn ở đây dạ quân thần sắc trần kinh Vương tin hạ trường minh là có thể cảm thấy được hắn tồn tại nhưng này tiên pháp vì cái gì có thể cách xa nhau xa xôi như thế liền bỗng nhiên thi chuyển toàn bộ đen tối đều tương đương với ánh mắt của hắn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy hạ trường minh đưa tay cùng ngưng quyết thì pháp dạ quân không kịp nghĩ nhiều dưới chân đại địa lóm rách nứt vô số kình thiên cự thạch đột nhiên dâng lên sẽ phải đem hắn mai táng trong đó hắn giơ tay lên nháy mắt lợi dụng bóng đen đem cự thạch vỡ nát có thể cự thạch có thể đánh nát tiên lôi cùng cuồng phong lại khó mà ngăn cản cùng phong cùng tiên lôi tập quyền thành một đạo tiên lôi phong bạo đem hắn ra mở trong đó dạ quân chỉ phải dâng lên bóng đen bao khỏa thực toàn thân ngăn cản hạ trường minh thấy thế vững tin trong lòng suy đoán thi triển vạn cổ trường dạ thần thông hạ dạ quân là không cách nào lại một mực chui vào trong bóng đen ẩn nấp nếu không đối mặt hắn mạnh mẽ như vậy tiên pháp oanh tạc hắn không thể lại tình nguyện lựa chọn mạnh sinh sinh đỏ lấy nếu biết dạ quân tránh không được vậy còn dư lại liền dễ làm Hạ Trường Minh linh thể vươn tay nhắm ngay bao hỏa tại trong bóng đen dạ quân, bàn tay nhẹ hợp, một cỗ khủng bố to lớn áp lực nháy mắt đem hẳn bóng đen vòng bảo hộ bóp nát. Trong tay để tiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm hồng vạch phá đen tối hướng dạ quân cực nhanh mà ra, xé rách hư không u quang chiều sáng đen nhánh vô tận đêm tối. Bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta, hai là tập từ trăm Dạ quân cho mắt nhìn một đạo hoành huy kiếm mang hướng phía trước người mình đánh tới, cho đến cái kia đạo trói mắt kiếm mang quán xuyên thân thể của hắn, kiếm khi bé nhọn theo tiên linh đen thân thể của mình một chút xíu tịnh hóa, dạ quân trên mặt đều chuyển lộ khó có thể tin thần sắc. Hắn cứ như vậy bị đánh bại dễ dàng rồi. Đây là lần đầu hắn thi triển ra vạn cổ trường dạ thần thông sau, còn thua triệt để như vậy. Cuối đầu nhìn lấy mình dần dần phiêu tán huỳnh quang thân thể, dạ quân khóe miệng cũng hiếm thấy lộ ra một vệt nhu hòa mỉm cười. Mà chui này xuyên qua thân thể của hắn để tiên kiếm đã là một lần nữa bay trở về hạ trường minh trong tay. Hạ Triều Minh tay cầm đế tiên kiếm, người nhẹ nhàng rơi xuống dạ quân trước người. Dạ quân ngẩng đầu, lạnh tuấn gương mặt lộ ra một vệt nhu hòa tán dương mỉm cười. Đa tạ, đối với thân hồn rơi vào hỗn độn ma vực, không cách nào bước vào luân hồi bọn hắn tới nói, có thể lấy loại phương thức này quay về giữa thiên địa, đã là kết cục tốt nhất. Giống như đưa mắt nhìn Tần Thiên cùng Trần Hư hai người đồng dạng, Hạ Triều Minh lần nữa đưa mắt nhìn dạ quân nhàn nhạt, nhạt phiêu ánh rời đi, nói khẽ: "Tiền bối đi thông thả." Dạ quân nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, cứ như vậy theo một trận thanh phong phiêu tán thiên địa. Toàn bộ hỗn độn ma vực bao phủ đêm tối cũng dần dần giống như thuốc màu đồng dạng từ thiên địa ở giữa làm nhạt tiêu tán, lần nữa lộ ra hỗn độn ma vực vốn là mờ tối, không thấy ánh mặt trời cảnh tượng, cũng không biết vợ hắn thế nào. Hạ Trường Minh tâm buộc lên Tô Nguyệt Ly, muốn nhanh chóng đi tìm nàng, nhưng ở trước đó, hắn còn phải giải quyết đi một người. Nút trong bóng tối nhìn hồi lâu đi, vì tiền bối này, con không có ý định lộ diện sao? Hạ Trường Minh hướng phía một chỗ đá ngầm sau nhẹ nói, sớm tại trong đêm tối dò xét dạ quân chỗ lúc, hắn liền đã phát hiện còn có người thứ tư núp trong bóng tối chỉ là người này tựa hồ cũng không tính cùng dạ quân ba người bọn họ liên thủ tựa hồ là có thể một mình điều khiển thân thể tồn tại hạ trường minh tiếng nói vừa ra một cái sắc mặt khó coi thần sắc lãnh ngạo nam từ chậm rãi từ đá ngầm sau đi ra một đôi chồng mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm hạ trường minh người rất mạnh có thể lấy lực hiện lượng một người đánh bại tân thiên ba người cho dù là hắn cũng không dám nói tùy tiện làm được hắn vốn là cũng không có ý định để ý tới hạ trường minh thẳng đến nhìn thấy trong tay hắn để tiên kiếm ngươi là vô danh tử đệ tử kiếm nhất cử lên trong tay tiên kiếm đối hạ trường minh lạnh giọng hỏi hạ trường minh nhẹ nhàng nhíu mày hắn không thích bị người dạng này cầm kiếm dơ nhất là đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện cho tới nay đụng phải đều là một chút sùng kính hắn sư tôn lại hoặc là kính sợ hắn sư tôn người người này thấy thế nào đều không giống cái kia hai loại người xem ra càng giống là tới trả thù tiên bối là cùng gia sư thế nhưng là có quan hệ gì hừ ăn tết ta cùng nàng thể sống chết không ngớt chính là nàng cướp đi ta hết thảy kiếm nhắc cửu tiên kiếm trừng mắt trừng trừng kiếm ý cùng sát khí xông thẳng tới chân trời bốn phía đại địa bị hắn quanh người cùng loạn kiếm khí quét ngang hoàn toàn thay đổi hạ trường minh chăm chủ nhớ mày hắn sư tôn một lòng tâm hệ thiên hạ thương sinh giữ gìn cửu châu thập địa an nguy làm sao lại là cái loại người này tiền vôi có phải hay không đối sư tôn ta có hiểu lầm gì đó hiểu lầm không có hiểu lầm xem ra nàng không có cùng người nói đến qua đã từng nàng là như thế nào nhục nhã ta cướp đi ta hết thảy kiếm một mặt thượng tràn đầy căm hận trên người kiếm ý cùng sát khí càng hung hiểm hơn liền trong cơ thể lan tràn ra ma khí cũng càng thêm tràn đầy nàng cái kia vô song kiếm tiên tiên hào vốn phải là thuộc về ta mà nàng lại một mặt không có chút nào hò hứng bộ dáng ngay trước mặt mọi người nhục nhã ta cướp đi vốn nên thuộc về ta tiên hào cho đến hôm nay kiếm một như cú quên không được đã từng phát sinh hết thảy Tội như chút xuống này ngàn năm qua căm hận đồng dạng hướng về hạ trường minh phẫn hận nói ra đã từng phát sinh quá hết thảy ngàn năm trước thế gian vốn là chỉ có một vị kiếm tiên chính là bị vô số người kính sợ tán thường hắn thế một kiếm tiên có thể bỗng nhiên một ngày nào đó vô danh tử hoành không xuất thế lấy cơ hồ nghiền ép chúng tiên tôn thực lực đánh bại vô số tiên tôn mới đầu hắn vẫn chưa để ý chỉ coi là cái nào đó mới ra đời kiếm tu thôi có thể nào cùng hắn thấy một kiếm tiên so sánh thằng đến về sau hắn chú ý tới nàng lúc vô danh tử đã nhảy lên đăng đỉnh cho thành cùng hắn sánh vai đủ minh kiếm tiên thời gian từ đây nhiều hơn một vị kiếm tiên cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận thời gian kiếm tu một đạo làm sao có thể có người có thể cùng hắn nổi danh về sau hắn liền tự mình đi kiến thức một trận vô danh tử cùng một vị tiên tốn quyết đấu cơ hồ không chút huyền niệm lấy một kiếm xẻ rách thiên địa khủng bố kiềm ý đánh bại đối thủ lúc ấy trong lòng hắn tuy có rung động nhưng càng nhiều kinh hỉ vô danh tử cái kia tĩnh như đầm sâu siêu nhiên thoát tục dung nhan tuyệt thế cùng chắc kiếm ngạo lập thương khu ngưu mỹ tiên tư thật sâu khắc ở trong đầu của hắn khi đó hắn liền vững tin chỉ có cùng hắn đều là kiếm tiên vô danh tử mới là xứng được với hắn tốt nhất đạo lữ hai người bọn họ nếu là liên thủ thế gian em không người có thể địch thế nhưng là thế nhưng là tại hắn trịnh trọng triệu tập tất cả tiên tôn chứng kiến hắn hướng vô danh tử tỏ tình lúc nàng lại ở trước mặt tất cả mọi người nhẹ trao lại lông mày lộ ra một mặt ghét bỏ cự tuyệt hắn còn nói hắn lòng mang khăng khăng ác niệm để hắn hào hào tĩnh tâm khi đó hắn tu hành mấy trăm năm được đến tất cả đều là tán thưởng chưa hề có người nói như vậy qua hắn càng làm cho hắn trước mặt mọi người bị trò mèo trở thành tất cả tiên tôn trò cười về sau, thế gian nhân vật quan trọng trục xuất cửu châu thập địa đệ nhất kiếm tiên, tôn lấy vô song kiếm tiên danh hào, mời hắn cùng vô danh tử phân cao thấp. Nhưng mà hắn lại đợi mấy ngày không gặp đến vô danh tử thân ảnh. Vốn là dựa theo vô danh tử không có ứng chiến, vô song kiếm tiên tiên hào liền cũng là thuộc về hắn. Có thể đến cuối cùng một ngày, vô danh tử vẫn là không tình nguyện bị người đẩy đến đây. Sau đó hắn liền bại, bị bại như ngày ấy nhìn thấy như vậy một dạng triệt đề. Vô danh tử không đến 10 chiêu liền đánh bại được vinh dự thế một kiếm tiên hắn. Ngày đó khuất nhục rõ một một trước mắt mà vô danh tử lại không biết hắn thủ thắng sau vô danh tử khuôn mặt rất là kinh ngạc trước mặt mọi người liền nói ra câu kia nhòi nhói hắn hôm nay lời nói ngươi thật là thời gian đệ nhất kiếm tiên sao câu nói này liền như là một thanh kiếm sắc đồng dạng một mực cám ở trong lòng của hắn cho dù qua trăm ngàn năm hắn đều đã từng quên đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục từ đó về sau hắn mất đi hết thảy danh dự tiên hào cùng những cái kia sùng kính hắn người vì đánh bại vô danh tử hắn cuối cùng cả đời lại chưa thể tọa nguyện cuối cùng càng là không tiếc bà những người khác chính tay đâm thân nhân dùng bỏ cứu châu thập địa cam nguyện đọa hóa vì ma tộc chỉ vì truy cầu vĩnh sinh nếu là có vĩnh sinh sinh mệnh cùng thời gian hắn nhất định có thể đánh bại vô danh tử hắn hôm nay sau so đã từng càng thêm cường đại hạ trường minh nghe yên tĩnh nghe xong kiếm một cái kia giống như chất niệm một dạng căm hận khê khẽ lắc đầu mặc dù hắn sư tôn câu nói kia đích xác là người rất đau đớn tâm nhưng hắn biết lấy hắn sư tôn cá tính nên chỉ là đơn thuần kinh ngạc đồng thời không có ác ý gì hết thảy đều chỉ là kiếm một chính hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dễ dàng như thế lạc bại từ thời gian đệ nhất kiếm tiên vị trí ngã súng chấp niệm thôi liền hôm nay kết quả mà nói hắn cam nguyện đọa hóa vì ma tộc có lẽ chính là hắn sư tôn ngày ấy sớm đã nhìn thấu tâm tính của hắn đối với loại này tự cam biến thành ma tộc người hắn không có chút nào đồng tình hạ trường minh tay cầm đế tiên kiếm chỉ hướng kiếm một thần sắc lạnh lùng nói ra chỉ bằng ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém sư tôn ta bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm mười bốn kiếm một thần sắc ngốc trệ sau đó nghiến răng nghiến lợi hai con người căm hận ngắm nhìn hạ trường minh hạ trường minh câu nói này liền phảng phất lại là một thanh kiếm sắc đâm vào trong lòng của hắn hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính lạ có người dám nói hắn không bằng vô danh tử tốt rất tốt nếu ngươi là vô danh tử đệ tử vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết ta muốn chém xuống đầu của ngươi nâng lên vô danh tử trước người như vậy chị cao ma thần tên kia cũng sẽ đồng ý ta giết vô danh tử kiếm từng cái cái dậm chân hóa thành một đạo kiếm hồng hướng hạ trường minh cực nhanh tốc độ xa xa tại tần thiên bọn người phía trên chỉ cần là vô danh tử người vậy hắn liền muốn toàn bộ giết chết thân là nàng đồ đệ hạ trường minh nhất định đối nàng rất trọng yếu hắn muốn nhìn đồ đệ mình đầu lâu ở trước mắt lời nói nàng có phải hay không còn có thể như ngày xưa như vậy yên lặng nhìn qua lao vùn vụt vù tới kiếm một Hạ Trường Minh nội tâm không có chút nào gợn sóng, đạm nhiên tự nhiên. Kiếm một thân bên trên kiếm ý cùng kiếm uy đều mười phần lăng lệ, là hắn gặp quá trừ hắn sư tôn bên ngoài người mạnh nhất. Bất quá cùng hắn sư tôn so sánh, còn kém xa. Hạ Trường Minh thậm chí đều không tiếp tục phát động ngưng trệ thời gian thiên địa thất sắc, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông tiên pháp. Vẹn vẹn một tay cầm đế tiên kiếm liền ngăn lại kiếm vung lên trả mà đến một kiếm. Kiếm một không ngừng qua trong tay tiên kiếm, huy chảm như gió táp, nhanh giống như vô ảnh, tựa như huyễn ảnh múa kiếm đồng dạng chút xuống chảm kích hạ trường minh đồng dạng không chút hoang mang vung vẩy để tiên kiếm ngăn lại kiếm một mỗi một lần công kích hai người giao phong nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đao quang kiếm ảnh kiếm quang bao vây lấy lẫn nhau thân thể cung loạn kiếm khí bé nhọn ở chân trời tùy ý tung hoành không trung màn đêm trong nẻ mắt xách nát không chịu nổi khắp nơi tràn ngập lẫm liệt kiếm uy thế một ngày kiếm kiếm phá thương khung mắt thấy chỉ dựa vào kiếm chiêu căn bản là không có cách chạm đến hạ trường minh mảy may kiếm một thoáng kéo ra cùng hạ trường minh khoảng cách trong tay tiên kiếm ném không trung cắm thẳng trong màn đêm sau một khắc một thanh trăm trượng cự kiếm từ trong màn đêm phá mây chém ra kiếm phong trực chỉ lăng lập ở chân trời phía trên hạ trường minh hạ trường minh thần sắc đóng băng trong tay để tiên kiếm nâng cao kiếm ý kéo lên linh lực ngưng tụ trong khoảnh khắc một thanh xuyên thẳng màn đêm phía trên trăm trượng tiên kiếm đứng sưng giữa thiên địa vô song kiếm quyết khuynh thiên trăm trượng tiên kiếm chém xuống thẳng tắc chém về phía kiếm một cái kia phá mây mà ra tiên kiếm hai thanh kiếm ý nghiêm nghị trăm trượng tiên kiếm đụng vào nhau khủng bố kiếm khí xé nát thiên địa kiếm quang như là từng về sóng nước nhộn nhạo lên đem phương viên trăm dặm sông núi thảo mộc hết thảy đều hóa thành vỡ nát sơn nhạc nguy nga liền như là nhỏ bé đá vụn vậy bị hóa thành mảnh vụn hạ trường minh cùng kiếm một hai người giống như đưa thân vào một mảnh phà toái hư không hai thanh tiên kiếm như cũ tại trong hư không giao phong kiếm một thần sắc dần dần ngưng trọng gia hòa này làm sao lại có như thế kiếm ý bén nhọn Ngàn năm trước hắn đã là đứng hàng tiên tôn liệt kê, bây giờ đọa hóa ma tộc ngàn năm, lại có ma khí gia trì, hắn đã sớm so đã từng cường đại vô số lần mới là. Làm sao lại liền vô danh từ đệ tử đều không thể đánh bại dễ dàng. Hơn nữa thoạt nhìn, gia hòa này thần sắc tự hồ so hắn còn muốn nhẹ nhõm, Chẳng lẽ hắn này cũng còn không thi triển toàn lực sao? Không, không có khả năng. Hắn đều đã là toàn lực ứng phó, tên kia không có khả năng không thi triển toàn lực kiếm một lòng bên trong như thế an ủi mình nói có thể một màn kế tiếp về vẻ mặt hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ thấy hạ trường minh vươn tay cánh tay nhẹ nhàng vung lên chăm chượng đế tiên kiếm đem hắn tiên kiếm đè xuống thân kiếm ném mắt xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách cái này sao có thể kiếm vừa có chút khó có thể tin hạ trường minh lại là mặt lộ vẻ thất vọng con tưởng rằng đã từng cùng hắn sư tôn sánh vai nổi danh kiếm tiên sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu liên loại trình độ này còn không bằng hắn sư tôn một nửa chàm hạ trường minh in trong miệng khẽ đọc hai ngón chém xuống phanh một tiếng vang thật lớn để tiên kiếm đem kiếm một chui này trăm trượng tiên kiếm chém vỡ khuynh thiên kiếm quang cắm thẳng kiếm một thấy một ngày kiếm kiếm lâm thiên địa kiếm quỳnh lên vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết phá toái trăm trượng tiên kiếm tự động nứt tác ra hóa thành từng mảnh từng mảnh pha toái kiếm mảnh mỗi một khối kiếm mảnh lại lần nữa ngưng tụ trở thành từng chuôi cùng lúc trước trong tay giống nhau như đúc tiên kiếm dây lá đỏ giữa mấy vạn tiên kiếm bảo vệ sát bị khuynh thiên cự kiếm chém xuống kiếm một vô số tiên kiếm bị khuynh thiên cự kiếm lại lần nữa chém vỡ nhưng kiếm một cũng thừa này thoát ly trong tay lần nữa ngừng quyết điều động và toái tiên kiếm tàn phiến lần nữa ngưng tụ thành từng chuôi tiên kiếm tại bàn tay hắn điều động dưới tiên kiếm hội tụ vào một chỗ giống như dòng sông vậy tụ tập cùng một chỗ tập quyền hướng hạ trường minh vô song kiếm quyết vạn kiếm hạ trường minh giá người lù lù bất động bên cạnh để tiên kiếm lơ lửng từng chuôi màu vàng óng ánh tiên kiếm liền ngưng tụ mà thành trong chốc lát vạn chuôi chiếu sáng chân trời màu vàng tiên kiếm liền lơ lửng ở phía sau hắn đi hạ trường minh ra lệnh một tiếng vạn kiếm thể phát vạn đạo kiếm hồng như giày đặc màu vàng như mưa rơi mãnh liệt bắn mà ra màu vàng vô hình tiên kiếm cùng đen nhánh tiên kiếm ở chân trời thượng không ngừng vừa đi vừa về giao thoa lẫn nhau giao phong và toái đen nhánh tiên kiếm bị chém vỡ về sau liền nhanh chóng lấy mảnh vụn hóa thành vô số thân mới tiên kiếm lao vùn vụt mà hạ trường minh sau lưng càng là liên tục không ngừng ngưng tụ mới tiên kiếm bắn ra kiếm một chắc chắn hạ trường minh tuyệt đối không cách nào thắng qua hắn trở thành ma tộc hắn linh lực tại hỗn độn ma vực bên trong là vô cùng vô tận hắn phá toái ngưng tụ tiên kiếm số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều chỉ cần hào hết hạ trường minh linh lực thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn hạ trường minh cũng dần dần phát giác được kiếm một đen nhánh tiên kiếm số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều tựa như vô hạn phân liệt đồng dạng chặn đứt một thanh liền sẽ biến thành hai thanh nhìn thấy mỗi một chuôi đen nhánh tiên kiếm bên trên tán phát phần đục ma khí sau hạ trường minh liền biết nên làm như thế nào đánh cái thanh thủy búng tay sau hạ trường minh sau lưng lại lần nữa ngưng tụ tiên kiếm đều bám vào lên một tầng xanh biết tiên linh thân kiếm toát ra lập lời tiên lôi có tiên lôi quấn quanh tiên kiếm tốc độ càng kinh người hơn chân lấy lên sau lưng kéo lấy từng đầu thật dài màu vàng hồ quang điện tại tiên lôi ra hộ dưới liên tiếp chạm phá hơn 10 thanh đen nhánh tiên kiếm mà những cái kia đen nhánh tiên kiếm cũng chưa thể lại tiếp tục phân liệt bị tiên linh đều tịnh hóa tiêu tán không có quá nhiều một lát chân trời nộp lên phong đen nhánh tiên kiếm càng thêm ít đây trời xuyên qua đều là kim lôi lập lề tiên kiếm kiếm một quá sợ hãi vội vàng tránh đi từng đạo chạy nhanh đến tiên kiếm nhưng vẫn là bị vô số thân tiên kiếm đâm xuyên thân thể tiên lôi ở trên người tàn phá bừa bãi tiên linh bắt đầu tịnh hóa xua tan thân thể của hắn cái này sao có thể ta làm sao lại thua kiếm vừa phát ra không cam lòng gầm thét trên người ma khí lại lần nữa bốc lên thậm chí là ngăn chặn trong cơ thể tiên linh hắn tự thân phẫn nộ không cam lòng đố kỵ cùng đối vô danh tử cứu hận vốn là ma tộc lực lượng nơi phát ra có thể nói hắn đạo hóa ma tộc là tất nhiên kết quả hạ trường minh tay cầm đế tiên kiếm cắm vào trong hư không tiên kiếm bốc lên kiếm quang giống như không ngừng kéo dài tới chạc cây vậy đem hư không phân liệt chia năm xẻ bảy vô song kiếm quyết chu thiên to lớn kiếm quang đem kiếm một thôn vệ trong đó đem hắn trên người ma khí chảm trừ hộ tống tiên linh thừa cơ tịnh hóa phai một thân thể của hắn cho đến cuối cùng kiếm một vẫn như cũ là lòng tràn đầy không cam lòng vì hướng vô danh từ báo thù hắn cam nguyện đọa hóa ma tộc ngàn năm mất đi hết thảy cuối cùng lại là cái gì cũng không có cải biến liên đệ tử của nàng cũng vô pháp lại chiến thắng hắn thật không cam lòng nhìn qua sắp tiêu tàn kiếm một hạ trường minh vẫn như cũ là sắc mặt đóng băng lặp lại ra câu nói kia chỉ bằng ngươi căn bản không có cách nào cùng ta sư tôn so sánh bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm mười lăm một bên khác tại cùng hạ trường minh sau khi tách ra tô nguyệt ly phá vỡ hắc vụ đi ra lúc ta đi tới một chỗ xa lạ cung điện bên trong trong cung điện một mảnh tiêu đều rách nát hai bên đứng sừng sững lấy từng tôn ma tượng tô nguyệt ly tiến lên nhìn kỹ đứng sững ma tượng chính là ma tộc bảy đại ma thần pho tượng bảy đại ma thần pho tượng đều một mực hướng về một phương hướng thần sắc giống như cung kính giống như kính sợ tô nguyệt ly theo phương hướng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại điện trung ương phía trên cùng ngồi một thân ảnh thân ảnh dựa vào tại vương tọa bên trên bàn tay sử nghiêm mặt gò má tựa như cao cao tại thượng không ai bị nổi chân chính ma thần đây cũng là một pho tượng sao in mà tôi phía dưới chỉ có thể nhìn thấy vương tọa cái kia đạo mơ hồ bóng người cũng không thể nhìn thấy chân dung tô nguyệt ly nhẹ trao lại lông mày chậm rãi nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến vương tọa trước tới gần trước người tô nguyệt ly đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp nhanh chóng lách mình kéo ra cùng vương tọa khoảng cách trước mắt căn bản không phải cái gì mà tượng mà là chân chính trí cao ma thần cùng ban đầu ở thần đô nhìn thấy một dạng trí cao ma thần nho nhã tuần tú khuôn mặt lộ ra mỉm cười chậm rãi từ vương tọa thượng đứng người lên từng bước một đạp lên bậc thang đi xuống ngư khí nhu hòa nói ra đừng sợ ta không có ý định ra tay với ngươi tô nguyệt ly đôi mắt đẹp đóng băng không chút do dự lúc này quay người hướng phía cung điện bên ngoài lách mình rời đi nàng rất rõ ràng chính mình tuyệt không phải trí cao ma thần đối thủ nàng không thể một mình cùng hoàn chính diện giao phong chớ vội đi nhà ta bây giờ đối người cũng rất có hứng thú trí cao ma thần nhìn qua không chút do dự lách mình rời đi tô nguyệt ly lắc đầu thần sắc không khỏi lộ ra một vệt thất vọng chậm rãi hướng về nàng đào tổ phương hướng giơ tay lên một nháy mắt Tô Nguyệt Ly trước người đột nhiên dâng lên một đạo cao vót trong màn đêm ma khí bình trướng. Ma khí bình trướng đen nàng cùng chỉ cao ma thần hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Tô Nguyệt Ly huy chảm yêu đao toàn lực chẳng tại ma khí bình trướng phía trên. Ông ảnh yêu diễm hồ hỏa cùng tiên linh thiêu đốt tại bình trướng bên trên. Đích thật là tịnh hóa một chút, nhưng lại rất nhanh liền bị ma khí lại lần. Nửa chứa chỉ khép lại, tốc độ khép lại quá mức kinh người, liền một lỗ hổng đều xé không ra. Ra không được, mắt thấy không cách nào từ bình thường bên trong thoát đi. Tô Nguyệt Ly tay cầm yêu đao chậm rãi xoay người, đối mặt với đã trôi dạt đến trước người nàng trí cao ma thần. Mặc dù trí cao ma thần trên mặt mang hòa ái thân thiết mỉm cười, nhưng lại để Tô Nguyệt Ly trong lòng rất cảm thấy áp lực. Một mình đối mặt trí cao ma thần, cho dù hắn không triển lộ mảy may ma khí, trên người cái kia vô hình khủng bố uy áp lại thời khắc bao phủ tinh thần của nàng. Sư tôn nàng người đâu? Tô Nguyệt Ly nhìn qua trí cao ma thần lạnh giọng hỏi. Nàng cùng hạ trường minh đồng dạng, trong lòng lo lắng nhất chính là vô danh tử an nguy khoảng cách vô danh tử một mình tiến vào theo trí cao ma thần tiến vào hỗn độn ma vực đã qua hồi lâu bây giờ không gặp được vô danh tử tại trí cao ma thần bên người tô nguyệt ly trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối cùng bất an trí cao ma thần khoát tay áo cười nói nguy yên tâm năng tạm thời không có chuyện làm ở đây chỉ là ta một bộ hóa thân thôi chuyên môn ở đây đợi ngươi chuyên môn đợi nàng tô nguyệt ly nghe vậy thần sắc ngưng trọng một chút bất quá phải biết trước mắt chỉ là trí cao ma thần một bộ hóa thân trong lòng cũng yên tâm không ít nếu như chỉ là một bộ hóa thân lời nói có lẽ bây giờ nàng có thể đơn độc đánh bại tô nguyệt ly không chút do dự một cái lách mình chủ động tập kích đến trí cao ma thần trước người trong tay yêu đào đốt yêu diễm hồ hỏa chém xuống trí cao ma thần tùy ý giơ tay lên nắm tô nguyệt ly trong tay yêu đào trên mặt vẫn như cố lúc đạm nhiên thân hòa mỉm cười hô hỏa cùng tiên linh cùng hắn trên bàn tay ma khỉ quần dao này lên kia xuống Tô Nguyệt Ly biết bằng vào dạng này là khẳng định không cách nào thương tới trí cao ma thần, sau lưng đuôi cáo nhanh chóng hóa thành nhân thân, cầm trong tay đủ loại cửu vĩ tiên binh chém về phía trí cao ma thần. Thần thông cửu vĩ cửu tôn, đối mặt chín vị tiên tôn cửu vĩ vây công, trí cao ma thần triệt thoái phía sau một bước, hai tay ngưng tụ ma binh, chính xác ngăn lại mỗi một chỗ công kích. Mười đạo thần hồng nhanh chóng vọt toa ở trong thiên địa, tương đạo kiếm quang cùng ánh lửa ở chân trời lập lề. Tay cầm yêu đao bản tôn cùng một cái khác tay cầm thiên tùng kiếm hóa thân một trước một sau chém về phía trí cao ma thần. Trí cao ma thần hai tay đều cầm ma binh cả hai tay ngăn lại trước sau chảm kích. Cầu vị tiên bình quyết thái hư cung, một đạo đen chẳng phá hư tiên tiễn thừa cơ vạch phá bầu trời, Thắng bức trí cao ma thần mi tâm. Trí cao ma thần mỉm cười, hé miệng liền đem thái hư tiên tiễn cắn lấy trong miệng. Bất quá dưới chân lại bị một đầu dày đặc pháp văn màu tím tiên lăng chăm chủ cuốn lấy, tiên lăng theo thân thể không ngừng lan tràn trói buộc chặt toàn thân hắn. Cầu vị tiên bình quyết buộc tiên lăng, toàn thân bị gấp buộc hạn chế trí cao ma thần còn chưa tới kịp tránh thoát, một thanh phá ma thương liền đã nhập lưu tinh cực nhanh quán xuyên lồng ngực của hắn đem hắn từ phía chân trời đến tại đại địa phía trên phá ma thương trấn tô nguyệt ly dựng thẳng chỉ ngưng quyết phá ma thương thoát ra mấy đạo xích sắt màu vàng kim cắm vào mặt đất bên trong pháp văn pháp trận hiện lên ở trí cao ma thần dưới thân sợ trí cao ma thần trốn qua một cái khác hóa thần cũng ném ra trong tay trấn tiên kỳ phiêu phụ ở trí cao ma thần trên không hình thành một đạo điệp gia trấn áp pháp trận cầu vĩ tiên bình quyết phiên thiên ấn tay cầm phiên thiên ấn hóa thân cầm trong tay phiên thiên ấn ném đến trí cao ma thần trên không phiên thiên ấn ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn giống như một tòa nguy nga sơn phóng vậy đột nhiên đè xuống làm sao một chuỗi dài trần áp chính vị tô nguyệt ly cộng đồng miệng phun giống như nóng bỏng sóng lửa một dạng hô hỏa tập quyển hướng phiên thiên ấn toàn bộ phiên thiên ấn thiêu đốt lấy hừng hực xanh biếc u tử yếu diễm hô hỏa hô hỏa thượng phiêu ánh phượng hỏa cùng long viên tinh hỏa cùng cái kia có thể tịnh hóa ma khí xanh biếc tiên linh nếu như có thể cứ như vậy đem trí cao ma thần hóa thân nốt diệt thì tốt rồi tô nguyệt ly nhìn qua cháy hương hực thao thiên hồ lửa trong lòng như thế kỳ vọng nói nhưng mà sự thật cuối cùng không bằng người nguyện phiên thiên ấn chậm rãi nứt ra vết sách bên trong tràn ngập ra khủng bố kiềm chế ma khí ma khí trong khoảnh khắc liền đem hộ hỏa đều thôn phệ cho dù là cái kia tiên linh cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản ma khí tiên linh có thể tịnh hóa ma khí mà ma khí cũng có thể ăn mòn tiên linh thân là tội ác căn nguyên chỉ cao ma thần trên người ma khí hiển nhiên không phải loại trình độ này tiên linh có khả năng chặn đến rất nhanh, phiên thiên ấn hoàn toàn phá toái, chỉ cao ma thần bình yên vô sự từ phiên thiên ấn bên trong khoan thai đi ra. Nhúng tay rút ra cắm ở trên lồng ngực phá ma thương, ra sức một tay liền móc vãi nó. Tô Nguyệt Ly đôi mi thanh tủ khóa chặt, thần sắc hãi nhiên. Vẻn vẹn chỉ là một bộ hóa thân, liền có như thế lực lượng kinh khủng sao. Chỉ cao ma thần lần nữa người nhẹ nhàng lăng lập đến Tô Nguyệt Ly trước người, trên mặt vẫn không có mảy may tức giận cười nói ra người thân là thời gian duy nhất thử vị yêu hồ trong cơ thể càng là ẩn chứa đã từng vô số vẫn lạc để yêu yêu hồn cùng yêu khí cái này căn bản liền không phải ngươi chân chính tư thái cũng không phải ngươi thực lực chân chính liền để cho ta tới giúp ngươi thực hiện ngươi chân chính tư thái à. nhìn qua chỉ cao ma thần mỉm cười hòa ải tô nguyệt ly trong lòng bỗng cảm giác không ổn đang muốn hóa thân tiên hồ linh tồn lúc chỉ cao ma thần đã là lách mình đi tới trước người của nàng bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm mười sáu ơm chỉ cao ma thần một quyền trùng điệp đánh tới hướng tô nguyệt ly phần bụng cũng may tô nguyệt ly sau lưng đuôi cá trùng điệp ngăn tại trước người cũng không lo ngại nhưng nàng cũng tựa như đạn pháo đồng dạng từ phía chân trời bay ra bên ngoài mấy chục dặm khắc hóa thân nhau nhau ngăn cản trí cao ma thần lại không nghĩ rằng trí cao ma thần căn bản không dành để ý trực tiếp tránh đi đám người nhanh chóng lần nữa tiếp cận tô nguyệt ly tô nguyệt ly còn chưa ổn định dáng người kịp phản ứng lúc trí cao ma thần đã là lần nữa đi tới trước người của nàng trong tay ma nhận chém xuống đem nàng từ phía chân trời đánh rơi đến trên mặt đất còn tốt vẫn như cố là bị nàng điều khiển sau lưng đuôi cá bảo vệ thân thể Trí cao ma thần tựa như như quỷ mị bất trí bất giác lần nữa lách mình đi tới trước người của nàng. Lần này hắn không có công kích, mà là mặt mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bụng của nàng cười hỏi. Ngươi tựa hồ rất sợ hãi nơi này bị thương tổn. Vì cái gì đây? Tô Nguyệt Ly con ngươi đột nhiên rụt lại, đột nhiên huy chảm trong tay yêu đáo bước lui trí cao ma thần. Lách mình rời xa trí cao ma thần tiếp tục nhẹ giọng cười nói. Ngươi như thế sợ hãi là bởi vì nơi đó có ngươi cùng hắn hai tử sao. Tô Nguyệt Ly trong lòng tức khắc khẩn trương tới cực điểm, nắm chặt trong tay yêu đao. Hắn biết, Chí Cao Ma Thần mỉm cười, trên mặt toát ra càng thêm nồng đậm hứng thú, chỉ vào Tô Nguyệt Ly phần bụng cười nói: "Nhân yêu ở giữa tiên thai, càng ngày càng có ý tứ, ngươi nói ta nếu là cứ như vậy đem ngươi bụng thai bên trong tiên thai cứ như vậy lấy ra, lại ném đến trước mặt hắn, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi dám?" Một ngày mắt, Tô Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi, trong miệng răng nanh hiển lộ, trên người tuôn ra nghiêm nghị khủng bố sát ý, to lớn yêu khí từ trong cơ thể lan tràn ra, sau so lưng tựa như chiếm cứ một cái to lớn kiểu vị yêu hồ ánh mắt sát ý nhìn chằm chằm Cao Ma Thần ha 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 thế này mới đúng đây mới là cửu vĩ yêu hồ nên có tư thái sau đó liền kém một bước cuối cùng trí cao ma thần gặp tô nguyệt ly gần như bị sát ý cùng yêu khí ăn mòn bao phủ mà lộ vẻ nở nụ cười hớn hở hắn chính là đang chờ cái này đợi đến nàng bị chọc giận mà triển lộ ra sát y vô tận trong cơ thể thâm tàng vô số đế yêu yêu khí lan tràn ra thời khắc mặc dù đem nàng bụng thai bên trong hai tử lấy ra có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một điểm nhưng hắn có tốt hơn chủ ý lý trí hoàn toàn yêu hóa cửu vị yêu hồ trên người còn mang hắn tiên thai hải tử nếu là đối mặt dạng này nàng hạ trường minh nên như thế nào đâu hắn sẽ hạ đắc thủ sao hắn không khỏi có chút trở mong này quá thú vị tô nguyệt ly cũng phát giác được trong cơ thể mình yêu khi có chút đức chế không nổi liền khác thân hồn hóa thân cũng nhao nhao nhận ảnh hưởng của nàng từng cái bắt đầu sinh ra yêu hóa nàng tuyệt không thể bị sát ý làm choáng váng đầu óc nếu không sẽ bị ẩn chứa ngàn năm thậm chí vạn năm oán niệm cùng giết chóc để yêu yêu khí ăn mòn thần trí Tô Nguyệt Ly nỗ lực ngăn chặn trong cơ thể yêu khí, lắng lại sát ý trong lòng. Nhìn sen chậm chạp không động thủ trí cao ma thần, Tô Nguyệt Ly biết hắn tuyệt đối là cố ý khích giận nàng. Nàng tuyệt không thể mắc lừa. Ngay tại Tô Nguyệt Ly dựa vào trong cơ thể Long Châu cùng thiên hỏa tâm nên áp chế trong cơ thể yêu khí lúc, trí cao ma thần chậm rãi đưa tay ra cánh tay, đối nàng đánh một cái thanh thủy bùng tay. Một bước cuối cùng, Tô Nguyệt Ly sau lưng đuôi cáo nháy mắt sinh ra kịch liệt đau nhức, lúc trước bị đen khoan đâm bị thương sớm đã khép lại vết thương bỗng nhiên lại lần nữa vỡ ra ma khí nồng nặc từ vết thương lan tràn ra càng nhiều thì là không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng tô nguyệt ly nằm trên đất miệng lớn thở gấp yếu ớt đang muốn áp chế yêu khí lại muốn phòng ngừa ma khí ăn mòn thân thể cái chán đã là đổ mồ hôi tràn trề càng thêm không còn chút sức lực nào ma khí xông vào nàng linh hải phiêu phù ở linh hải phía trên long châu dần dần bị ma khí nhuộm thành màu đen thiên hỏa tâm liên cũng bị ma khí ăn mòn hóa thành một đóa đen nhánh hắc liên Mắt đi long châu cùng thiên hỏa tâm liên đối yêu khí áp chế, thâm tăng tại thể nội chỗ sâu yêu khí giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt bành bái tuôn ra. Vô số đế yêu oán niệm, không cam lòng cùng giết chóc âm thanh tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Anh anh à, Tô Nguyệt Ly nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên hồ yêu gào thét thần thông tự động giải trừ, khắc hóa thân nhau nhau bị ép về tới trong cơ thể của nàng. Lúc này Tô Nguyệt Ly tuyệt mỹ khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ, trên mặt hiện ra từng đạo quỷ dị đỏ tươi yêu văn, hai con người tinh hồng khát máu, trong miệng bé nhọn răng nanh trấn trụ bên ngoài. Toàn thân từ chi cũng dần dần men bám vào thượng từng tầng từng tầng yêu văn, bé nhọn mười ngón thật sâu cắm vào mặt đất bên trong, trên người đế yêu yêu khí xông thẳng tới chân trời. Yêu khí bên trong tràn ngập chất đống vô số đã từng thân là đế yêu thượng cổ yêu tộc tại dữ tợn gào thét mang tài trên cổ thiên linh trụy phát ra oánh ánh xanh thẳng quang mang bao trùm tô nguyệt ly ý đồ để nàng lần nữa khôi phục thần trí tinh thần hộ thân loại tiên khí sao cũng không thể hỏng sự hăng hái của ta chí cao ma thần chậm rãi đi tới tô nguyệt ly trước người duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiên linh trụy bên trên ừm um, vang lên trong trẻo thiên linh trụy nháy mắt đục nát hóa thành mấy khối đá vụn tô nguyệt ly cầm chặt lấy trên mặt đất phá toái thiên linh trụy khuôn mặt càng thêm phẫn nộ dữ tợn sợi dây truyền này đối nàng có ý nghĩa rất quan trọng đó là sở khinh truyền thừa cho nàng hạ gia con dâu chứng minh nàng là hạ trường minh nương tử chứng kiến không còn thiên linh truy áp chế tô nguyệt mang ly cơ hồ hoàn toàn bị yêu khí ăn mòn thần trí vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt từ trước người trí cao ma thần bên người hiện lên trong tay liền nắm bắt một cánh tay trí cao ma thần kinh ngạc nhìn lấy mình một bên tay cụt trên mặt ý cười càng sâu xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn không hổ là toàn thân hội tụ vô số ngày xưa để yêu yêu khí kiểu vĩ giết người bạn đè muốn giết người tô nguyệt ly tinh hồng đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm trí cao ma thần toàn thân sát ý nghiêm nghị một tay bóp nát trong tay tay cụt chí cao ma thần đứng sững tại chỗ ma khí bốc lên tay cụt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu mà tô nguyệt ly đã là lần nữa lách mình đi tới trước người hắn trong tay lợi chảo điên cùng huy chảm chí cao ma thần hai tay ngưng tụ ma nhận nhanh như tạt ảnh một dạng ngăn lại tô nguyệt ly mãnh liệt tiến công từ trước đến nay không chút phí sức trên mặt hắn cùng trên người các nơi không ngừng xuất hiện từng đạo sắc bén vết cào xen ra yêu hóa sau cửu vĩ thực lực tại hàn hóa thân phía trên chí cao ma thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng một giây sau Tô Nguyệt Ly sau lưng đuôi cá đột nhiên như chảm đao vậy chặn ngang, đem Chí Cao Ma Thần chặt đứt. Sắc bè ngón tay cắm vào đầu của hắn bên trong, kéo lấy hắn một nửa thân thể đè xuống đất phi nhanh trăm dặm. Cuối cùng trùng điệp lắc tại giữa không trung, giống như đánh bóng chảy đồng dạng dùng đuôi cá trùng điệp đem hắn trục vào núi nhạc bên trong. Cả tòa sơn nhạc trong khoảnh khắc vỡ nát. trí Cao Ma Thần một nửa thân thể chậm rãi từ trong đá vụn trôi nổi đứng dậy, đang muốn lại lần nữa khôi phục thân thể lúc lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, ngược lại để cho mình thân thể dần dần tiêu tán nhanh như vậy liền tới xem ra bốn người kia cho dù là kéo dài thời gian cũng làm không được quá lâu đâu bất quá cũng được ta bên này cũng coi như đại công cáo thành sau đó chính là trò hay mở màn rất lời chỉ cao ma thần mặt mỉm cười thân thể hoàn toàn từ tô nguyệt lý trước mắt biến mất mà một đạo kiếm hồng đang nhanh chóng hướng phía tô nguyệt ly bên này chạy đến bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập 417 trăm mười hỗn độn ma vực chỗ sâu hư không dày đặc lẫm liệt vết kiếm bốn phía đại địa cùng sơn nhạc tận quy hư không chỉ có phía dưới mặt đất như cô dũng động nồng đậm ông lính chất lỏng đen vô danh tử tay cầm tiên kiếm năng lập thương khung tiên tư theo gió phiêu bày trên người mang theo một chút rất nhỏ thương thế nàng không tiếp tục tiếp tục cùng chỉ cao ma thần tiếp tục ván cơ mà là lựa chọn động thủ cửu châu thập địa đại thắng hoàn toàn không sợ ma tộc đại quân mà hạ trường mình rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này nàng đã không có tất yếu lại tiếp tục cùng chỉ cao ma thần kéo dài thời gian năng lập tại đối diện nàng chỉ cao ma thần nhắm chặt hai mắt trực giác nói cho nàng hắn khẳng định lại tại không làm gì tốt sự tình vô danh tử chớp mắt hóa thành một đạo kiếm hồng quanh người lao vùn vụt vườn quanh mấy vạn tiên kiếm thẳng bức trí cao ma thần trí cao ma thần hai tay thả lỏng phía sau dáng người về nhưng bất động ông linh chất lỏng đen cùng trời tế trong màn đêm thậm chí phía sau hắn hư không bên trong nhô ra vô số chỉ to lớn kình thiên ma thần cánh tay ngăn tại trước người hắn vô danh tử liên tiếp chặn đứt mấy chục con ma thần cánh tay sắc phong kiếm trả đến trí cao ma thần lúc dưới chân phun trào ông linh chất lỏng đen đột nhiên thoát ra hai cái to lớn ma thần cánh tay một cái chụp vào nàng một cái chụp vào chỉ cao ma thần vô danh tử quạnh quậy đôi mi thanh tú hơi hơi nhẹ trao lại một kiếm liền chặn đất đánh tới ma thần cánh tay mà chỉ cao ma thần thì là bị ma thần cánh tay đưa vào ông linh chất lỏng đen bên trong tiêu tan là không thấy khi lại một lần nữa xuất hiện lúc chỉ cao ma thần đã làm mở hai mắt ra mang trên mặt hoàn toàn như trước đây hòa ái mỉm cười xin lỗi nói xin lỗi hơi đi là một chút chuyện thú vị ngươi hẳn là sẽ không tức giận á à? như vậy chúng ta tiếp tục phốc thử to lớn kình thiên ma khí bình chướng bị hạ trường minh một kiếm chém ra xa xa hắn liền phát giác được một cố cực kỳ nóng đậm chẳng lành ma khí lo lắng tô nguyệt ly là tao ngộ trí cao ma thần hắn cơ hồ là một khắc không ngừng vội vàng lao vùn vụt chạy tới xé ra mở ma khí bình chướng hạ trường minh liền cảm thấy một cỗ khủng bố nồng đậm yêu khí cỗ này yêu khí bên trong hỗn tạp rất nhiều để yêu yêu khí ở trong đó bọn chúng vô tận hóa niệm cùng đáng sợ sát ý theo yêu khí cùng nhau tràn ngập chân trời Hạ Trường Minh là biết Tô Nguyệt Ly trong cơ thể thật sâu ẩn chứa vô số chưa hoàn toàn điện hóa thượng cổ đế yêu yêu hồn cùng yêu khí. Tại hắn bước vào hư yên huyễn cảnh lúc, vì đuổi theo hắn bước chân, nàng không tiếc tiến vào tiên sơn trần áp sùng đế yêu trùng bên trong gần 20 năm. Nương tử, Hạ Trường Minh vội vàng lao vun vụt hướng phía yêu khí nồng nặc nhất phương hướng tiến đến, một bên la lên Tô Nguyệt Ly. Không có quá nhiều một lát, Hạ Trường Minh từ phía chân trời bay xuống, đi tới một chỗ phá toái sơn phong trước. Ở nơi đó, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía hắn, sau lưng chín đầu đuôi cáo nở rộ phiêu bày. Nương tứ, Hạ Trường Minh thử nhẹ giọng kêu gọi nói, chậm rãi bước hướng phía Tô Nguyệt Ly đi đến. Tô Nguyệt Ly sai người, triển lộ giữ tận yêu hóa sau khuôn mặt, khuôn mặt bố đỏ tươi yêu văn, bé nhọn răng nanh hiện ra ở bên ngoài, hai mắt tinh hồng khát máu, tràn ngập sát ý. Tô Nguyệt Ly nhìn thấy Hạ Trường Minh tinh hồng hai con ngươi triển lộ ra khát máu quang mang, không nói hai lời, một cái lách mình đi tới trước người hắn, trong tay yêu đao đột nhiên chém xuống. Hạ Trường Minh không nghĩ tới Tô Nguyệt Ly lại đột nhiên trực tiếp động thủ với hắn, vội ý thức do lên để tiên kiếm ngăn tại trước người. Mùi kiếm tiếp xúc yêu đao một ngày mắt, to lớn yêu lực ném mắt đem Hạ Trường Minh đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, cô gái nhỏ này yêu hóa sau tốc độ cùng lực lượng đều có chút kinh người. Hạ Trường Minh thân hình hướng về sau bình di vài trăm mét, tại trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết cắt. Tô Nguyệt Ly không có chút dừng lại, lần nữa một cái bước xa hướng phía hắn bắn tới, trong tay yêu đao lần nữa không chút khách khí từ thượng chém xuống, giết giết người lần này hạ trường minh đã sớm chuẩn bị huy chảm để tiên kiếm vững vàng ngăn lại tô nguyệt ly chảm kích để tiên kiếm cùng yêu đao giao phong hạ trường minh dưới chân trong khoảnh khắc lõm lâm vào một cái khác to lớn dạn nứt hồ sâu nương tử người nghĩ như vậy giết vi phu vi phu thế nhưng là sẽ rất thương tâm hạ trường minh một bên trong lên tay nắm chặt để tiên kiếm một bên đem khuôn mặt xích lại gần tô nguyệt ly đối nàng ô nhu nói ý đồ tỉnh lại nàng thần trí mà giờ khắc này đã bị yêu khí ăn mòn thần trí tô nguyệt ly căn bản là nghe không vào chỉ còn dư giết chóc dục vọng sau lưng đuôi cáo giống như chản đao đồng dạng gào thét lên hướng hạ trường minh đánh tới hạ trường minh sau lưng lục tí tu la thần tôn ngưng tụ tay cầm tiên binh ngăn lại tô nguyệt ly đuôi cáo chảm kích hắn có thể khống chế sau lưng lục tí tu la phản kích cũng có thể lấy thiên đạo chi mạnh đối tô nguyệt ly thi triển tiên pháp nhưng hắn lại làm không được hắn lo lắng không cẩn thận làm bị thương nàng cùng bọn hắn hai tử nương tử hạ trường minh lần nữa thử thâm tình kêu gọi nói tô nguyệt ly lại như cũ không có chút nào đáp lại sau lưng khác đuôi cáo cùng nhau đánh tới đem hạ trường minh lần nữa trùng điệp đánh bay Hạ Trường Minh đảo ngược trong tay để tiên kiếm, đem kiếm cắm vào đại địa phía trên, mau sớm ổn định thân hình. Tô Nguyệt Ly thì là nghiêng cúi người tư, một tay àn lấy mặt đất, một tay cầm che đậy nồng đậm yêu khí yêu đao, dáng người tựa như nằm sấp hổ ly, tinh hồng đôi mắt đẹp tựa như nhìn chằm chằm con mồi vậy nhìn chằm chằm. Hắn, giết, giết sạch nhân tộc, thế gian thuộc về yêu tộc. Tô Nguyệt Ly giang nanh triển lộ, trong miệng phát ra mặt khác không thua nàng âm thanh, giống như là rất nhiều loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ vậy một cái bước xa tô nguyệt ly thân như hồ ảnh nhanh chóng hướng phía hạ trường minh chạy nhanh đến hạ trường minh rút ra để tiên kiếm đối diện ngăn lại yêu đao tô nguyệt ly thì là duỗi ra một cái khác bé nhọn lợi chảo đâm xuyên hạ trường minh trước người tiên giáp cắm vào lồng ngực cũng may vẫn chưa thương tới trái tim hạ trường minh lập tức nhúng tay bắt được tô nguyệt ly cái kia đâm xuyên bộ ngực hẳn cánh tay bây giờ hắn không khỏi nhớ tới đã từng mới quen tô nguyệt ly thời điểm trước kia cô gái nhỏ này cũng là thường xuyên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn nhưng lại chưa bao giờ thắng nổi thậm chí liền làm bị thương hắn đều không làm được qua mà lần này rốt cục bị nàng đụng phải hạ trường minh ngực chậm rãi chảy ra máu tơi chậm rãi nhuộm đỏ trên người hắn màu mực tiên nào cùng áo lót bạch y phu quân động thủ giết ta đi ta ta áp chế không nổi trong cơ thể yêu khí khống chế không được chính mình tô nguyệt ly tinh hồng đôi mắt bên trong chảy ra một vẻ tóng ánh nước mắt thừa dịp bây giờ thật vất vả khôi phục một chút thần trí đối hạ trường minh cầu khẩn nói nàng không muốn lại tổn thương hạ trường minh nàng biết hạ trường minh chắc chắn sẽ không động thủ tổn thương nàng như thế chỉ biết bị nàng tổn thương vì không để hạ trường minh chết tại trong tay nàng nàng chỉ có thể như thế cầu khẩn nói hạ trường minh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình trên mặt toát ra giống như trách cứ lại như cưng chiều mỉm cười nương tử người đang nói bậy bạ gì đó vi phu làm sao có thể hạ thủ được nương tử nếu là không muốn vì phu lo lắng liên tranh thủ thời gian tỉnh lại á à? rất lời hạ trường minh trong tay để tiên kiếm phát lực đen tô nguyệt ly từ trước người để ra một chút trong một ý niệm thiên địa đột nhiên thất sắc một cố đột nhiên áp lực vô hình đặt ở tô nguyệt ly trên thân cơ hồ khiến nàng không cách nào lại động đậy hắn nhất định phải tỉnh lại cái này ý đồ thí phu cô gái nhỏ sau đó hung hăng của trách nàng để hắn lo lắng như vậy bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá người lấy ta hai là tập 418 trăm mười tám bị vô hình áp lực đè ở trên người cơ hồ khó mà động đậy tô nguyệt ly càng thêm trở nên nóng nảy trên người yêu khí càng thêm nồng đậm cánh tay cùng trên mặt dần dần hiện ra lông cáo càng thêm hướng về hoàn toàn yêu hồ tư thái hiển hiện, hiện sau lưng cửu vĩ treo chống mặt đất chậm rãi chống đỡ nàng từ to lớn áp lực dưới đứng lên cho dù là tại ngưng trệ thời gian thiên địa thất sắc cùng vô hình áp lực song trọng áp chế bên trong tô nguyệt ly vẫn như cũ là lần nữa hướng phía hạ trường minh chạy nhanh đến đổi thành bình thường khác tiên tôn chỉ sợ sớm đã nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi hạ trường minh cũng không dám lại tiếp tục làm áp lực chỉ phải không ngừng tại tô nguyệt ly tấn mãnh thế công bên trong vừa đi vừa về né tránh yêu đao đao quang tùy ý bay tử tung chín đầu đuôi cáo gần như đem phương viên chăm dặm hết thầy bình định trốn tránh bên trong hạ trường minh trên người không ngừng mới thêm mới vết thương tiếp tục một vị trốn tránh xuống liền xem như hắn cũng sẽ rất nguy hiểm hạ trường minh não hải không ngừng đang suy nghĩ đến cùng có biện pháp nào có thể tỉnh lại tô nguyệt ly thần chỉ ngăn chặn trong cơ thể nàng tàn phá bừa bài yêu khí thế nhưng là càng nghĩ hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra phá giải biện pháp nên làm cái gì đúng lúc này hạ trường minh trên tay mang theo linh rồi bỗng nhiên tách ra chói mắt xanh biết oánh quang tựa hồ có cái gì đang kêu gọi hắn Hạ Trường Minh nhanh chóng né tránh Tô Nguyệt Ly truy kích sau, thần thức dò vào linh giới bên trong, chỉ thấy toàn bộ linh giới không gian đều tràn ngập xanh biếc ánh quang, mà này ánh quang hẳn cũng rất quen thuộc, chính là phiêu ánh điểm biển tiên linh. Hạ Trường Minh hướng vào phía trong tìm kiếm, phát hiện viên kia từng tại thông tiên bảo kính tiên linh cổ thụ hạt giống đang không ngừng tản ra tiên linh oánh quang, tiên linh trùng từ chủ động bay đến Hạ Trường Minh trong tay, dùng đến non nớt linh vận âm thanh tại trong đầu hắn nói ra, cổ linh có thể tỉnh lại nàng, chỉ cần đen ta tạm thời chồng vào nàng linh hải bên trong liền có thể. Tốt, ta minh bạch làm phiền hạ trường minh lúc này mừng rỡ đáp thần thức lần nữa từ linh dưới bên trong quay về lúc trong tay đã là nắm bắt viên kia tiên linh cổ thụ hạt giống nhẹ nhàng đem hạt giống ngậm vào trong miệng ngẩng đầu nhìn qua lần nữa tay cầm yêu đao lách mình đuổi theo tô nguyệt ly thần sắc trịnh nhiên thời khắc này tô nguyệt ly trên người yêu khí càng thêm nồng đậm phẳng phát hội tụ vô sổ đế yêu vào một thân trên mặt cũng càng thêm xu hướng hoàn toàn yêu hồ khuôn mặt mỏ nhọn răng nhọn bố lông tơ tô nguyệt ly gào thét vung vẩy giấy lên đủ để thiêu đốt thần hồn hồ hỏa chém về phía hạ trường minh nếu là bị một đao này chém trúng sẽ mười phần nguy hiểm mà lần này hạ trường minh không có tại lựa chọn né tránh ngược lại thu hồi để tiên kiếm một tay bắt được tô nguyệt ly tay cầm yêu đao cổ tay một cái tay khác khống chế lại nào một cái tay khác sau lưng đuôi cáo tập quyền chém tới lúc cũng bị phía sau hàn sáu tay thần tôn đều ngăn lại đang lúc hạ trường minh muốn vào một bước tiến lên xích lại gần tô nguyệt ly lúc tô nguyệt ly bị lục tí tu la ngăn lại trong đó một đầu đuôi cáo đột nhiên bắn ra một thanh tiên kiếm thiên tùng kiếm đâm xuyên hạ trường minh tiên giáp quán xuyên bụng của hắn Hạ Trường Minh không để ý đến phần bụng kiếm thương, đỉnh lấy thiên tùng kiếm nhanh chân hướng về phía trước, đôi môi nhẹ nhàng điểm vào Tô Nguyệt Ly mi tâm, tranh thủ thời gian tỉnh lại a, à, nương tử. Hạ Trường Minh nhu tình âm thanh quanh quẩn tại Tô Nguyệt Ly bên tai, một cái xanh biết quánh quang hạt giống khác ở mi tâm của nàng, chậm rãi cắm vào nàng linh hải bên trong. Như cố bạo ngược Tô Nguyệt Ly nghe răng trợn mắt, ý đồ tiếp tục vung vẩy đuôi cáo chém về phía Hạ Trường Minh. Có thể đuôi cáo dương ở Hạ Trường Minh trước người, vô luận nàng như thế nào thúc đẩy, đều không thể tiến thêm một bước sau lưng chín đầu đuôi cáo đều tại mãnh liệt kháng cự bản tôn ý thức hạ trường minh vươn tay nhưng hòa mơn trấn dừng lại tại trước người hắn đuôi cáo là hắn biết vợ hắn vẫn không nỡ tổn thương hắn giết giết người dung hội vô số thượng cổ để yêu yêu hồn tô nguyệt ly như cũ bạo mưa gào thét là mi tâm tiên linh cổ thụ hạt giống hoàn toàn cắm vào nàng linh hải bên trong sánh biết nhu hòa ánh quang nháy mắt tại toàn bộ bị ma khí cùng yêu khí ăn mòn linh hải bên trong khuếch tán ra một đạo ánh quang lấy tiên linh cổ thụ hạt giống làm trung tâm tại đen nhánh linh hải bên trong hường bốn phía nhộn nhạo lên trong chớp mắt toàn bộ linh hải rực rỡ hẳn lên bánh quang lập lề thanh tịnh trong suốt một viên tiên linh cổ thụ từ tô nguyệt ly linh hải bên trong lặng yên lớn lên bắt quá dây lát ở giữa liên trường thành một gốc che trời đứng vững đại thụ đại thúc cành lá rậm rạp cành lá nhẹ nhàng lắc lư vô số tiên linh hóa thành điểm điểm ánh quang phiêu tán tràn ngập toàn bộ linh hải thế giới đen nhánh long châu bốc lên yêu khí dần dần rút đi bị nhuộm đen thiên hỏa tâm liên cũng lại lần nữa tỏa sáng hào quang tàn mát ra diệu lệ phượng hỏa ánh quang Tô Nguyệt Ly nhắm lại hai con ngươi, toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa tại tiên linh ảnh quang bên trong, xô tan chân trời hắc ám, chiếu rọi toàn bộ thương khung, mười phần xanh biếc lóa mắt. Trên người cùng bạo tàn phá bừa bãi yêu khí dần dần lắng lại, đều bị tiên linh tịnh hóa, luyện hóa dung hội trong cơ thể nàng. Cho đến qua hồi lâu, Tô Nguyệt Ly mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên người đã không còn tàn phá bừa bãi yêu khí, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Hạ Trường Minh. Tinh hồng đôi mắt không còn là như vậy khát máu bộ dáng, mà là tràn đầy ai náy cùng tự trách. Hạ Trường Minh biết nương tử của hắn trở về, nhìn qua nàng ôn nhu kêu gọi nói, nương tử, phu quân. Tô Nguyệt Ly nhẹ giọng đáp lại nói, nhìn qua Hạ Trường Minh ngược cùng phần bụng máu tươi, có nhìn một chút trong tay mình yêu đao, móng vuốt cực kỳ sắc bén thượng còn mang theo vết máu. Trên cánh tay bổ trắng loãn lông tơ, trên mặt cũng vẫn như cũ là duy trì yêu hóa sao yêu hồ khuôn mặt. Tô Nguyệt Ly thần sắc vô cùng tự trách cùng sợ hãi, nhanh chóng quay người hướng phía nơi xa bay đi. Ai? Hạ Trường Minh còn nghi đến chuẩn bị giang hai cánh tay, nên đón vợ hắn thân tình ôm đâu kết quả cô gái nhỏ này như thế nào quay đầu liền chạy hắn lại không có thật sự muốn cổ trách nàng chạy cái gì hạ trường minh bất đắc dĩ đơn giản ngừng lại vết thương nhanh chóng hướng phía tô nguyệt ly đuổi theo theo tiên linh khí tức cùng ánh quang đi tới một chỗ bên ngoài sơn động đang lúc hạ trường minh chuẩn bị đi vào lúc trong huyệt động truyền đến tô nguyệt ly tiếng quát âm thanh mang theo rất nhỏ run rẩy không muốn vào tới hạ trường minh thở nhẹ một hơi không để ý đến trực tiếp cất bước đi vào trong huyệt động rất nhanh liền gặp được co do dáng người đưa lưng về phía hắn trên mặt trố nở nơi hẻo lánh tô nguyệt ly phu quân ta tổn thương ngươi đều tại ta có lẽ ta thật sự nên nghe người không nên đi theo người qua đây dạng này ngươi cũng sẽ không thụ thương tô nguyệt ly vừa dứt lời một đôi kiên cố hữu lực hai tay liền từ phía sau của nàng vây quanh ở cái hông của nàng hạ trường minh ôm tô nguyệt ly đen nàng ôm thật chặt vào trong ngực dán tại nàng phía sau lưng thân thể mềm mại nhẹ người người trên người nàng nhàn nhà thương thơm ôn nhu nói cái này lại không phải nương tử lỗi của ngươi vì phù rất may mà nương tử có thể đi theo bên cạnh ta ngươi không có việc gì liền tốt thế nhưng là tô nguyệt ly còn muốn nói cái gì lại bị hạ trường minh cười ngắt lời nói trước kia như thế nào không có phát hiện đường đường yêu tộc nữ đế còn có như thế mảnh mai tiểu nữ tử bộ dáng này có thể một chút đều không giống ta biết nương tử lúc trước người nào đó thế nhưng là đuổi theo thì thầm muốn giết ta đây bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập 419 đương đương sơ cùng bây giờ lại lại không giống tô nguyệt ly nghe vậy thẹn thùng phản bác phảng phất ngày xưa hắc lịch sử đều bị để lộ đồng dạng lúc ấy nàng đích xác hận không thể giết hạ trường minh bất quá còn không phải bởi vì hắn ép buộc đem nàng ngoặt về hạ gia quan hệ bây giờ hồi tưởng lại đã từng ban sơ thời khắc tô nguyệt ly khuế miệng cũng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt, nhạt mỉm cười trong lòng tức khắc dễ chịu một chút Hạ Trường Minh gặp Tô Nguyệt Ly tự hồ không có nặng như vậy ngâm mờ tự trách về sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui vẻ mỉm cười. Hai người thật chặt ôm nhau, sau một lúc lâu sau, Tô Nguyệt Ly cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra. Phu quân, ngươi, ngươi trước tạm thời ra ngoài được không? Ta không sao. Ấn, ừ, muốn đuổi vi phu đi. Hạ Trường Minh ra vẻ thương tâm nói. Không, không phải, ta, ta bây giờ khuôn mặt không dễ nhìn. Tô Nguyệt Ly vội vàng giải thích nói, đưa lưng về phía Hạ Trường Minh trong bóng đêm nhúng tay vuốt về khuôn mặt của mình. Thời khắc này nàng yêu khí dù tán, nhưng trên mặt vẫn là gần như hoàn toàn yêu hóa khuôn mặt, vẫn chưa khôi phục. Nàng không muốn để Hạ Trường Minh thấy được nàng bộ này yêu hóa bộ dáng. Hạ Trường Minh nghe vậy, lại là nhẹ nhàng nhíu may, mặc kệ Tô Nguyệt Ly kháng cự, đem nàng từ đưa lưng về phía hắn ôm để đối mặt hắn trước người. Tô Nguyệt Ly vẫn như cũ là cúi thấp đầu, hai tay che mặt, tránh đi Hạ Trường Minh ánh mắt. Hạ Trường Minh vươn tay bắt được Tô Nguyệt Ly cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng bàn tay từ trước mặt lấy ra. Trước mắt là một tấm dài miệng tròn mắt, khắp khuôn mặt là tuyết trắng lông tơ yêu hồ khuôn mặt xem ra tựa như một cái nhân thân hổ diện hồ ly tròn căng xích hồng đôi mắt xem ra phá lệ đáng yêu Cũng nàng ngày bình thường hóa thân thành tiểu hồ ly có quắc tại trong ngực hẳn lúc không hề khác gì nhau khác biệt duy nhất chính là biến thành ngang lớn nhỏ nhân thân thôi hạ trương minh đã sớm thấy qua vô số lần bất quá lần thứ nhất nhìn thấy hồ diện nhân thân lại một mặt thẹn thùng tô nguyệt ly lúc hắn vẫn là nhịn không được phóc thử một tiếng cười ra tiếng ngươi ngươi hừ hạ trương minh nụ cười này tô nguyệt ly tức khắc tức giận đến nghe răng trợn mắt càng thêm thẹn thùng lần nữa che mặt xoay qua thân Đan nói không dễ nhìn hắn nhất định phải nhìn còn cười nàng hạ Trường minh vội vàng ngăn cản lại nghĩ đưa lưng về phía hắn tô nguyệt ly đem nàng sai người lần nữa nhẹ nhàng cầm xuống cánh tay của nàng xin lỗi nói xin lỗi nương tử vi phu nhịn không được nương tử cái dạng này quá đáng yêu có thể đáng yêu không không muốn nói mò tô nguyệt ly hồ diện ngượng ngùng không thôi trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ hoàng vi phu nhưng không có nói mò nương tử bất kể như thế nào đều nhìn rất đẹp Hạ Trường Minh nhúng tay nhẹ vỗ về Tô Nguyệt Ly trên má tuyết trắng lông nhung lông cáo, đôi mắt tràn đầy nhu tình, không có một tia mâu thuẫn cùng ghét bỏ. Nửa người hồ yêu hồ nương nương tử cũng nhìn rất đẹp. Tô Nguyệt Ly ngượng ngùng cúi đầu, nhắm mắt, tùy ý Hạ Trường Minh vuốt ve gương mặt của nàng. Nhìn qua dịu dàng ngoan giá ngoãn giống như tiểu hồ ly đồng dạng Tô Nguyệt Ly, Hạ Trường Minh không khỏi trong lòng hơi động, nhúng tay bưng lấy khuôn mặt của nàng, chậm rãi xích lại gần hôn nàng hồ môi. Tô Nguyệt Ly đôi mắt đẹp chấn động, trên bộ ngực sữa hạ chập trùng sau đó dần dần lần nữa nhắm lại hai con người trở tay ôm ở hạ trường minh phía sau lưng nhẹ giọng kiều diễm nói ra phu quân hạ trường minh thâm tình đen tô nguyệt ly ôm thật chặt vào trong ngực tùy ý vuốt ve thân thể mềm mại của nàng hai người hôn sâu không đừng, chăm chú ôm nhau tô nguyệt ly tại hạ trường minh vuốt ve hạ thỉnh thoảng phát ra trận trận giọng dịu dàng mê người tiếng ngâm khẽ thân thể mềm mại bên trên lông tờ dần dần rút đi khuôn mặt cũng dần dần khôi phục ngày xưa như vậy tuyệt mỹ khinh thấy khuôn mặt đợi môi đỏ phân biệt tô nguyệt ly giúp vào hạ trường minh trong ngực đôi mắt đẹp mê ly thâm tình ngửa đầu nhìn chăm chú lên hạ trường minh trong miệng khẽ nhả mê người hương thơm nương tử hạ trường minh ôm trong ngực mềm mại ấm áp nõn ngọc thân thể vừa mới động phần bụng vết thương liền đau sắc mặt hắn biến đổi tô nguyệt ly thần sắc hiện lên vẻ lo lắng phu quân ta không sao đừng lo lắng hạ trường minh cổ nén đau đớn miễn cứng lộ ra một vệt mỉm cười này tất cả nên là hắn nhận qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thương tô nguyệt ly gặp hạ trường minh rõ ràng đau sắc mặt thay đổi lại còn mạnh hơn chống đỡ dáng vẻ khuôn mặt lộ ra hơi tự trách vừa buồn cười nét mặt tươi cười phu quân ngươi tạm thời chớ lộn xộn tô nguyệt ly đem hạ trường minh đưa đến dựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí thay hắn giải khai quần áo trên người lộ ra phần bụng cùng lồng ngực vết thương nhìn qua mấy đạo xuyên qua thân thể vết thương tô nguyệt ly trên mặt không khỏi lần nữa hiện lên một tia tự trách cùng đau lòng mềm mại ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng từ vết thương biên giới mơn trớn Khiêm thấy nhìn thấy vợ hắn như vậy ôn nhu giống như nước bộ dáng hạ trường minh mặt độ vẻ mỉm cười nhịn không được hài lòng nhắm mắt lại tô nguyệt ly thiên kiều bách mị liếc một cái một mặt hưởng thụ hạ trường minh nhẹ nhàng cúi người duỗi ra linh hoạt kiểu đúng dịp lưới đỏ nhẹ nhàng liếm láp vết thương vết máu bởi vì quá mức thoải mái cùng kích thích hạ trường minh kém chút nhịn không được đều phải phát ra âm thanh chỉ có thể cố nén không phát ra cái gì tiếng vang hai tay không khỏi vô ý thức ôm sát ghé vào trên người hắn tô nguyệt ly cô gái nhỏ này thật là đang giúp hắn chữa thương sao có thể hay không quá kích thích thanh lý xong vết thương vết máu chung quanh sau tô nguyệt ly mới lấy ra tiên cao nhu hòa bao trùng tại trên vết thương sau đó lấy ra một cái chữa thương tiền đàn nhét vào hạ trường minh trong miệng làm xong đầy hết thảy tô nguyệt ly liền nhẹ nhàng cúi người yên tĩnh giúp vào hạ trường minh trong ngực nàng rất ưa thích cứ như vậy yên tĩnh nằm tại hạ trường minh trong ngực cảm thụ được trong ngực ấm áp nghe cái kia khiêu động tiếng lòng để nàng mười phần an tâm không biết từ lúc nào bắt đầu nàng có chút không thể rời đi ra hỏa này từ ban sơ hận không thể giết hắn cho tới bây giờ nghĩ đến nay tô nguyệt ly trên mặt mình cũng không khỏi nở nụ cười hạ trường minh trên mặt nhu tình thật chặt trong mực sắp xỉ núng điệu một dạng giai nhân hai tay nhẹ nhàng thăm dò vào nàng lang la tiên y bên trong cẩn thận từng ly từng tí vuốt về bụng của nàng tu sĩ thai nghén tiên thai cùng phản nhân khác biệt mặc dù biết thai nghén mấy năm lâu nhưng phần bụng thân thể cơ bản không có mảy may ảnh hưởng liên bề ngoài cũng sẽ không hở ra băng phẳng bóng loáng bụng dưới là nhìn không ra dựng dục tiên thai nhưng hạ trường minh linh lực thăm dò vào trong đó ta có thể đủ cảm nhận được cái kia một tia rất nhỏ rung động tô nguyệt ly cũng đặt nhẹ hạ trường minh đặt ở nàng phần bụng bàn tay hai tay trùng điệp cùng một chỗ đẩy mắt nhu tình nếu như có thể một cái cứ như vậy thì tốt biết bao hạ trường minh trong lòng không khỏi như vậy nghĩ đến có lẽ dạng này thời gian cũng không xa chỉ cần cuối cùng đánh bại trí cao ma thần Tô Nguyệt Ly cảm nhận được Hạ Trường Minh thần sắc khí chất biến hóa, cũng dùng sức siết chặt bàn tay của hắn. Thần sắc đồng dạng kiên nghị, sau đó có lẽ sẽ phải đối mặt trí cao ma thần, nhưng nàng như cũ không sợ hãi chút nào. Vô luận Hạ Trường Minh ở đâu, nàng đều sẽ đi theo ở bên người. Hôm nay kiến chút hại tay nàng lưỡi đao thân phù thù, nàng cũng muốn tự mình tìm hàn tính sổ sách đâu. Hạ Trường Minh trở tay nắm chặt Tô Nguyệt Ly mềm mại bàn tay, mặt lộ về làm cho người an tâm nụ cười. Hai người ngắn ngồi cứ như vậy giúp vào với nhau vuốt về an ủi một đêm bạn chuẩn bị xem nữ để yêu tộc đến một lá ngươi lấy ta hai là tập tư trăm hai mươi bắc nguyên băng hoang mà vực khe hở bên ngoài cổ nguyệt xếp bằng ở khe hở bên ngoài phía trước một tay xử nghiêm mặt gò má đôi mi thanh tủ nhíu chặt đôi mắt đẹp thật chặt ngắm nhìn trước người ma vực khe hở tay phía sau của nàng ngổn ngang lộn xộn nằm vô số ma tộc thi hài báo quát không ít tàn phá hỗn độn ma cầu ở trong đó khoảng cách cửu châu thập địa liên quân tiến vào hỗn độn ma vực thảo phạt ma tộc đã qua hồi lâu hỗn độn ma vực bên trong lâu dài mở tối tối tăm không mặt trời khó mà phán đoán thời gian có lẽ liền tiến vào ở trong tất cả mọi người không có phát giác mới đầu ma tộc thỉnh thoảng sẽ còn tại cửu châu thập địa các nơi tung ra mới ma tộc đại quân giáng lâm ý đồ nhiễu loạn hậu phương nhưng đều bị cổ nguyệt nhẹ nhóm giải quyết về sau ma tộc tựa như là mài danh ẩn tích đồng dạng không còn có tại cửu châu thập địa có bất kỳ động tính gì toàn bộ ma vực khe hở bình tĩnh liền như là một đầm nước tọc đồng dạng cũng không biết tình huống bên trong như thế nào để ý cổ nguyệt thần sắc xoắn xích không thôi ma tộc đại quân hồi lâu không tại cửu châu thập địa lại xuất hiện qua nói rõ ma tộc nên là đáp ứng không xuể bất lực lại phải quân xâm nhập cửu châu thập địa nàng rất ngẫm lại tiến vào tìm tòi hư thực nhưng lại chậm chạp không cách nào phóng ra bước chân nàng cũng không sợ hãi cái chết tử vong đối vu tộc tới nói chỉ là quay về cổ thần ôm ấp mà thôi không có cái gì đáng sợ nàng sở dĩ không muốn lại tiến vào hỗn độn ma vực chỉ là trong lòng còn có tâm nguyện chưa hoàn thành còn không có nhìn thấy thế gian duy mỹ nhất vượt qua chủng tộc ái tình cũng sợ hãi gặp lại giống như ngàn năm trước đồng dạng tất cả ngày xưa đồng bạn liên như vậy đều vẫn lạc ở trong đó mà nàng lại bất lực bây giờ nàng mong muốn nhất chứng kiến ái tình đã gặp được mặc dù còn chưa thấy chứng đến cuối cùng nhưng nàng trong lòng đã rất thỏa mãn cổ nguyện đứng người lên thần sắc kiên nghị cắt bước hướng phía ma vực khe hở đi đến tới gần ma vực khe hở trước người lúc lại dừng bước quay đầu đi trở về vẫn là chờ thêm chút nữa a à. cứ như vậy sao qua loa đi vào không quá phù hợp vẫn là trước thông gặp một chút tương lai mới quyết định a à. cổ nguyệt trong lòng lo lắng nhìn thấy không muốn nhất nhìn cảnh tượng vẫn là quyết định bốc lên làm trái thiên đạo thần uy phong hiểm lại nhìn trộm một chút hỗn độn ma vực bên trong tương lai hình ảnh Cổ Nguyệt đối diện ma vực khe hở trước ngồi xếp bằng, món tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dẫn ra, ma vực khe hở bên trong bay ra một cổ ông linh ma khí, ma khí phiêu phù ở trước người của nàng. Thần thông cổ thần thông gặp, cổ Nguyệt trên trán cổ thần chi đồng chậm rãi triển khai, phiêu đãng ma khí chậm rãi cắm vào cổ thần chi đồng bên trong. Trong chốc lát, cổ Nguyệt toàn thân thần thông khí tức đổ xuống mà ra, sống thẳng tới chân trời. Chân trời thượng trong khoảnh khắc mây đen tụ tập, màu vàng thiên lôi cuồn cuộn. Lần này nhưng liền không có vô danh tử ở bên người vì nàng hộ pháp. Loại này tiên lôi nàng có thể tiếp không được mấy lần. Cổ Nguyệt trong lòng do dự, muốn hay không bốc lên bị Thiên Đạo gạt bỏ phong hiểm nhìn trộm hỗn độn ma vực bên trong thế cục. Tại nàng do dự trong lúc đó, bao phủ tại đỉnh đầu nàng một phương thiên lôi lại bỗng nhiên dần dần tiêu tán, tựa như chưa từng tới qua đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Năng đồng thời không có thu hồi thần thông à? Cổ Nguyệt thần sắc nghi hoặc, kết hợp trước đó nàng tọa chấn thần cung, không ngừng đoán được Cửu Châu thập địa tương lai, cũng không có nhận đến qua một tia Thiên Đạo trừng phạt. Cổ Nguyệt trong lòng dần dần cũng có đáp án, thì ra là thế, là như vậy sao? hừ thiên đạo cổ nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà khuế miệng phát họa ra một vệt phẫn hận đôi mắt đẹp nhìn xung quanh bên người bốn phía tức giận nói ra ta biết người đang nhìn chăm chú đây hết thảy bốn phía yên tĩnh im ắng không có chút nào bóng người âm thanh nhưng nàng mười phần xác định nó nhất định ở đây chỉ là nàng không cách nào nhìn trộm mà thôi chính như cổ nguyệt đoán như vậy một đạo hư vô trong suốt bóng người đứng sừng sững ở bên cạnh của nàng không hổ là cổ thần hậu duệ ngược lại là nhạy cảm bóng người nhìn chăm chú lên cổ nguyệt không khỏi nhẹ giọng lầm bầm nói cho dù là phát ra tiếng vang cổ nguyệt cũng vẫn như cũ nghe không được thanh âm của nó bóng người không nói thêm gì nữa cũng không có muốn can thiệp cổ nguyệt ý tứ liền như vậy chắp tay chậm rãi rời đi thân ảnh dần dần làm nhạt tại thế gian phẳng phất hòa vào một thể vậy trước khi chia tay để lại một câu nói nhìn trộm thiên đạo người tương lai là không thấy mình tương lai cổ nguyệt trong lòng đại khải đã có suy đoán vì cái gì mà tộc bỗng nhiên giáng lâm tại thế gian vì cái gì thiên đạo không có muốn gạt bỏ nàng nàng đoán được nhưng lại không thể làm gì thiên đạo sở dĩ không gạt bỏ nàng chính là bởi vì thiên đạo chỉ ý nó là cố ý bỏ mặc nàng đoán được tương lai để nàng đi ảnh hưởng về sau khả năng tương lai mà nàng lại không thể không làm như vậy bởi vì nàng thật sự rất để ý về sau tương lai thế cục còn có hy vọng nhìn thấy tương lai trong lòng mặc dù vạn phần khó chịu nhưng cổ nguyệt vẫn là tiếp tục mối xếp bằng bắt đầu đoán được lên hỗn độn ma vực bên trong có thể tồn tại tương lai một nháy mắt vô số hình ảnh từ trong đầu của nàng lập lê mà qua tiếng chém giết tiếng giống giận dữ, đao kiếm cùng nhau minh thanh. Một vài bước núi thay biển máu cảnh tượng hiện ra ở trước mắt của nàng, hình ảnh như vậy nàng từng tại ngàn năm trước gặp qua. Chỉ có điều lần này trong núi thay biển máu chảy xuôi đều là ma tộc thi hài cùng ông chọc chất lỏng đen. Nàng nhìn thấy cửu châu thập bịa liên quân kèm theo tiên linh oanh quang, thế như trẻ che đồng dạng đẩy vào ma tộc phần bụng, khi thế trước nay chưa từng có tăng vọt. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ nguyệt nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn, khuế miệng lộ ra một vệt vui vẻ mỉm cười. Lần này thật sự cùng ngàn năm trước không giống. Lam Cổ Nguyệt xâm nhập hỗn độn ma vực chỗ sâu nhất sau, thấy được Hạ Trường Minh cùng Tô Nguyệt Ly hai người tại cung trí cao ma thần quyết đấu hình ảnh. Ba người đánh thiên băng địa liệt, lại vô luận như thế nào đều không thể tiêu diệt trí cao ma thần. Nàng nhìn thấy Tô Nguyệt Ly thân chịu trọng thương thòi thóc ngã trên mặt đất, hạ trường minh vẫn nộ tay cầm đế tiên kiếm đâm vào chỉ cao ma thần lồng ngực mà chỉ cao ma thần đồng dạng tay cầm ma nhận đâm vào hạ trường minh trái tim nhưng hắn lại là mặt mỉm cười vô danh tử toàn thân đã máu đứng sừng sững ở một chỗ chất lỏng đen đầm sâu bên trong chân chính ma thần chi tâm bị nàng một kiếm chạm phá mà dưới chân đen nhánh vẩn đục ông linh chất lỏng đen không ngừng men bám vào toàn thân của nàng dần dần đen nàng hoàn toàn thôn phệ cổ nguyệt đột nhiên bừng tỉnh trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Cổ thần chi đồng đã là duy trì không được chảy ra máu tươi, liên cái mũi của nàng cùng miệng cũng không nhịn được máu tươi tuôn ra. Đáng ghét, không thể nhìn thấy cuối cùng. Tại thời điểm mấu chốt như vậy lại không kiên trì nổi. Sau cùng kết cục đến cùng như thế nào? Cổ nguyệt thần sắc không khỏi càng thêm bối rối bất an. Trong lòng nỗ lực bảo trì chấn định, không nên hoảng hốt. Đây chẳng qua là đông đảo tương lai ở trong một trong thôi. Chưa hẳn thật sự sẽ là như thế. Chỉ cần có nàng tại, liên tuyệt sẽ không để cho cục diện như vậy phát sinh tinh ngưu thần ngưu cổ nguyệt từ bên hông gỡ xuống một đôi hình bò ngọc bội ném ném giữa không trung ra lệnh một tiếng này đối ngọc bội đột nhiên tản mắt ra như ngân hạ ánh sang ông ánh mang đột nhiên bành trướng hóa thân thành một đôi đừng vương giữa thiên địa tinh thần thần ngưu thần ngưu toàn thân thông thấu tựa như ẩn chứa toàn bộ mân hà đồng dạng toàn thân tinh quang điểm lấm tấm ông anh lóa mắt cổ nguyệt lạnh này hai đầu tinh thần thần ngưu tả hữu lấy tinh liên giữ chặt ma vực khe hở Kể từ đó, cho dù nàng không ở bên ngoài thú hộ, cũng không còn lo lắng hỗn độn ma vực khe hở đóng kín, đem bọn hắn đều ra mở trong đó. Làm tốt hết thầy chuẩn bị sau, cổ nguyệt không do dự nữa, hóa thành một đạo tinh hà thần hồng trực tiếp cắm vào hỗn độn ma vực ở trong.